mời các bạn nghe phần kết và phiên ngoại mưa phùn lất phất dưới ánh sáng của đèn đuốc những hạt mưa nhỏ liên tục rơi xuống đất giống như những cây kim người thư gia và vương gia đều tập trung tại miếu hiên viên vương đại phu nhân và tô phu nhân đi xuống núi đầu tiên mãi lúc sau mới cảm thấy xe ngựa của thư quân không đuổi theo kịp thế là lại phái người quay trở lại tìm lúc này mới phát hiện mấy tên gia đình của thư gia và vương gia bị người ta vứt ở chân núi mà xe ngựa của thư quân lại không thấy đâu đám người vội vàng chạy về miếu hiên viên bắt đầu tìm người khắp núi đồi lúc thư lan phong chạy đến mưa vẫn rơi xuống không ngừng sắc trời tối đen cẩm y vệ đã hạ lệnh phong tỏa ngọn núi thư lan phong không để ý đến mình đã ướt sũng nước mưa mà kiên quyết muốn đi theo cẩm y vệ đi tìm người đám người lần theo dấu vết xe ngựa để lại đi đến chỗ sâu của ngọn núi mấy trăm người cầm đuốc xuyên qua giữa rừng núi khó khăn lắm mới tìm thấy một cỗ xe ngựa bị bỏ lại ở một góc chỗ trũng họ vén rèm xe ngựa lên nhưng bên trong lại không có ai mọi người cảm thấy vô cùng hoảng hốt đưa mắt quan sát xung quanh, trong đó có một tên thị vệ phát hiện tung tích. Thư đại nhân, chỗ này có dấu vết lên núi. Thủ lĩnh cầm y vệ cầm đuốc chiếu thẳng vào trước dấu đó, xác định là dấu chân đi giày theo của cô nương. Hắn ta ngước đôi mắt nhìn về phía đỉnh núi đen như mực, hạ lệnh, đuổi theo. Thư Lan Phong đau lòng đến nỗi chảy nước mắt, ông ấy quấn trường đao vào cổ tay bằng tay áo, đi theo cầm y vệ đi bộ lên núi. Mũi đao sượt qua từng phiến đá núi tạo ra âm thanh chói tai, từng tiếng như mũi tên đâm vào trái tim ông ấy. Miếu Hiên Viên tiếp giáp chùa Linh Sơn, miếu Hiên Viên nằm ở chân núi, chùa Linh Sơn lại tọa lạc ở giữa sườn núi. Núi Linh Sơn rất lớn, cây cối um tùm, từng tốt thị vệ xông lên núi từ bốn phương tám hướng, đợi đến lúc hoàng đế có mặt. Thị vệ đi trước đã ở cửa chùa Linh Sơn phát khói tín hiệu, hắn dẫn người xông thẳng lên chùa Linh Sơn. Cẩm y vệ xuất binh bao vây Lý phủ và Tề phủ trong đêm, khiến triều thân hết sức sợ hãi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tuy Lý gia có hiểm nghi nhưng vẫn chưa định tội, hoàng đế làm như thế khiến bách quan không phục có một số nhân thân cố hữu của lý ra muốn tìm bùi việt đòi một lời giải thích nhiều hơn cả là những đại thần muốn nghe ngóng tin tức rốt cuộc đang làm gì thế là một nhóm người ồn ào xông về phía điện phụng thiên sau khi nghe tin hoàng đế xuất cung thì lại ồn ào cưỡi ngựa đuổi theo đến đây đến lúc đám người đó đuổi đến chùa thì khoảng đất rộng trước đại hùng bảo điện đã đông nghịch người lý anh và thị vệ nô bộc tâm phúc của nàng ta đều đã bị khống chế nàng ta mặc áo trắng bị dây thừng trói lại quỳ gối ở hàng đầu tiên nam nhân cao lớn vĩ đại như cây tùng vươn thẳng kia mặc long bào màu vàng sáng ngồi thẳng trên lưng ngựa từ trên cao liếc xuống nhìn nàng ta bằng ánh mắt hết sức vô tình người ở đâu giờ khắc này lý anh vô cùng sửng sốt sao hoàng đế lại đến đây là vì tô triều sơn sao vì chứng cứ trong tay tô triều sơn quan trọng đến mức hoàng đế nhất thiết phải đích thân xuất hiện hay là do nơi đây còn có người quan trọng hơn đáng giá đến mức hoàng đế đích thân dẫn binh nghĩ cách cứu viện vừa nghĩ đến đây trong lòng Lý Anh như dây cung đang kéo căng bỗng dưng đứt dây, nàng ta đã phạm phải một sai lầm lớn, người coi trọng thư quân không phải thái thượng hoàng mà là bản thân Bùi Việt. Mưa đã ngừng rơi, Lý Anh quỳ gối trên gạch đá xanh ướt nhẹp, toàn thân cứng đờ, lúc này nàng ta mới nhận ra mình đã trúng bẫy của Thôi Phượng Lâm. Để có được hậu vị, Thôi Phượng Lâm đã chấp tay dâng tặng nàng ta và lý ra cho hoàng đế. Lý Anh cười khổ một tiếng, một ngụm máu tươi trào lên từ cổ họng, nàng ta ho dữ dội, mãi một lúc vẫn không thở nổi, không chưa đến giây phút cuối cùng sao nàng ta lại chịu thua chứ lý anh kiêu ngạo ngẩng đầu lên nhìn bùi việt bệ hạ ngài hiểu lầm rồi thần nữ hoàn toàn không hề bắt cóc thư cô nương và tô cô nương mà trái lại lúc thần nữ lên núi đi săn nghe nói có người mất tích nên đã giúp đỡ tìm kiếm đáng tiếc lúc thần nữ phát hiện chiếc xe ngựa kia trong xe ngựa đã không còn ai nữa nửa câu sau nàng ta không hề nói dối thư quân và tô nhân nhân đúng là chạy thoát ra ngoài như chuyện cổ tích Người của nàng ta liên tục truy đuổi nhưng đến nay vẫn không đuổi theo được, cuối cùng còn bị người của cẩm y vệ bắt được. Nếu Lý Anh sớm biết thư quân là người của hoàng đế, tuyệt đối nàng ta sẽ không đi nước cờ hiểm này. Thế nhưng chuyện đã đến nước này, nàng ta chỉ có thể cố gắng gạt mình ra ngoài, không liên lụy đến Lý Gia. Nếu Lý Anh đã mạnh miệng bào chữa, Bùi Việt cũng không tiếp tục lãng phí thời gian nói lời vô ích với nàng ta nữa, hắn chỉ ra hiệu với thị vệ tiếp tục tìm kiếm. Thủ lĩnh cầm y vệ có mặt dẫn nô bộc Lý Gia đi thẩm vấn, lý anh không khai cũng không có nghĩa những người khác sẽ không khai lý anh nhìn thấy vậy sững sờ cắn chặt răng nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh toàn thân thư lan phong ướt đẫm nước mưa người làm mang một chiếc áo khoác đến khoác lên người ông ấy ông ấy nhìn đại hùng bảo điện cao vút trên kia như chết lặng cảm thấy ngột ngạt trong lòng mọi ngóc ngách trong cánh rừng này đều đã được tìm kiếm chỉ còn lại chùa miếu của hoàng gia là chưa tìm chùa miếu rất lớn bao gồm rất nhiều căn phòng muốn lục soát toàn bộ sẽ mất khá nhiều thời gian trong mắt thư lan phong hằn tơ máu giữa những nhịp thở đã kèm theo tiếng khóc nức nở nhóm nữ quyến của vương đại phu nhân tô phu nhân đã sớm khóc không thành tiếng chỉ mong ba đứa trẻ có thể bình an quay về thế nhưng đã tìm khắp cả cánh rừng nhưng vẫn không thấy người đâu bùi việt nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của thư lan phong nhưng lại không có tâm trạng đi an ủi ông ấy trong lòng hắn cũng rất hoảng sợ cả đời này chưa từng có chuyện gì vượt quá tầm kiểm soát của hắn đây là lần đầu tiên Hắn vô cùng hối hận không thể phái thêm một vài tay sai bảo vệ thư quân. Thời gian dần trôi qua, nỗi lo lắng trong lòng hắn ngày càng dâng cao nóng như lửa đốt, dây cương bị hắn nắm chặt đến nỗi hằn vào trong da thịt mà không hề hay biết. Thành Lâm chia tất cả thị vệ thành 10 đội, mỗi đội được phân một khu vực nhất định để tìm kiếm. Hắn ta đích thân dẫn theo 20 người tìm kiếm ở góc đông bắc của ngôi miếu. Nam nhân mạnh mẽ hai tay cầm kiếm, đôi mắt hơi nheo lại, hành động nhanh nhẹn xông vào lối đi tối tăm trong sân giống như một con báo, vừa lúc soát vừa gọi. Vương ấu quân, lục soát được khoảng một khắc đồng hồ, hắn ta bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm, thế là hắn bất ngờ giơ tay lên, ra hiệu thị vệ sau lưng đừng lên tiếng, từ từ lần theo mùi hương. Cuối cùng, bọn họ đi đến trước một đại điện mạ vàng. Khi đến đây, hắn ta ngước mắt lên nhìn, phát hiện nơi đây chính là điện vãng sinh thờ cúng hoàng thất đã chết. Thành Lâm không biết rõ tình hình trong điện nên không dám hành động lỗ mãng, hắn ta làm mấy động tác tay, ra hiệu thị vệ tản ra canh chừng những chỗ quan trọng. Còn hắn ta dẫn theo hai người lặng lẽ đi vào từ song cửa sổ đã được lật ra, mùi hương càng ngày càng nồng, trong không gian mờ tối còn có một luồng ánh sáng. Hắn ta vừa lẩm bẩm vừa lướt qua một tấm màn tre, nhìn thấy ba người đang quỳ lại trước một tấm bài vãng sinh rất to. Búi tóc của ba cô nương cũng không quá rối, chỉ y phục là có chút vết bẩn, trong tay mỗi người cầm một cái chân thỏ, ngồi xếp bằng trước bài vị vãng sinh của Thái thượng hoàng hậu Tiêu thị. Đột ngột nhìn thấy bọn họ, trong ba người cũng không có chút hốt hoảng do bị bắt cóc mà trái lại lại giống con quỷ bối rối vì ăn vụng thức ăn mặn vương ấu quân vừa gặm thịt thỏ vừa nhỏ giọng thầm thì thái thượng hoàng hậu nương nương ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với chúng thần nữ chúng thần nữ gặp phải kẻ xấu thực sự sắp chết đói rồi nửa đường bắt được một con thỏ ngốc con thỏ ngu kia lại đập đầu vào thân cây bị chúng thần nữ nhặt được ừm không phải chính là món ăn ngon do ông trời ban thưởng sao tuổi tác tô nhân nhân còn nhỏ bị chuyện xảy ra ngày hôm nay làm cho hoảng sợ, cầm cái chân thỏ thơm ngào ngạt cũng không dám ăn, rưng rưng nước mắt nhìn vương ấu quân. Ấu quân tỉ tỉ, chúng ta làm như thế này có khi nào bị ông trời trách phạt hay không? Vương ấu quân liếc mắt nhìn nàng ấy một cái, câu này của muội sử oan thái thượng hoàng hậu nương nương của chúng ta rồi, nương nương chính là người có lòng dạ từ bi nhất, chắc hẳn sẽ thương xót cho chúng ta. Nói xong, nàng ấy còn quay mặt về phía pho tượng nặn mặt mũi hiền lành trước mặt kia, nở một nụ cười vô cùng ngoan ngoãn. Nương nương, ngài nói có đúng không à đúng rồi ngài xem quân nhi dẫn tức phụ của con trai ngài đến đây này ngài mở thiên nhãn ra xem tức phụ này có đẹp hay không có xứng với bệ hạ không ạ à? cho dù đã đói đến mức bụng sôi lên ủng ục nhưng nhìn thấy bài vị của thái thượng hoàng hậu quả thực thư quân nuốt không trôi bỗng nhiên bị vương ấu quân trêu chọc như vậy nàng đỏ mặt khuôn mặt xinh xắn động lòng người càng có vẻ xinh đẹp hớp hồn hơn dưới ánh nền mờ mờ chuyện còn chưa ra đâu vào đâu đâu tỉ lại ăn nói lung tung muội có thể làm gì ta chứ vương ấu quân kiêu ngạo hách cầm lên lúc ngước cầm lên nàng ấy lại nhìn thấy thành lâm đang khoanh hai tay trước ngựa dựa vào cây cột bên cạnh vẻ mặt phức tạp nhìn ba người họ vương ấu quân lập tức ngẩn người ra trong khoảnh khắc nước mắt bỗng nhiên chảy ra do sợ hãi nàng ấy ném cái chân thỏ đi chạy về phía thành lâm ôm chặt cánh tay hắn ta sao bây giờ ngươi mới đến đường đường là dũng tướng đô chỉ huy sứ cẩm y vệ mà chỉ có chút bản lĩnh như vậy sao hại ba người bọn ta trốn trong nơi hoang vu như này nếu không phải thái thượng hoàng hậu phù hộ bọn ta bọn ta đều đã bị dã thú ăn thịt rồi hu 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 đứng trước tô nhân nhân vương ấu quân và thư quân là đại tỷ tỷ vào giờ phút quan trọng hai người đối mặt với nguy hiểm mà không loạn kẻ sướng người họa mê hoặc những hán tử kia vương ấu quân giỏi dùng hương nên nàng ấy đã dùng mê hương khống chế đối phương dẫn theo tô nhân nhân trốn ra khỏi thùng xe đừng thấy vương ấu quân thề son thề sắt mà nhầm thực ra trong lòng nàng ấy rất sợ ngay khi thành lâm xuất hiện nàng ấy không tiếp tục cậy mạnh nữa giải tỏa lòng mình khóc thành tiếng. Thành Lâm nhìn đống xương thỏ kia, người mùi thơm lan khắp gian phòng, tâm trạng vô cùng khó tả, rất muốn răn dạy vương ấu quân vài câu. Thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện cô nương này dũng cảm dẫn người chạy thoát lại thấy vừa không phục vừa đau lòng, bàn tay dày đặc vết chai nặng nề dơ lên, cuối cùng nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng ấy. Khá lắm, không hổ là nữ nhân Thành Lâm ta nhìn chúng. Vương ấu quân nghe vậy thì cơ thể cứng ngắc lại, không đúng, không phải nàng ghét tên này sao, sao bỗng nhiên lại ôm hắn ta chứ. Còn có cái gì mà nữ nhân mà thành lâm ta nhìn chúng? Vương ấu quân cũng chỉ giữ người trong chốc lát, sừng sốt đè nén cảm xúc trong lòng. Mặt mà dày mày dặn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra buông thành lâm ra, lui ra sau mấy bước. Nàng ấy nở nụ cười giả tạo với hắn ta, sau đó quay người một trái một phải túm tay hai người thư quân và tô nhân nhân nhanh chân chạy ra bên ngoài. Ba cô nương chạy thẳng đến đại hùng bảo điện, bước ra khỏi cánh cửa cao lớn kia mới phát hiện trên quảng trường rộng lớn tụ tập rất nhiều người từng cây đuốc sáng rực lên chiếu sáng cả bầu trời đêm vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào ba người có tiếng khóc có hu hét vui sướng còn có những tiếng than sợ hãi thán phục khiến màn đêm tĩnh lặng ngay lập tức sống dậy thư quân liếc mắt nhìn nam nhân mặc áo choàng màu vàng sáng bắt mắt kia hốc mắt cay cay lao về phía hắn như con hồ điệp tung tăng bay lượn làm việc nghĩ không chùn bước bệ hạ nước mắt khiến tầm nhìn của nàng mờ đi không nhìn thấy ai hết chỉ nhìn thấy những gian nan vất vả hằn sâu trong nếp nhăn ở giữa hàng lông mày của hắn từ từ biến mất hóa thành một ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương thư lan phong thấy nữ nhi an toàn không sứt mẻ gì bước ra ngoài thì tâm trạng rất xúc động trong chốc lát không nghe rõ nàng vừa gọi tên ai chỉ cho rằng nàng chạy về phía mình thế là bèn vội vàng giang hai tay ra muốn đón nàng quân thế nhưng chớp mắt lại phát hiện nữ nhi nhìn thẳng rồi chạy vụt qua ông ấy chạy thẳng vào vòng ôm của hoàng đế thư lan phong mất khoảng một lúc ông ấy giữ người quay đầu lại chầm chậm hạ cánh tay xuống nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào bóng lưng thư quân lý anh quỳ gối cách đó không xa trơ mắt nhìn bùi việt ôm thư quân vào lòng vẻ mặt xuất hiện sự dịu dàng trước nay chưa từng có khóe môi nàng ta khẽ giật giật nàng ta nhắm mắt lại lạnh lùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi đây bệ hạ cho dù thần nữ bắt nàng ta lại thì sao nàng ta cũng chỉ là một chi nữ của một ti nghiệp lục phẩm vẫn chưa đủ để bệ hạ trị tội thần nữ và lý gia thượng hoàng có hứa tứ đại huân quý không phạm phải trọng tội mưu phản thì bệ hạ buộc phải đặc xá bùi việt hoàn toàn không thèm để ý đến lý anh hắn chỉ cẩn thận nhẹ nhàng vén tóc tai rối bời của thư quân gia. để lộ đôi mắt hoạt bát nàng nàng hắn vui vẻ mỉm cười vòng tay ôm nàng vào trong lòng quay người đi về phía cung xa triều thần nhìn bóng lưng đang dần đi xa của hoàng đế lại ngoái lại nhìn sang lý anh không biết nên kết thúc như thế nào lý anh thấy bùi việt thờ ơ như vậy thì nghẹn ngào gọi tiếp bệ hạ lúc này lưu khuê vội vàng chạy đến uốn gối nhanh chóng đi đến phía trước hắn ta dơ cao thánh chỉ trong tay ánh mắt liếc qua đám triều thần và thị vệ cuối cùng cười lạnh với lý anh lý anh người ngươi bắt cũng không phải nữ nhi của ti nghiệp lục phẩm mà là hoàng hậu đương triều hành thích hoàng hậu tội tương đương với mưu phản người đâu giải nàng ta xuống cung sa chạy xuôi theo đường núi gập ghềnh hướng thẳng về thành sau cơn mưa đường xá trơn trượt thị vệ đã trải sẵn thảm cỏ ở nơi cung sa cần đi qua Cung nhân đưa khăn ướt đến bùi việt đích thân lau mặt và lau tay cho thư quân ngoài đôi mắt trong trẻo ra thì khắp người nàng không có chỗ nào sạch sẽ cả gương mặt và trán đều dính đầy bùn đất trông giống như một chú mèo hoa trong lúc lau chùi bùi việt phát hiện trên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng có đầy vết đỏ ửng sắc mặt hắn đen sì bắt đầu dò hỏi quá trình thư quân chạy trốn vậy nên hắn mới biết vương ấu quân dũng cảm có mưu lực thế nào thư quân thì can đảm cẩn trọng vì đối phương quá khinh địch nên mới để hai tiểu cô nương lợi dụng thời cơ thấy sắc mặt hắn khó coi thư quân cố hết sức nói giảm nói tránh để tỏ vẻ cuộc trốn chạy không nguy hiểm lắm còn kể lại cả quá trình với thái độ thoải mái như kể chuyện để dỗ dành hắn bùi việt chăm chú nghe hết từng câu từng chữ nàng nói sống lưng không khỏi lạnh toát cảm xúc cuồn cuộn dưới đáy lòng nhưng lại không nói một lời chỉ nghiêm túc đặt bàn tay đã đông cứng của nàng vào lòng bàn tay mình chú mèo hoa nhỏ biến thành nàng dâu xinh đẹp bắt đầu chui rúc vào lòng bùi việt rút tay từ trong bàn tay ấm nóng ra rồi ôm cổ hắn làm nũng. Bệ hạ, ngài hãy đưa thần nữ vào cung đi, thần nữ muốn được nhìn thấy ngài cả ngày lẫn đêm. Nàng thẳng thắn bày tỏ tình yêu như vậy khiến trái tim bùi việt mềm như bùn nhão, hắn nhìn nàng. Ánh đèn trong cung xa rực sáng chiếu lên đuôi lông mày nàng, vài tia sáng nhỏ vụn nhảy nhót theo từng lần mí mắt chớp động. Hắn giơ tay chậm rãi vén tóc mai bên má nàng, bóp nát chút bọt sóng vừa sủi lên trong lòng rồi chậm rãi nói, chậm đưa nàng hồi phủ trước, chờ định xong hôn kỳ thì sẽ nghênh đón nàng vào cung một cách vẻ vang nhất. Thư quân không nghe rõ thánh chỉ mà Lưu Khuê đọc, cũng không hiểu rõ ý tứ của Bùi Việt, nghĩ đến hồi phủ, đôi mắt tròn xoe của nàng chật cứng đờ. Ai ra, hình như vừa rồi thần nữ có nhìn thấy phụ thân. Bùi Việt bị nàng làm cho giật mình, nhìn vẻ mặt ngu ngơ của tiểu cô nương, nỗi khiếp sợ trong lòng hắn lập tức biến mất theo tiếng cười vui vẻ, hắn vừa bực mình vừa buồn cười xoa chán nàng. Bây giờ nàng mới nhận ra à? Thư quân xấu hổ ôm má, sau đó len lén vén một góc rèm xe lên ngó ra ngoài trong tiếng vó ngựa lộc cộc thị vệ cầm bó đuốc chiếu sáng màn đêm đen kịt văn võ bá quan đi theo xa giá được thị vệ bảo vệ ở giữa mà người cách cung xa gần nhất chính là thư lan phong một thân áo bảo màu xanh nhạt thư quân vừa nhìn ra đã bắt gặp ánh mắt ông ấy đang định giơ tay ra trò hỏi thì thấy thân phụ của mình ngoảnh mặt sang chỗ khác thư quân mếu máo thả rèm xe xuống quay đầu nhìn bùi việt ủ rũ nói cha giận thần nữ rồi bùi việt cong môi cười đặt tay lên vai nàng rồi ôm tiểu cô nương vào lòng, cất giọng bình tĩnh, bây giờ ông ấy không dám giận nàng đâu. Tại sao vậy? Thư quân ngơ ngác hỏi. Bùi Việt ôm eo nàng lên, điều chỉnh độ cao để hai người có thể nhìn thẳng vào nhau rồi nói, cô nương ngốc. Bây giờ nàng đã là thê tử của trẫm, đã là hoàng hậu rồi, phụ thân của nàng nào dám tức giận với nàng nữa. Thư quân ngẩn người, miệng nhỏ khẽ nhếch, có vẻ như còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy như có một luồng sóng nhiệt nổ tung trong lòng, toàn thân mềm nhũn niềm tin vốn đã bị phong ấn trong tận đáy lòng đến nỗi phủ đầy bụi bặm lại bị móc ra hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống bệ hạ thần nữ không nghe lầm chứ thần nữ thật sự có thể làm thê tử của người sao không phải nàng không thèm quan tâm chẳng qua nàng chỉ tự nhắc nhở bản thân đừng nghĩ đến những chuyện không thể xảy ra thế nên mỗi lần ở chung với hắn nàng đều tự do tự tại vô tâm vô tư nhưng cứ nghĩ đến tương lai nàng sẽ bị ném trơ trọi lẻ loi bên ngoài đế lăng thì trái tim lại đau đớn vô cùng ngài có biết tại sao lần trước thần nữ lại ngã không? Thần nữ nghe nói tỷ tỷ nở mày nở mặt, mang theo thập lý hồng trang gả cho người ta, còn thần nữ thì cả đời chỉ có thể làm thiếp của ngài. Không thể sống chung chăn, chết chung huyệt với ngài, thế nên mới đau khổ quá độ mà ngã xuống. Gương mặt khó khăn lắm mới lau sạch lại giàn ruộn nước mắt. Nàng tựa vào đầu vai hắn, vừa tủi thân vừa thấy rung động. Trong lòng bùi việt lại càng khó chịu hơn nàng, chấm khiến nàng chịu uất ức rồi. Hắn nhẹ nhàng an ủi nàng, Giọng nói trầm thấp có lực, đời này chẫm chỉ trung chân trung huyệt với nàng. Trong lòng thư quân chất chứa quá nhiều cảm xúc dối bời, không biết sắp xếp chỗ nào cho hết, đành lần theo đường cũ, chậm rãi vươn lưỡi ra chạm vào hầu kết của hắn. Xúc cảm chân ước khẽ lướt qua trái tim bùi Việt, cả người hắn cứng đờ, rũ mắt, chỉ thấy cô nương ngựa quen đường cũ ôm lấy bờ vai hắn rồi đẩy hắn nằm xuống. Sức của thư quân không lớn, tuy chỉ khẽ đẩy nhẹ một cái nhưng cũng đủ khiến bùi Việt không chống đỡ được Chỗ ngồi trong xe ngựa rộng không khác gì giường ngủ ở nhà thư quân, cả hai người nằm xuống vẫn còn thừa chỗ. Thư quân bắt đầu hôn hắn đám đuối. Không biết đã qua bao lâu, tiếng vó ngựa đều đặn dừng trong một ngõ nhỏ trước của thư gia. Mấy người lão thái thái nhận được tin đã ra quỳ gối trên bậc thang nghênh đón. Đám thị vệ mặc áo giáp chỉnh tề đứng hàng loạt trước cửa, văn võ bá quan đứng im thiên thít. Vẻ mặt người nào người nấy vô cùng trang nghiêm đứng trước cửa thư gia, vô số bó đuốc cứ đốt hết lại đổi loạt khác khiến một khoảng trời nơi đây sáng như ban ngày. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào chiếc cung xa màu vàng sáng chói, nhưng trong xe lại chẳng có động tĩnh gì. Đêm lạnh như nước, Thư Lan Phong chờ đợi đến nỗi đầu óc cứng đờ, đầu gối tê dại, ông ấy dò xét chiếc cung xa trước mặt nhưng lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Lúc này, ông ấy làm gì còn dáng vẻ chán ghét không thèm quan tâm nữa. Khuôn mặt ông ấy đen sì, im lặng không nói một lời. Xung quanh ông ấy có rất nhiều văn võ bá quan đang đứng chỉnh tề thành mấy hàng, Thế nên trong Thư Lan Phong có vẻ cao chót vót một cách khác thường. Lễ bộ thị lang thấy sắc mặt ông ấy không tốt thì rảo bước tiến lại gần, chắp tay nói. Quốc trưởng cứ yên tâm, chắc là nương nương bị kinh sợ nên bệ hạ mới an ủi người một lát. Một tiếng quốc trưởng khiến Thư Lan Phong khó thở, vị lễ bộ thị lang này là nhân vật mà bình thường ông ấy không thể với tới. Nhưng Thư Lan Phong cũng không phải hạng người vừa đắc thế đã vinh váo lên mặt, ông ấy vẫn trịnh trọng đáp lễ như lúc trước. Quả thực không dám nhận hai từ quốc trưởng của đại nhân, dù sao. Ông ấy chỉ chỉ về phía chiếc xe ngựa, sắc mặt khó coi, ngụ ý vẫn còn chưa đại hôn. Lễ bộ thị lang khẽ cười, nói, nói ra thì đại nhân đã giúp lễ bộ chúng ta một ân huệ lớn, coi như đã giải quyết được một nỗi lo của bề tôi. Ngày đại hôn của bệ hạ sắp đến rồi, chắc hẳn ít ngày nữa Giang Sơn sẽ có người kế tục, chúng ta cũng có thể kê cao gối mà ngủ ngon. Có người thấy lễ bộ thị lang đã đứng ra làm tiên phong thì sôi nổi tiến lại gần lộ mặt trước mặt quốc trượng, Thư Lan Phong bình tĩnh ứng phó, tâm trạng dối bời cũng may cuối cùng màn xe cũng bị sốc lên một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc vươn ra thực dược vội vàng đỡ người xuống xe ngựa triều thần không dám nhìn thẳng cả đám vội vàng quỳ xuống hô thỉnh an hoàng hậu nương nương thư quân chưa từng nhìn thấy khung cảnh này bao giờ nên không biết phải ứng phó thế nào chỉ quay đầu phất tay với hoàng đế trong xe bệ hạ mau quay về đi vẻ mặt nam nhân trong xe rất dịu dàng nhưng giọng nói lại nghiêm túc nàng vào trước đi có lẽ do bị hôn lâu nên giọng hắn hơi khàn thư quân hơi xấu hổ lập tức nhấc váy đi qua một đám chủ tớ thư ra mà đi thẳng về tam phòng. Thư Lan Phong quỳ gối cung tiễn xa giá của hoàng đế đi xa mới xoay người đi thẳng vào trong, mấy người lão thái thái và đại lão ra vội vàng vây quanh ông ấy hỏi thăm. Lão Tam, có chuyện gì vậy? Sao quân nhi lại trở thành? Lão thái thái còn chưa dứt lời thì đại lão ra bên cạnh đã nghiêm nghị nhắc nhở. Mẫu thân hãy nói cẩn thận, không được gọi thẳng khuê danh của nương nương. Lão thái thái im bặt, cố kìm chế ngọn lửa tà ác trong lòng, Sao tiểu nha đầu mà bà ta trướng mắt từ bé đến lớn lại bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng rồi? Vừa nghĩ đến sau này phải quỳ gối dập đầu với thư quân, lão thái thái chỉ hận không thể lăn ra chết ngay tại đây. Đại lão ra lo lắng lão thái thái lại gây ra chuyện gì nên vội vàng liếc mắt ra hiệu cho thê tử. Đại phu nhân lập tức ra hiệu cho đám ma ma dìu lão thái thái về hậu viện, chẳng ai quan tâm nhị phu nhân đang đứng ngẩn ngơ một bên. Đại lão ra đi theo thư lan phong bước qua ngưỡng cửa, liên tục hỏi một loạt câu hỏi thư lan phong nghe thôi cũng khó chịu hết cả người huynh hỏi ta làm gì ta còn phải đi hỏi quân nhi mới biết đây bỏ lại đám người thư ra hai mặt nhìn nhau ông ấy nổi giận đùng đùng đi thẳng về tam phòng trong hạnh hoa đường thư quân đang kể lại quá trình chạy trốn nguy hiểm cho tô thị nghe tô thị nghĩ mà run sợ vẻ mặt khó coi thư lan phong đứng một bên cẩn thận nhìn y phục trên người thư quân thấy y phục vẫn còn chỉnh tề không giống vừa mới làm chuyện càn rỡ trong xe ngựa thì nỗi lo lắng trong lòng mới vơi bớt đi Cả người ông ấy ẩm ướt khó chịu nên cũng không quan tâm hai mẫu nữ nàng mà đi tắm rửa trước. Tô Thị cũng khuyên Thư Quân đi tắm nước nóng, hơn nửa canh giờ sau hai cha con mới quay lại đông thứ phòng. Tô Thị kéo tay Thư Quân hỏi, con mau kể chi tiết chuyện giữa con và bệ hạ ta nghe xem nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thư Quân rụt rè liếc nhìn cha một cái rồi thành thật kể lại mọi chuyện, là con trêu chọc bệ hạ. Cha, nương, trước kia nữ nhi có lòng báo ân, chỉ cần bệ hạ muốn thì con sẽ vào cung làm phi tử cho ngài ấy không ngờ vẫn là cha lợi hại, vậy mà có thể thuyết phục bệ hạ cưới con làm thê. Bùi Việt chịu hạ ý chỉ ngay lúc đó ngoài nguyên nhân là yêu nàng thì còn có công của cha Thư Lan Phong nữa. Thư Lan Phong ngồi trên ghế bành, vẻ mặt vẫn căng thẳng. Tô Thị thấy nữ nhi vui vẻ thì trái tim cũng được an ủi, nhưng bà ấy lại càng hiểu trưởng phu của mình hơn. Với tính tình của nữ nhi, có lẽ vinh nhục cả đời đều dựa vào ân sủng của Bùi Việt, quả thực có hơi mạo hiểm. Nhưng chiếu thư đã được ban bố, ngoài việc tiếp chỉ thì thư ra không còn lựa chọn nào khác thấy từ đầu đến giờ thư lan phong không nói một lời thư quân cũng không thoải mái tô thị ôm nàng vào lòng sở dĩ cha con sụ mặt là vì con tìm một vị hôn phu tốt nhất thiên hạ ông ấy không thể bày ra tư thế của người làm nhạc phụ được nên mới lấn cấn trong lòng hai mắt thư quân sáng ngời thì ra là thế thư lan phong chợt sửng sốt sau lại bị hai mẹ con chọc tức đến bật cười thôi cũng muộn rồi tối nay con nghỉ lại trong phòng mẫu thân đi ta ngủ ở thư phòng thư lan phong rời đi trước Thư quân lẻ lưỡi với bóng lưng ông ấy rồi leo lên giường với Tô thị. "Nương, nữ nhi sắp vào cung rồi, thật sự không rời xa phụ mẫu chút nào." Tô thị vuốt ve hai gò má trắng hồng của nàng, lạnh lùng nói, "Thật sao? Ta thấy con còn không muốn xuống cung xa cơ." Thư quân đỏ mặt xấu hổ vội trốn vào trong chăn. Tô thị kéo nàng ra, "Cái con bé này, lần nào xấu hổ cũng chui vào trong chăn, cũng không sợ trốn kỹ quá không thở được à? Hai, sao bệ hạ lại chịu được con chứ?" thư quân thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn đáp bệ hạ đối xử với con tốt lắm đấy không giống cha với mẫu thân cứ suốt ngày ép con phải xem sổ sách vừa nãy bệ hạ nói con chỉ cần ở nhà đợi thôi ngài ấy sẽ chuẩn bị hết đồ cưới cho con tô thị cảm thán con đúng là ngốc có phúc của người ngốc đạo thánh chỉ của bùi việt đánh cho lý ra một đòn phủ đầu cực mạnh cũng đánh cho triều thần không kịp trở tay có quan viên nhận lệnh cũng có những lão thần như lễ bộ thượng thư bất mãn cho rằng dù là gia thế hay tính cách của thư quân đều không có một điểm nào phù hợp để làm quốc mẫu một nước bùi việt hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ hắn chỉ sai cẩm y vệ cấp tốc điều tra vụ án của lý gia tô triều sơn cũng quả quyết đệ trình chứng cứ lý gia chiếm đoạt dụng đất lên tam ti tam ti hội thẩm ba ngày liên tiếp cuối cùng xác định vững chắc tội trạng của lý gia lý gia rớt đài tả tướng cố vân sinh cũng vướng vào đợt tranh đấu của hai phe rơi xuống kết cục thanh danh bị hủy hoại triều đình đang thảo luận nên đề cử ai lên kế nhiệm chức tả tướng thì bùi việt hệt như sấm rền gió cuốn ban lệnh xóa bỏ trung thư tỉnh hủy bỏ quy chế thừa tướng sau này lục bộ trực thuộc vào một mình hoàng đế trung thư tỉnh bên trên lục bộ hoàn toàn bị bãi bỏ triều đình đột nhiên xuất hiện sự thay đổi trăm năm khó gặp văn võ bá quan nhao nhao như rắn mất đầu không biết nên phản ứng thế nào triều thần không hiểu được hướng gió của hoàng đế đành phải chuyển đầu mũi giáo về phía thư quân đêm đó bùi việt viết xong chiếu thư giao cho lưu khuê Lưu Khuê lập tức đi trung thư tỉnh tìm cố Vân Sinh đóng dấu. Thế nên, dù Triều Thần có phản ứng thế nào thì chuyện thư quân làm hoàng hậu như ván đã đóng thuyền. Nếu không thể động vào nhân tuyển cho vị trí hoàng hậu thì chỉ có thể tìm cửa đột phá khác. Triều Thần không muốn nhìn thấy hoàng đế độc sủng nữ nhi của Tô gia nên âm mưu đưa nữ nhi nhà mình vào cung củng cố quyền thế, cả đám người thi nhau viết tấu chương đánh cờ với hoàng đế. Bọn họ đưa ra đề nghị vào ngày đại hôn của hoàng đế đồng thời nạp bốn vị phi tử vào cung trong sổ con còn có một loạt danh sách những người được lựa chọn cho vị trí hoàng phi vị trí đầu tiên chính là quý nữ thế gia thôi phượng lâm đêm khuya bùi việt đỡ chán chợp mắt trên án thư lưu khuê hầu hạ bên cạnh nhìn đống sổ con trồng chất như núi thì đầu lại đau nhức ông ấy đang định thu dọn đống sổ con ném ra ngoài thì thấy lận tuần rảo bước từ bên ngoài vào đi đến chỗ bình phong thoáng nhìn thấy bùi việt đang nghỉ ngơi hắn ta vội vàng đi chậm lại trao đổi ánh mắt với lưu khuê lưu khuê rón rén đi ra lôi kéo lận tuần ra tận cửa mới hỏi có chuyện gì mà vội vàng thế ánh mắt lận tuần âm trầm chiều nay ta đã thẩm vấn lý anh lý anh cũng khai thôi phượng lâm cũng tham dự vào vụ án bắt cóc hoàng hậu chính nàng ta đã nghĩ kế để lý anh cưỡng ép nương nương nhằm uy hiếp tô đại nhân lưu khuê giật mình sau đó thì sao lận tuần cười lạnh ta đã giao thôi phượng lâm cho bắc trấn phủ ti vị thôi cô nương này rất lợi hại nàng ta thừa nhận có gặp mặt lý anh ở quán trà nhưng không thừa nhận là kẻ chủ mưu chỉ nói là lý anh vu cáo ta không có chứng cứ trị tội nàng ta nên mới quay về bẩm báo bệ hạ còn nữa nàng ta yêu cầu diện thánh lúc này giọng nói trầm thấp của bùi việt vang lên trong ngự thư phòng vào đi hai người vội vàng đi vào lận tuần thuật lại mọi chuyện một lần nữa bùi việt ung dung nhấc nắp chén trà lên nhấp một ngụ vẻ mặt không chút cảm xúc chỉ lạnh nhạt nói triệu nàng ta tiến điện phụng thiên lận tuần ra ngoài truyền tin lưu khuê sắp xếp lại những quyển sổ con rồi cất vào ngực ấp a à, ấp úng hỏi Bùi Việt. Bệ hạ, người cảm thấy nên xử lý những quyển sổ con này thế nào? Trong triều đình đang bàn tán rất nhiều về chuyện này, nếu cứ để như vậy, lâu dài sẽ gây bất lợi cho nương nương, lão nô có một ý tưởng không phải. Bùi Việt hờ hững lật bản cung khai lận tuần mang đến, tấu. Được cho phép, Lưu Khuê vội cúi thấp người, trịnh trọng nói. Tiền triều có vị thư thái phó, có được một tay văn chương rất hay, tiếng tăm vang dội, nương nương của chúng ta trùng hợp cùng họ với ông ấy hay là dựa vào đó mà sắp xếp cho nương nương cái danh hậu nhân của thư thái phó, lại tản ra vài lời tiên tri để trợ giúp nương nương. Bùi Việt khẽ nhướng mi, vẻ mặt lạnh lùng, không cần, dù nàng là ai thì chấm cũng cưới, nàng ấy không cần thay đổi vì bất kỳ kẻ nào, cũng không cần hùa theo ai. Nghe vậy, Lưu Khuê chợt khựng lại, vội vàng tự tát mình mấy cái, đều tại lão nô lỡ lời. Bùi Việt nhìn ông ấy, chấm đã có cách bình phục những lời tranh luận trên chiều, ngươi không cần lo lắng. Vâng, bệ hạ anh minh. Ước chừng hai khắc đồng hồ sau, Lận Tuần dẫn Thôi Phượng Lâm đến. Bùi Việt không muốn gặp nàng ta nên để Thôi Phượng Lâm quỳ gối bên ngoài bình phong ở giữa phòng. Tại sao ngươi lại muốn gặp chấm? Thôi Phượng Lâm mặc một bộ y phục màu trắng, nhìn bóng người mơ hồ cách một tấm bình phong, không nhìn thấy rõ gương mặt hắn nhưng lại nhìn ra dáng người cao lớn anh tuấn của hắn. Nàng ta lẩm bẩm, bệ hạ, lý anh vu oan cho thần nữ, lận đại nhân lại không tin thần nữ nên thần nữ chỉ có thể cầu kiến bệ hạ. Thôi ra trung thành tuyệt đối với bệ hạ, mong bệ hạ chớ có dễ dàng tin lời lý anh đêm dài đằng đẵng bùi việt bận rộn việc công suốt cả ngày nên lúc này vô cùng mệt mỏi hắn nhíu mày nói ngươi có biết tại sao trẫm lại gặp người không chẳng phải ngươi ỉ vào việc trẫm không có chứng cứ không thể trị tội ngươi được sao vậy thì bây giờ trẫm sẽ cho người một lý do thôi thị thất lễ trước ngự tiền liệu đã đủ lấy mạng ngươi chưa thôi phượng lâm hơi biến sắc lúc này mới tức thời dập đầu xuống bệ hạ là thân nữ giật dây lý anh đối phó tô triều sơn thân nữ của muốn giúp ngài thu phục Lý gia, tạo ra một cái cớ cho ngài thôi mà. Nam nhân phía sau Bình Phong vẫn không ngẩng đầu, tại sao lại làm thế? Mí mắt Thôi Phượng Lâm run lên, nghẹn họng không trả lời được. Từ trước tới giờ, Bùi Việt ở trong mắt nàng ta là một nam nhân không chuyện gì không làm được, sẽ không bao giờ bị cảm xúc chi phối. Nói trắng ra là nàng ta tự nhận mình và Bùi Việt là cùng một loại người, nàng ta hiểu tại sao Bùi Việt lại thích thư quân. Nam nhân mà Ai có thể đối mặt với một tuyệt sắc khuynh thành như vậy mà còn làm ngơ được. Chẳng qua nàng ta không ngờ Bùi Việt lại yêu thích thư quân đến mức muốn lập nàng làm hậu. Lợi dụng thư quân để diệt trừ Lý Anh, đưa thanh đao vào tay Bùi Việt là chiêu một mũi tên chúng ba con nhạn. Tiếc rằng nàng ta đã phán đoán sai vị trí của thư quân trong lòng Bùi Việt, cũng không ngờ thư quân có thể thoát khỏi miệng hổ hang cọp. Bây giờ chiếu thư lập hậu đã ban bố, tính toán của nàng ta đã thất bại, nói tâm sự trong lòng ra chỉ tổ khiến bản thân khốn đốn thôi phượng lâm chậm rãi hít sâu một hơi cây đáng nói thần nữ chỉ muốn góp chút sức lực giúp đỡ bệ hạ thay phụ thân mà thôi thật không bùi việt ngồi sau án thư khẽ nhếch môi ngươi muốn trợ giúp chấm hay là muốn lấy được vị trí hoàng hậu thôi phượng lâm nghẹn họng bệ hạ thần nữ bùi việt ngắt lời nàng ta ngươi không ngờ vị trí của nàng ấy ở trong lòng chấm lại quan trọng như vậy ngươi tưởng chấm máu lạnh vô tình chấp nhận hy sinh một nữ nhân để đối phó lý ra hai vai thôi phượng lâm khẽ run rẩy cô nuốt con đắng chất trong cổ họng cúi gằm mặt nói thần nữ suy nghĩ không chu toàn không bằng bệ hạ ra quyết định vô cùng nhanh chóng dùng một chiếu thư đã đẩy lý ra vào chỗ chết so với tài bày mưu tính kế của bệ hạ thần nữ chẳng qua chỉ là suy nghĩ nông cạn vẻ mặt bùi việt đầy trào phúng ngươi đang cố so sánh bản thân với chấm hay là đang nói bóng nói gió đến ngươi về trước ngươi muốn để trẫm nhìn thấy tấm lòng và sự thông minh của ngươi nói cho chấm biết chỉ có người như ngươi mới có thể làm hoàng hậu mới xứng đáng sánh vai với trẫm còn về sau là đang nhắc nhở chấm phải cảm tạ ngươi đã dựng lên cục diện này để chấm không trị tội ngươi thôi phượng lâm nghẹn họng không nói được gì thôi phượng lâm cũng không mấy đau khổ vì hắn đã nhìn thấu nàng ta ngược lại còn có một chút vui vẻ khó nói thành lời trên đời này chỉ có hắn mới xứng để nàng ta cúi đầu tại sao hắn lại thích thư quân cơ chứ đáng tiếc kết cục đã định giọng điệu của bùi việt lạnh nhạt gần như vô tình thôi thị mục đích thật sự của ngươi cũng không phải giúp chấm mà là một mũi tên bắn hai đích cùng lúc diệt trừ cả lý anh và hoàng hậu tội này không thể tha thứ người đâu nhốt thôi phượng lâm cùng một chỗ với lý anh cùng nhau luận tội xử lý cách chức hộ bộ thượng thư thôi minh tu để điều tra toàn thân thôi phượng lâm mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất rốt cuộc nàng ta không chỉ đẩy lý ra vào đầu mũi giáo mà còn khiến cả mình cũng mắc vào không thể chịu được đà kích này đôi mắt nàng ta từ từ mất tiêu cự rồi hôn mê bất tỉnh đột nhiên mất đi mấy vị đại quan triều đình chấn động có người hoảng loạn cũng có người ngo ngoe dục dịch Bùi Việt rất nhạy cảm, hắn hạ chỉ thiết lập nội các ngay lúc này, có tới 4 năm phụ thần được thăng chức, nhập các cầm quyền trong số quan lại từ tam phẩm trở lên. Lần này toàn bộ triều đình sôi trào, các đại thần lúc trước công kích thân phận hoàng hậu, náo loạn muốn hoàng đế nạp phi lập tức im như ve sầu mùa đông. Nếu lúc này mà còn kiếm chuyện với hoàng đế thì đừng mơ được nhập các. Người người sợ mình chậm hơn người khác một bước, ai nấy tranh nhau đệ sổ con chúc mừng đế hậu trăm năm hạnh phúc để bày tỏ lòng trung thành. Bùi Việt đề bạt vài vị thần tử có danh vọng và tài năng nhập các, chờ đến lúc các ban bệ trong cung được thành lập xong thì đã là hai tháng sau. Trong hai tháng này, quan viên lễ bộ đã đưa xính lễ đến thư gia, mũ phượng và triều phục cũng được đưa đến từ sớm. Đại hôn của đế hậu đã được chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ đợi đến ngày cử hành hôn lễ 18 tháng 5. Theo quy củ, trong cung sẽ phái ma ma đến phủ dạy quy củ và lễ nghi. Nhưng Bùi Việt không muốn ép buộc thư quân nên đã giảm bớt toàn bộ những tập tục cũ kỹ, thế nên thời gian thư quân chuẩn bị đợi gả rất tự do tự tại càng đến gần ngày thành hôn thì thư quân càng lo lắng thấp thỏm có mơ mộng về tương lai cũng có buồn phiền vì phải rời khỏi nhà cha nương sau khi nữ nhi xuất các hai người hãy về quê chọn một đệ đệ trong tộc nhập tự đi sau khi thư quân được phong làm hoàng hậu người muốn chạy theo luồng gió đông này rất nhiều các phòng của tô gia cũng vô tình hữu ý qua lại với tô thị ý muốn để nhi tử thừa tự cho tam phòng trải qua chuyện thư quân bị bắt cóc tô thị và thư lan phong chỉ mong nữ nhi được bình an đối với những thứ khác đã xem nhẹ đi rất nhiều thư lan phong khoát tay con không phải quan tâm chuyện này ta và mẫu thân con đã bàn với nhau rồi đời này cứ sống thế này thôi người chết như đèn tắt ai còn quan tâm có người đốt hương khói vàng mã làm gì nếu lại nuôi thêm một đứa trẻ nữa chỉ sợ mẫu thân con không đủ sức chẳng thà hai ta ung dung sống cho hết những ngày tháng nhàn nhã lại mệt mỏi này Tô thị cũng gật đầu, nuôi một đứa trẻ không cùng huyết thống còn chẳng bằng dựa vào ngoại tôn, con chỉ cần sống thật tốt trong hậu cung thì cha con và ta ắt có chỗ dựa vào. Thấy bọn họ đã quyết định, thư quân cũng không nói nhiều nữa, nàng vừa dụi mặt trong lồng ngực mẫu thân vừa ôm cánh tay phụ thân, lưu luyến làm nũng, vậy thì nữ nhi sẽ thường xuyên gặp hai người. Tô thị xoa đầu nàng, cũng không nhận lời, cửa cung sâu như biển, ai biết ngày sau sẽ thế nào. Ngày thành hôn ngày càng gần thì tâm trạng phu thê hai người càng xa sút nói đi nói lại cũng chỉ là mấy câu dặn dò. Thư quân nghe nhiều đến mức lỗ tai sắp đóng kén đến nơi. Ngày thư quân xuất giá, trời xanh mây trắng, pháo hoa từng bừng. Bên ngoài cửa lớn thư gia, văn võ bá quan phân thành từng hàng mà đứng. Có năm vị nhất phẩm mệnh phụ đến chính viện nghênh đón hoàng hậu đại giá. Thư Lan Phong mặc một bộ y phục đỏ thắm ngồi giữa nhà chính, nhìn theo nữ nhi kéo váy đuôi phượng chậm rãi biến mất sau hành lang giữa chúng phụ nhân vây quanh, rụi rụi đôi mắt sưng tấy quay mặt đi. Lần này quân nhi rời đi nhà này vắng vẻ như nhà trống. Tô Thị ngần ngơ một lúc lâu mới theo lời nhìn xung quanh, vừa nhìn lên lại cảm thấy dường như nơi nào cũng có tiếng cười nói của nữ nhi, hốc mắt không khỏi chua xót. có ai bảo không phải đâu. Hai phu thê im lặng một lúc, Thư Lan Phong càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng không nhịn được nước nở ngại ngào. Quân nhi nhà chúng ta còn nhỏ như vậy, mới có 17 tuổi thôi, bệ hạ đã cận lập rồi, mong là ngài đừng có bắt nạt quân nhi. Thấy trượng phu bật khóc, Tô Thị cũng bị ảnh hưởng, liên tục lau nước mắt nói, chắc là không đâu bệ hạ coi trọng quân nhi như vậy sao có thể bắt nạt nó được chẳng phải chàng nói lần trước thái thượng hoàng triệu kiến chàng đã hứa hẹn bệ hạ sẽ không nạp phi sao thư lan phong vừa khóc lên thì không ngăn lại được nữa ông ấy liên tục lau nước mắt ý ta không phải chuyện này thấy vẻ mặt thư lan phong kỳ kỳ quái quái giờ tô thị mới hiểu ông ấy đang nói chuyện gì chết rồi tô thị đột nhiên vỗ bàn sốt sắng đi qua đi lại trong phòng ta quên bén mất chuyện quan trọng nhất rồi thư lan phong bị bà ấy dọa sợ nước mắt còn treo trên mí mắt, giọng nói trầm khàn, chuyện gì? Ta, tô thị đau khổ vỗ mạnh mấy phát lên chán, đêm qua ta đã dặn đi dặn lại mấy lượt nhưng vẫn cứ cảm giác đã quên chuyện gì đó, giờ mới nhớ ra ta quên mắt chưa dặn dò quân nhi chuyện động phòng. Thư Lan Phong ngẩn ngơ, sau khi những ồn á náo nhiệt dần tan đi, thư quân ngồi ngay ngắn trên giường ở trong cung khôn ninh, cổ có chút cứng ngắc, nên nàng đưa tay xoa xoa. Đột nhiên, nàng phát hiện nha hoàn thực dược đang nhếch miệng trông rất vui vẻ ngươi hào hứng vì chuyện gì đấy thực dược cười nói ngươi đã thành gia lập thất đương nhiên là nô tỳ mừng cho người lúc đầu nàng ấy không bao giờ nghĩ rằng thư quân sẽ dùng thân phận hoàng hậu tôn quý để tiến cung kiệu hoa của người vào từ cổng chính dương một đường đi đến cổng thành vào cung mệnh phụ tam phẩm trở lên trong toàn thành đều nâng kiệu cho người cả kinh thành làm gì còn ai có thể nở mày nở mặt hơn người thư quân không để ý đến những thứ hư danh phù phiếm này nàng chỉ để ý hơn đến việc nàng có thể đường đường chính chính trở thành thê tử của hắn mau giúp ta tháo mũ phượng xuống. Thực sự không nói hai lời, lập tức tiến tới giúp đỡ. Ma ma đang đợi ở cửa nhìn thấy cảnh này thì muốn nhắc nhở thư quân rằng hoàng đế còn chưa tới sao có thể tháo châm cải. Vừa bước tới trước một bước, tiểu nha đầu kia đã nhanh tay, thành thục giúp thư quân cởi mũ phượng xuống, nên bà ta chỉ có thể lui về. Thư quân cởi xong mũ phượng, cả người nhẹ đi rất nhiều, trong lúc thả lỏng gân cốt, nàng bắt đầu nhìn quanh cung khôn ninh. Có lẽ trước đây nàng đã từng tưởng tượng rất khoa trương về hoàng cung, nàng vẫn luôn cho rằng cung khô ninh cũng rộng lớn và hoành tráng như điện phụng thiên vậy thế nhưng bây giờ nhìn quanh một vòng nàng phát hiện dường như nó cũng không khác mấy so với một ngôi nhà bình thường chỉ là nó xa hoa tinh xảo hơn một chút nội thất trong điện bài trí rất phong phú và ấm áp chiếc giường bạt bộ được dày công chế tạo từ gỗ nam tơ vàng tủ quần áo khảm bát bảo được chạm trổ tinh tế còn có một bàn trang điểm khảm ngọc và một chiếc giường la hán bằng gỗ tử đàn nếu như cẩn thận nhìn lên thì cách bài trí không khác khuê phòng của nàng là bao phòng ngủ hướng đông có hai phòng thông nhau là nơi để quần áo và đồ dùng hàng ngày nếu có đồ đạc quý giá hoặc vốn riêng thì khóa ở đây xem như là nhà kho nhỏ của nàng phía tây có một phòng khách sinh hoạt hàng ngày giống như trong gia đình bình thường qua chính điện ở giữa dọc theo đường hành lang được đả thông là một gian thư phòng trang trí hết sức tao nhã và lịch sự bên trong treo các bức của đại danh họa của các triều đại có thể thấy tất cả đều được trang trí theo sở thích của nàng sự lạ lẫm và thấp thỏm trong lòng nàng đã vơi đi không ít. Thư quân mệt mỏi nên không nhìn kỹ, thoáng nhìn một cái thì lập tức quay về bên phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm, gọi Linh Linh và thực dược đến cởi trang sức và châm cài cho nàng. Hai nha hoàn nghe theo. Linh Linh được bùi việt phân phó, lúc nào cũng phải dựa theo tính tình của thư quân, không được dùng những quy củ nặng nề của Hoàng Cung để trói buộc nàng. Cho nên khi thấy nàng ngáp, nàng ấy lập tức hỏi, nương nương, người có muốn chuyển nước nóng để tắm không ạ? À? Thư quân không suy nghĩ nhiều, gỡ một chiếc châm cài phỉ thúy đặt lên bàn, chuyển đi. Thực dược và tiểu cung nữ vừa lúc mang đến một đống quần áo và đồ dùng hàng ngày, có hơn 10 bộ đồ ngủ làm bằng tơ lụa màu cam, hồng và xanh, đều là đồ được may riêng cho cung vua, trên đó có các loại hoa văn long phượng được may bằng chỉ vàng. Những xiêm y như vậy chỉ dành riêng cho đế hậu. Thư quân ngồi trên ghế, cúi đầu xuống, khó khăn lựa chọn xiêm y để mặc, nàng hỏi Linh Linh, đêm động phòng có quy củ gì không? Linh Linh thầm nghĩ, trong cung có khá nhiều loại quy củ bệ hạ nói nương nương chính là quy củ ngày thường thư quân thích mặc màu vàng nhạt theo tục lệ thì đại hôn tối nay mặc màu đỏ mới đúng vì vậy trước tiên nàng lấy bộ đồ ngủ màu đỏ ra hoa văn phức tạp tinh xảo lộ vẻ vô cùng trang trọng cầm trên tay nặng trịch nàng tiện thể lấy bộ đồ ngủ màu vàng chất liệu vải mềm mại hoa văn đơn giản hơn nên mặc lên người rất thoải mái dễ chịu đêm tháng năm trời đã hơi nóng Thư quân đắn đo một lúc rồi quyết định chọn bộ đồ ngủ màu vàng nhạt bằng tơ lụa này. Tắm rửa thay quần áo xong, thư quân lại thấy hối hận rồi. Sao lại chật thế? Thực dược và Linh Linh nhìn nàng một lượt, đâu có, đẹp lắm mà. Có lồi có lõm, dáng người đầy đặn. Hai tháng trước lễ đại hôn, cung nhân đã đến thư phủ may quần áo cho thư quân. Hai tháng trôi qua, cả ngày nàng không có việc gì làm, chỉ ăn ăn ngủ ngủ, hình như đẫy đà hơn chút. Thư quân sờ sờ vòng eo trơn nhẵn, mềm mại của mình, Hồi hộp nhìn thực dược, có phải ta mập lên nhiều không? Thực dược nhìn lướt qua bộ ngực căng tròn của nàng, nén cười nói, không đâu ạ. À, người nhìn xem kích thước vòng eo của người mảnh như cành liễu vậy đó. Thư quân chừng mắt nhìn nàng ấy, nàng chưa bao giờ mặc loại xiêm y này, cho nên cảm giác cả người không được tự nhiên, thay bộ màu đỏ đi. Vừa dứt lời, tiếng bước chân trầm ổn truyền đến từ chỗ Bình Phong, bóng dáng cao lớn, mạnh mẽ của Bùi Việt bước tới. Hắn nhìn thoáng qua đã thấy thê tử mới cưới mềm mại, kiều diễm của mình linh Linh nháy mắt ra hiệu với thực dược hai người nhanh chóng rũ mắt xuống lui ra ngoài thư quân tránh né ánh mắt tìm tòi của bùi việt hận không thể kéo vạt áo của mình cho rộng ra một ít lắp bắp nói bệ hạ sao chàng về sớm vậy bùi việt dường như không nhìn ra sự bối rối của nàng ánh mắt thậm chí còn không nhìn lên người nàng thêm một chút hắn chỉ chậm rãi bước tới đại hôn của trẫm có thái thượng hoàng cùng các huynh trưởng và quan lại tiệc tùng với nhau không tới phiên trẫm ra mặt nếu không phải còn cần hắn lộ mặt đến kính mấy quan lại ba chén, hắn thậm chí còn không cần phải rời xa nàng. Bùi Việt ngồi trên giường la hán, một lão ma ma vội vàng quỳ xuống, cởi đôi giày đen có hoa văn mãng long theo bằng chỉ vàng của hắn ra, đổi thành giày vải thoải mái, chấm đi tắm, nàng chờ một chút nhé. Lời này nói ra, dường như nàng đã gấp không thể chờ được nữa, thư quân nghịch nghịch vành tay mình một chút. Giả bộ thong rong ngồi xuống đối diện hắn, vâng, thiếp vẫn muốn đi xem nội điện này một chút, làm quen với hoàn cảnh nàng đang tỏ vẻ rằng chính nàng cũng không vội. Bùi Việt mím môi, không nói gì, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Đi được vài bước, hắn dừng chân, quay đầu lại, cách một bức bình phong Tô Châu to rộng, hắn nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia đang ngơ ngác, bối rối đứng trong phòng ngủ, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng cúi đầu kéo kéo bộ đồ ngủ bó sát, Bùi Việt cười khẽ, tiến vào phòng tắm. Tất cả cung nhân đều được cho lui xuống, nội điện to như vậy chỉ còn lại đôi phu thê mới cưới một người đang nhàn nhã tắm trong phòng tắm, một người đang đầu óc lên mây ở trong phòng ngủ. Nghĩ lại dáng vẻ vừa rồi của nàng, hai gò má non mềm đến mức có thể véo ra nước, chiếc váy lụa dài vàng nhạt quấn quanh thân hình kiều diễm, tựa như một đóa hoa đang chớm nở. Đúng vậy, chính là nụ hoa đang chớm nở, dáng vẻ trong veo như nước, ánh mắt ngây thơ hờn rỗi, điểm tô cho nhan sắc ấy là xiêm y mềm mại càng khiến nàng trông có vẻ còn nhỏ tuổi. Nàng nhỏ hơn hắn nhiều tuổi như vậy nhưng lại ăn mặc kiều diễm đến thế, không khỏi khiến hắn suy nghĩ. Bùi Việt hít một hơi thật sâu, từ từ thả lỏng phần bụng đang siết chặt, bảo ma ma đến dạy nàng quy củ. Thế nhưng, hắn lại lo lắng nàng bị bó buộc như thế sẽ càng ngày càng sợ hoàng cung, sẽ làm mất đi bản tính vốn có của nàng, vậy nên cũng không cho dạy nữa. Cô nương này liều lĩnh bất cẩn như vậy, bất cứ lúc nào cũng đánh trúng vào điểm yếu của hắn. Từ khi Bùi Việt bước vào phòng tắm, thư quân vô cùng hồi hộp. 17 tuổi cũng không phải hoàn toàn còn nhỏ thiếu hiểu biết, cho dù chưa từng trải qua, nàng vẫn biết động phòng là xảy ra chuyện gì. Tuy rằng không rõ lắm chính xác phải làm thế nào, e rằng không đơn giản như ôm ôm ấp ấp hay chàng chàng thiếp thiếp vậy. Sau đó, nàng nhớ tới thanh đao dắt bên lưng từng bị nàng hung hăng níu lại trong đỉnh bát giác. Hẳn là sẽ đau lắm. Nàng nhớ kỹ, trong lúc vô ý nàng đã nghe thấy bà tử ở nhà bếp nói, chuyện kia hình như rất sung sướng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thư quân xa sầm xuống, biểu lộ nghi hoặc rõ ràng. Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên, thư quân căng thẳng ngồi xuống chiếc giường la hán ở phía đông bùi việt sắn tay áo tiến vào tầm điện hắn ngước mắt lên nhìn thấy thê tử tuổi còn trẻ đang cứng ngắc không động đậy ngồi trên giường la hán nên hắn bèn cất bước đến đó rồi ngồi xuống sau đó hắn lại chống hai tay lên đầu gối yên lặng nhìn nàng nàng ngồi đó làm gì lại đây thư quân nhìn bùi việt gương mặt đó vừa xinh đẹp lại vừa dạng dỡ lông mày dịu dàng vẫn là bộ dáng quen thuộc bộ đồ ngủ màu vàng rộng thùng thình lộ ra dáng vẻ bình tĩnh thoải mái nàng lại nhìn bản thân mình quả thật là không thể đợi được nữa thư quân muốn khóc liếc nhìn bên hông hắn không thấy thanh đao nào cả thư quân thoáng thở phào chậm rãi bước tới hai người ngồi cạnh nhau trên giường một lớn một nhỏ một người cao lớn cường tráng một người mỏng manh xinh đẹp tuyệt trần dường như nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng chắc chắn như vậy lại khiến thư quân cực kỳ mất tự nhiên nên nàng cố gắng giữ một chút khoảng cách Bùi Việt nhìn sang, phát hiện ra rằng thư quân chỉ đến vai hắn, cô nương nhỏ nhắn như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Khát nước à, hắn nỗ lực chấn an tâm tình căng thẳng của nàng. Thư quân trông mong nhìn hắn, có một chút, vậy để chấm rót nước cho nàng. Thư quân thừa dịp hắn đang nghiêng người rót trà, liếc nhìn khoảng cách giữa hai người. Tuy giờ đã thành hôn rồi, trước kia cũng không phải là chưa từng hôn nhau, lúc này nàng hồi hộp làm gì chứ, vậy nên nàng bèn lẳng lặng nhít người qua đó. Bùi Việt không chú ý đến nàng, khi hắn lùi lại ngồi xuống rõ ràng nghe được tiếng vải cọ sát tiểu cô nương thoáng cái đã chen đến đây khóe môi hắn hơi nhếch lên đưa chén trà cho nàng đây uống nước đi thư quân cầm lấy chén trà uống được một nửa chợt nhận ra có điều gì đó sai sai không phải nàng nên đến hầu hạ hoàng đế sao vì thế nàng ngước mắt lên hỏi bệ hạ có khác không bùi việt lặng lẽ nhìn nàng quả thực ta cũng thấy miệng đắng lưỡi khô vậy thiếp sẽ rót cho chàng ít nước không cần miệng đắng lưỡi khô không uống nước thì làm sao bây giờ bùi việt bất đắc dĩ sờ chán hiện tại thứ chẫm muốn uống không phải trà nàng đã hiểu thư quân thẹn thùng rũ mắt xuống những ngọn nến đỏ chập chờn hai bên ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đáy mắt nàng gợn sóng như là nước mùa thu hôm nay chắc là nàng mệt rồi chúng ta nghỉ ngơi nhé bùi việt thong dong tháo móc rèm ở đầu giường tấm rèm màu vàng rủ xuống một nửa hắn cũng thuận thế bước lên giường thư quân không dám trần chờ cởi móc rèm ở bên người mình ra nhìn thấy trên móc rèm có treo một túi cầu phúc trên đó có thêu hoa văn đa từ nhiều phúc nàng nhìn trong chốc lát mím môi kéo rèm xuống rồi leo lên giường chiếc giường bạt bộ này cực kỳ lớn lớn gấp đôi chiếc giường ở nhà thư quân tấm rèm che đi ánh sáng bên ngoài chỉ để lại ánh lờ mờ bao trùm trong màn giữa hai người dường như có hơi thở nóng bỏng nào đó đang lưu chuyển bùi việt gối hai tay lên gối đầu chăn mỏng khoác lên ngực hắn che đi phần eo của hắn thư quân nín thở nằm xuống cùng hắn rất muốn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng ngực nàng lại khó chịu như nhét bông. Chỉ thở bằng mũi thôi thì chưa đủ, nàng nhịn không được thở ra một hơi thật sâu, nhiệt độ trong màn tăng cao. Sự bình tĩnh bị phá vỡ, bệ hạ, nàng quá căng thẳng, giống như một quả bóng da nhỏ, đột nhiên không giữ được nữa nên lật người nhào vào trong lòng ngực hắn. Nàng vui đầu vào ngực hắn, cảm thấy vừa nhụt chí vừa ảo não. Bùi Việt nở nụ cười, sao lại có một cô nương đáng yêu như vậy chứ? Nàng vừa liều lĩnh lại lỗ mãng, nàng xấu hổ và giận dữ nàng lo lắng nàng chơi xấu và đùa bỡn nhiệt độ nóng bỏng trong lục phủ ngũ tạng của bùi việt đều dồn về nơi đó hắn cũng chậm rãi thở ra đưa tay vuốt búi tóc của nàng nhẹ giọng trấn an đừng sợ bởi vì da mặt mỏng nên nàng có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của hắn thư quân sờ lên cơ ngực hắn cứng đến mức tìm không có lấy một chút mềm mại nào nàng ấm ức lẩm bẩm một tiếng trèo lên vùi mặt mình và cổ hắn lúc này mới từ từ cảm nhận được làn da mềm mại trên cổ hắn bàn tay rộng rãi của bùi việt vòng qua dưới nách nàng ôm cả người nàng vào trong lòng hắn lực không hề mạnh mà mang theo sự vỗ về vẫn giữ nguyên tư thế dựa sát vào nhau hắn thực sự rất khát khao nhưng cũng không vội vã nóng nảy mà từ từ giúp nàng thích ứng chán nàng áp vào cằm hắn hơi thở nàng cũng đầy hơi ẩm bùi việt có hơi không chịu được nhưng vẫn rất kiềm chế không làm bất kỳ hành động nào khác cô nương ôm hắn một lúc rồi mới tìm được cảm giác quen thuộc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu bệ hạ thiếp nóng quá những lời này tựa như một ngòi nổ. Bùi Việt xê dịch người, cúi đầu nhìn người trong lòng mình, nóng thật à. Vâng, hắn sốc hết toàn bộ chân mỏng lên. Bệ hạ, chàng toát mồ hôi rồi, chàng cũng nóng. Một tay thư quân níu lại cổ áo của mình, một tay chạm tới xương vai của hắn. Bàn tay nhỏ bé men theo xương vai mà lướt xuống, không chỗ nào không lộ ra vẻ căng thẳng. Trong ánh sáng mờ tối, giọng nói của nàng vô cùng êm ái, thời gian dần trôi, theo lòng bàn tay ẩm ướt mềm mại di chuyển xuống, giọng điệu của nàng mang theo một chút dí dỏm lo lắng và tò mò hoàng thượng có thể cho thiếp xem được không thân hình thon dài của bùi việt cứng đờ hắn lật người chống hai tay lên trên nàng hô hấp tựa như khựng lại một lúc rồi mới lên tiếng tại sao trong bóng tối đôi mắt ngấn nước vừa thành thật vừa ngây thơ thiếp sợ chàng làm thiếp bị thương trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của thanh đao dắt lương kia đêm tháng năm gió thổi nhẹ nhẹ dường như tiếng ve kêu là âm thanh duy nhất giữa đêm vắng tĩnh lặng trốn thâm cung này cơn mưa mùa hè đến bất chợt làn gió một ngạt kéo những giọt mưa li ti rơi trên mái hiên cong cơn mưa chợt kéo đến này gõ từng giọt vào song cửa kêu tí tách rồi chậm chậm chảy xuống các rãnh các khe trên mái mưa không nặng hạt cũng không lớn lắm tựa như chúng cũng không muốn phá vỡ sự yên lặng trong đêm thanh vắng này những chạc cây thướt tha được nhẹ nhàng mơn man từ từ vươn ra đón làn mưa mưa rơi dịu dàng một lúc rồi đột nhiên xuất hiện chớp giật sấm rền bức tường thông cung dài tít tắp như bị đập ra một lỗ hổng tia chớp chẳng chịt trăm hoa bị vùi dập gió thét gào mưa rào rào sấm ỉ đùng côn trùng chạy trốn ếch nhái kêu vang hoa đào đỏ tươi không chịu nổi nên đã đầu hàng dốc rách nhỏ giọt khiến người xấu hổ đèn cung đình bốn cạnh làm từ ngọc trong suốt lắc lư theo gió ánh sáng rực rỡ hắt vào trong điện thư quân không biết mưa rơi từ khi nào nàng cũng chẳng biết khi nào thì ngớt nàng chỉ biết có luồng gió lạnh chui qua kẽ màn mà vào trong những ngày đầu hè nóng bức này nó đã giúp cho người đang gần như hít thở không thông như nàng thanh tỉnh lại chán nàng đổ mồ hôi đầm đìa cả người dường như vừa chìm trong nước độ ấm trên má mãi không giảm xuống vẻ mặt ửng hồng như thoa son xinh đẹp vô cùng nam nhân sát gần nàng vẫn không nhúc nhích từ khi quen biết hắn tới nay nàng vẫn cho rằng hắn là người dịu dàng nhưng với ánh mắt nhìn chằm chằm giống như loài lang sói rình mồi lúc nãy của hắn thì hắn tỏa ra hơi thở rất nguy hiểm rõ ràng giường bạt bộ lớn như thế này mà nàng lại bị hắn chen đến một góc nhỏ hẹp ở bên trong thư quân muốn khóc mà không dám bệ hạ như thế đáng sợ quá nàng thử nhúc nhích đôi chân tê mỏi gần như không thể cử động được của mình nhưng rồi lại phát hiện ra chúng vẫn đang bị hắn kiềm chế bệ hạ nàng vừa cất lời tiếng kêu khay khẽ đôi mắt khép hờ quyến rũ lại mang vài phần cầu xin ánh mắt của bùi việt vẫn nóng bỏng và sắc bén như trước dục vọng và khao khát mà hắn vẫn luôn đè nén bị vẻ quyến rũ mềm mại của nàng gợi lên từ khi ở bên cạnh nàng cho đến nay mãi cho đến giờ này khác này hắn mới bày ra dáng vẻ ngang tàng của một đế vương chân chính nàng lại gọi một tiếng, bệ hạ, lúc này trong giọng nói của nàng đã có chút nghẹn ngào. Bùi Việt vẫn không động đậy, giọng nói vẫn còn khàn khàn, nàng đau lắm ư. Thư quân đã không còn biết đau là gì, tất cả cảm quan của nàng đều bị nhấn chìm trong khoái cảm, giờ nàng chỉ còn cảm giác được tê dại và ê ẩm, một chút, đuôi mắt nàng phiếm hồng. Xinh đẹp vô cùng, như một bé hồ ly quyến rũ, khiến hắn lại nghĩ đến việc trước đó bé hồ ly này cứ muốn sờ sờ hắn, khiến hắn, khiến cho hắn tức giận vô cùng. Thế nhưng chỉ bởi vì một câu sợ bệ hạ làm đau ta lại khiến Bùi Việt trái lo phải nghĩ, suy trước tính sau, vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn, giờ đây hắn vẫn chưa được xả hết. Lúc trước nàng chính là nụ hải đường e ấp, giờ đã được hắn trợ giúp biến thành đóa mẫu đơn nở rộ. Mái tóc dài đen nhánh phủ đầy gối, nàng dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Ánh mắt vô tội trong sáng đó làm hắn vừa thấy kích thích lại thấy xấu hổ, đi cùng với cảm giác tội lỗi là dục vọng tà ác muốn lại tàn phá nàng. Hắn lại muốn rồi. Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt lên chán nàng một nụ hôn. Chờ một chút nhé, thư quân không chờ được nữa, nàng thấy căng quá, đôi môi đỏ mọng của nàng thở phì phò, giọng nàng run rẩy bệ hạ, ngài đã dạy thiếp, quân tử chân chính là phải có thể co có thể duỗi có thể co có thể duỗi Bùi Việt nghe sáu chữ đó, suýt nữa thì sặc khí, chấm dạy này như thế lúc nào. Thư quân mơ màng suy nghĩ, lúc này thế mà nàng còn có thể bắt được suy nghĩ lóe lên từ những hỗn độn trong đầu, hình như là ở tàng thư các. Bùi Việt im lặng một lúc, rồi hắn nghiêm nghị nói, từ nay không phải để dùng như thế. Tuy hắn nói như vậy, nhưng tiểu cô nương ngốc nghếch này đã bị dồn ép đến mức phải sử dụng đến cả thành ngữ, Bùi Việt đành phải tha cho nàng, hắn xoay người nằm xuống, sau đó hít sâu một hơi. Thư quân như một cánh buồm dương trên thuyền chợt bị thả xuống, cả người nàng nhũn ra nằm trên chăn mỏng. Lúc trước nàng được đỡ hắn lấy thì còn có một chút sức lực, giờ thì tinh thần khí lực của nàng bay biến hết. Nàng chỉ có thể mệt mỏi rúc vào một chỗ mà thở, rồi với chút ý thức cuối cùng còn sót lại, nàng giơ tay kéo chân mỏng quấn lấy chính mình bùi việt dần bình tĩnh lại rồi nhanh chóng nghiêng người ôm cả chăn cả nàng vào trong lòng hắn tiện tay cầm cái khăn dài đã được chuẩn bị từ trước đó để lau mồ hôi cho nàng nàng còn thấy khó chịu không thuận theo tay hắn thư quân áp má vào ngực hắn nàng liếc nhìn hắn đầy hờn rỗi rồi dâu dĩ than thở không phải là thiếp khó chịu cảm giác này xa lạ quá khiến nàng không có cách nào hình dung không biết là hắn cố ý hay vô tình những ngón tay thon dài của hắn nâng cầm nàng lên hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt nàng khẽ nói vậy thì là gì thư quân xấu hổ né tránh tay hắn nàng chôn đầu trong lòng hắn ậm ừ vài tiếng nhưng không chịu nói bùi việt lau người nàng cẩn thận hắn đoán rằng giờ nàng không có ý định đó cũng không cần vào phòng tắm luôn động tác của hắn nhẹ nhàng ngay cả chỗ đó cũng được hắn lau qua thư quân xấu hổ đấm hắn để thiếp tự làm tay nàng vội vàng lần mò trên cánh tay hắn để tìm và giành được cái khăn bùi việt lại biết cái tay kia lợi hại ra sao quả là kẻ cầm đầu. Cái này ướt rồi, để ta lấy một cái khác cho. Thư quân xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống gầm giường. Bùi Việt vứt chiếc khăn kia đi, hắn sốc chăn đứng dậy, lấy một chiếc khăn sạch trên bàn trà về, thì thấy thê thử của mình lại quấn người trong chăn mỏng, nàng không sợ chết ngộp à. Hắn túm lấy nàng, hắn chụp được chính xác một cái chân trắng như ngọc, sau đó từ dưới lau lên cho nàng. Có lẽ là sợ thư quân xấu hổ, động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng càng nhẹ nhàng thư quân càng không chịu được, giống như là có một trăm con sâu đang cắn nàng vậy. Sau đó, bởi vì không chịu đựng được nữa, nên nàng kẹp chân thật chặt, ngăn cản hắn. Bệ hạ, nàng xấu hổ đến mức giọng nói cũng trở nên run rẩy, thiếp muốn tắm rửa. Giờ nàng chỉ muốn tránh mặt nam nhân vừa dịu dàng lại vừa cố chấp này. Trước đó, nàng không biết nhiều về chuyện phòng the giữa phu thê là như vậy, quá lạ lùng đến không thể tưởng tượng được. Khi giữa hai người không hề có khoảng cách, lôi kéo đưa đẩy, khiến nàng giống như một chú bướm mong manh, bị hắn thao túng, Thư hắn chạm vào không phải là thân thể, mà giống như là tâm hồn nàng. Thư Quân không biết hành động này của mình mang đến cho Bùi Việt bao nhiêu kích thích, hắn dường như kêu hừ một tiếng, nàng muốn tắm rửa thật, hay là muốn tiếp tục? Hà, Thư Quân ngơ ngác ngước nhìn hắn, đôi mắt đen lúng liếng vẫn còn hơi mơ màng, vẻ mặt nàng ngây thơ không biết gì. Giọng Bùi Việt trầm xuống, ra lệnh, "Buông ra." Thư Quân nhìn theo ánh mắt âm trầm của hắn, sau đó nàng bụng mặt lăn vào trong góc tường. Cả người nàng cuộn tròn trong góc giường nàng đối mặt tường ăn năn hối hận một lúc cuối cùng trước ánh mắt bất đắc dĩ của bùi việt nàng quấn chăn xuống giường đôi chân run rẩy lảo đảo đi vào phòng tắm rửa mặt mặc cho bùi việt có nói gì thì nàng cũng không cho hắn vào cùng thư quân ngâm mình trong bồn tắm ấm áp sau đó dần dần nàng mới tìm lại được một chút chi giác của mình nàng rũ mắt nhìn qua thấy trên người chi chít những dấu hôn thật sự cả người không có chỗ nào nguyên vẹn dư âm khoái cảm trong người còn chưa tan biến hết khiến nàng hơi lâng lâng đến khi hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi thư quân lại thấy tay mình nóng lên nàng từ từ chìm người vào trong nước dường như chỉ có làm như vậy mới có thể dùng nước ấm pha loãng cảm giác xấu hổ này chẳng lẽ sau này đều phải sống như thế này sao thế thì chẳng phải ngày nào cũng mịt mù tăm tối như vậy ư thân thể nàng đã dần thích ứng với độ ấm của nước nàng cảm thấy thoải mái ấm áp dòng nước gợn sóng lăn tăn dịu dàng vỗ về lưng nàng cảm giác này thật quen thuộc giống như những nụ hôn nhẹ nhàng kia ngay lập tức thư quân cảm thấy mất bình tĩnh ngay cả dòng nước ấm trong bồn tắm cũng trở thành mãnh thú hồng thủy trong mắt nàng nàng lắc đầu thật mạnh những mong lắc đầu có thể khiến những hình ảnh xấu hổ đó văng ra khỏi đầu mình nửa tiếng sau cuối cùng thư quân cũng thu xếp xong rồi đi ra khỏi phòng tắm lúc đó bùi việt đã từ một phòng tắm khác đi ra từ lâu trên người hắn là một bộ long bào màu vàng khác hắn tựa vào giường la hán đọc sách ánh đèn như ngọc tôn lên ngũ quan của nam nhân này dường như hắn còn dịu dàng trong sáng hơn xưa Long bào vàng nhạt giao hòa màu sắc với ánh đèn, khiến quanh hắn như có một bầu không khí thanh khiết, ngăn cách thế gian. Thư Quân vân vê cổ tay áo, tâm trạng phức tạp, vẻ mặt buồn rầu mà nhìn hắn. Hắn bây giờ cùng hắn vừa rồi trên giường cứ như hai người hoàn toàn khác. Lại nhìn hoa văn rồng được thêu trên vạt áo hắn, hay là hắn là mặt người dạ thú? Thư Quân căm giận hừ vài tiếng. Bùi Việt đã phát hiện nàng đi ra từ lâu, hắn từ từ để cuốn sách xuống, ngước mắt nhìn nàng. Xem xong chưa? nàng mặc một chiếc váy lụa đỏ tươi một chiếc áo cộc cùng màu đai lưng hồng phấn buộc eo càng tôn thêm dáng người mềm mại tinh tế yểu điệu của nàng cả người sạch sẽ tóc nàng dùng châm gỗ búi theo kiểu lăng vân kế chỉ có đôi gò má vẫn ửng hồng như trái cây chín mọng khiến ai nhìn vào cũng muốn cương nựng bùi việt nhớ tới bộ dáng ban nãy nàng khóc lóc xin tha thì mềm lòng lại đây thư quân nghe vậy thì chu môi nàng từ từ dịch từng bước đến gần hắn khi sắp đến nơi bùi việt thấy nàng chậm quá hắn thuận tay cầm cổ tay kéo nàng về phía mình cứ thế thư quân ngồi vào lòng hắn hơi thở quen thuộc và đầy an tâm của hắn bao trùm lấy nàng nàng ngước đôi mắt hạnh trong veo như nước lên nhìn hắn ánh nhìn ấy thậm chí còn lưu chút tình ý chưa tan mang theo chất vấn bùi việt vén những sợi tóc ra sau tai cho nàng hắn tỏ vẻ đau đầu nói rốt cuộc là trẫm đã làm gì mà nàng lại giận thư quân tủi thân lên án hắn bình thường bệ hạ chuyện gì cũng nghe thiếp vậy mà mới nãy bệ hạ lại không thương thiếp lúc ấy nàng còn khóc mấy lần ban đầu hắn còn dỗ nàng sau đó thì nàng có nói thế nào cũng không chịu theo ý nàng nữa trong thoáng chốc bùi việt không biết đáp lại như thế nào nếu không thường nàng yêu nàng thì giờ này e là nàng còn đang nằm trên giường nhưng loại chuyện này lại khó mà giải thích hắn đành từ từ để cho nàng quen kêu kêu lúc đó trẫm không thể khống chế được mình sao rồi nàng còn đau không lúc này thư quân lại xấu hổ lắc đầu không đau nữa bùi việt lờ mờ đoán được nguyên do có phải là trước khi xuất giá nhà nàng không có người nào dạy nàng chuyện này đúng không vẻ mặt thư quân nghi hoặc chuyện này cũng cần người khác dạy sao bỗng dưng ánh mắt nàng trở nên sắc bén nàng hung hăng hỏi bệ hạ được ai dạy dỗ chẳng lẽ là cung nữ tinh thông chuyện phòng the nàng hoảng hốt nhớ ra khi huynh đệ trong nhà sắp lấy vợ thì người lớn sẽ sắp xếp nha hoàn thông phòng nha hoàn này sẽ dạy thiếu gia chuyện phòng the Thư quân tưởng tượng đến một người phụ nữ làm chuyện đó với Bùi Việt thì mắt bỗng đỏ hoe. Bùi Việt lúc này mới nhận ra mình đã hỏi một vấn đề không nên hỏi. Đế vương trẻ tuổi lần đầu lúng cuống tay chân, hắn quả quyết phủ nhận. Trẫm không hề, trẫm không cần ai dạy hết. sắc mặt Thư quân chưa hết cơn giận dữ, nàng đánh ra hắn từ trên xuống dưới. Nếu bệ hạ không cần ai dạy, vậy vì sao thiếp lại cần người dạy? Bùi Việt cảm thấy mình tự vác đá nện chân mình. Trẫm, trẫm nói lỡ. Kiều Kiều đừng giận dỗi. Kiều Kiều không cần người khác dạy chấm sẽ dạy nàng thư quân lúc này mới nguôi giận dáng hồng dần dần hiện trên tai nàng chớp chớp mắt thiếp thiếp chẳng phải đã biết rồi ư bùi việt nhớ lại biểu hiện của thư quân khi ấy đó là biểu hiện có thể dùng biết để hình dung ư hắn che chán hắn cảm thấy hơi hối hận vì đã không để ma ma dạy nàng chuyện phòng the sau khi im lặng một lúc hắn tỏ ra bình tĩnh nói chuyện phòng the giữa phu thê là một môn học trẫm và kiều kiều đều cần cùng nhau mày mò mày mò thư quân xoa tay liếc nhìn eo lưng của Bùi Việt một cái. Bùi Việt, câm nín, suy cho cùng thì thư quân cũng chỉ có dã tâm chứ không hề có dũng khí vậy đâu. Sau khi ý nghĩ đó cùng sự tò mò lóe lên trong đầu, nàng vừa mệt vừa buồn ngủ. Vì vậy, nàng bèn ôm lấy cổ Bùi Việt mà ngủ tiếp đi. Nam nhân vừa định chờ thời trở lại nhìn chằm chằm vào nữ nhân xinh đẹp đang ngủ, rồi buộc phải bế nàng lên giường. Cung nhân đều đã thay chăn đệm xong xuôi, khi nằm xuống vẫn còn ngửi thấy hương hoa thoang thoảng. Sau một giấc ngủ ngon, Bùi Việt như thường lệ thức dậy khi đến giờ lên chiều, hắn nhìn xuống dưới cánh tay mình, thấy thư quân vẫn đang nép trong lòng hắn ngủ ngon lành, hệt như một chú mèo con xinh xắn mềm mại. Hôm nay không cần phải lên chiều sớm nên hắn định cùng nàng ngủ thêm một lúc nữa. Trong ánh sáng mơ màng, làn da của nàng mỏng manh như sứ, hai gò má ửng hồng, cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn khi bĩu môi trông vô cùng bắt mắt. Bùi Việt đưa tay ra chạm vào, nàng vô thức mở miệng, ngậm ngón tay hắn một lúc rồi từ từ liếm dọc theo đầu ngón tay đến tận gốc đôi mắt bùi việt tối sầm lại hắn xoay người hôn lên cổ nàng làn da của nàng mềm mại và căng bóng một khi đã chạm vào là không nỡ rời ra thỉnh thoảng nàng lại rên rỉ vài tiếng như một chú mèo con nhỏ bé dễ bị bắt nạt theo bản năng thư quân phối hợp với hắn thậm chí còn mở to đôi mắt mơ màng của người ngái ngủ nhìn bùi việt hắn tưởng nàng đã tỉnh nên trầm giọng gọi tên nàng nàng dễ dàng tiếp nhận hắn mà không chút phòng bị nào thậm chí còn dễ dàng hơn đêm qua có điều vòng eo mỏng manh không thể chịu nổi nhiều thăng trầm nên hắn vẫn khá biết cách kiềm chế nàng mới chỉ tập làm quen với chuyện người lớn muốn thật sự đạt được tới cực hạn khả năng của hắn thì vẫn còn phải mất một thời gian nữa ý thức của thư quân đan xen giữa giấc mơ và ký ức một số âm thanh không tự chủ được mà bất giác vang lên bùi việt lúc bấy giờ mới nhận ra hóa ra nàng cũng có một cái cổ họng tốt đầy chứ tới đầu giờ thìn ngoài trời đã sáng tỏ cung nhân gõ cửa sổ bên ngoài gọi hoàng đế và hoàng hậu thức dậy từ khi còn là thái tử của đất nước này hắn vốn là một người vô cùng tự giác trước nay chưa bao giờ phải để người khác gọi dậy chẳng hiểu tại sao bậc quân vương cưới được kiều thê rồi lại không thèm lên chiều sớm nữa đợi đến khi hai người sửa soạn dùng bữa sáng xong thì cũng đã là giờ tị khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn tiếng rên kỳ lạ của nàng như vọng lại bên tai so với đêm qua sáng nay nàng đã cảm thấy dễ chịu hơn rất rất nhiều bùi việt nói với nàng rằng đấy là kết quả của sự thả lỏng thư quân cũng tạm thời tin tưởng hắn bùi việt dẫn thư quân đến thỉnh an thái hoàng thái hậu thái thượng hoàng cũng đã đến cung từ ninh từ sớm để nhận kính lễ của nhi tử và nhi tức thái hoàng thái hậu đã gặp thư quân một lần và cũng có ấn tượng tốt về nàng hôm nay nàng lại thành tôn nhi tức của bà tự nhiên sẽ cảm thấy thân thuộc hơn thái thượng hoàng ban đầu cũng không đồng ý hôn sự này nhưng không đồng ý cũng chẳng có tác dụng gì bùi việt vẫn quyết tâm lấy nàng người cũng đã được gả vào trong cung thái thượng hoàng cũng không nói được gì dù sao thì ông cũng khá ưng thư quân vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào không thể không yêu quý thế nhưng nghĩ đến buổi diễn kiến hoàng thân quốc thích chiều nay chán của lão nhân ra không khỏi nhân lại không chỉ có bùi ngạn sinh mà còn có cả bùi giang thành đến cả thể diện của hoài dương vương cũng không thèm giữ người từng là nhi tức của hắn ta giờ đây lại trở thành đệ phụ chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thái thượng hoàng cũng tái cả mặt thư quân đang cùng thái hoàng thái hậu trò chuyện nhưng nàng vẫn hơi ngượng ngùng đôi mắt đen láy cứ ngó nghiêng Thái hoàng thái hậu vui vẻ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng đó, đột nhiên nhìn về hướng Thái thượng hoàng và Bùi Việt rồi lặng lẽ kéo thư quân, ra hiệu cho nàng lại gần. Thư quân không biết bà định làm gì nên cũng ngây thơ ghé tai lại gần. Thái hoàng thái hậu thì thầm hỏi, "Đêm qua viên phòng có thuận lợi không?" Tô Nhi không còn trẻ nữa, lại còn là lần đầu tiên viên phòng, Thái hoàng thái hậu cũng có chút lo lắng. Thư quân chớp chớp mắt, "Như thế nào thì gọi là không thuận lợi ạ? À? Có đau không?" Thư quân thầm nghĩ, nếu đau chắc là không thuận lợi rồi vậy không đau chắc là ổn nhỉ cũng không thể để cho lão nhân ra lo lắng về chuyện này của bùi việt được nàng lắc đầu quả quyết nhỏ giọng đáp không đau ạ à. ánh mắt nàng đầy sự kiên định thậm chí còn mang vài phần an ủi thái hoàng thái hậu bối rối không đau sao chẳng nhẽ vẫn chưa đi vào nếu nhân mất đi cái ngàn vàng làm gì có chuyện không đau dù có thế nào thì cũng sẽ cảm thấy hơi khó chịu mà thư quân trông ngây ngô như vậy không giống người đã từng trải sự đời Thái hoàng Thái hậu vô cùng lo lắng nên cố ý tiến lại gần Thư Quân hơn. Gương mặt nàng căng bóng đỏ hồng, thậm chí còn không cần phải đánh thêm phấn má là dung mạo trời cho. Cho dù chuyện cũng đã rồi thì vấn đề này cũng khiến lão nhân ra không khỏi lo lắng. Đây là đại sự liên quan đến Giang Sơn xã tắc. Thái hoàng Thái hậu siết chặt tay vịn trên ghế. Thư Quân dù có ngốc nghếch đến đâu thì cũng có thể nhìn ra được sự kinh ngạc trong mắt bà. Nàng hoảng sợ, Hoàng tổ mẫu, có phải con nói sai điều gì rồi không ạ? À? đúng là đêm qua lúc mới ban đầu thì nàng cảm thấy hơi đau sau đó thì thực sự thoải mái sáng nay lại càng dễ chịu hơn nhưng nếu nói ra những chuyện này trước mặt lão nhân ra thì lại đúng là không biết giữ liêm sỉ thư quân cứ thế ấp a ấp úng đến mức muốn khóc thái hoàng thái hậu nhìn thấy đáy mắt thư quân lấp lánh ánh nước bèn nhanh chóng bình tĩnh lại không có gì ai ra chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi không sao đâu thư quân nghe xong những lời này trong lòng nàng vẫn không yên rõ ràng là thái hoàng thái hậu đang muốn an ủi nàng nhưng nàng lại thấy hơi sợ bà nên không dám hỏi thêm nữa, lo lắng cục mắt xuống. Bùi Việt và Thái Thượng Hoàng cùng nhau bàn luận vài câu chiều chính, liếc nhìn sang thư quân, thấy tiểu cô nương có vẻ đang tủi thân buồn bã điều gì đó. Hắn đứng dậy đi tới ngồi xuống trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, rất tự nhiên mà nắm lấy tay thư quân. Hoàng tổ mẫu, quân nhi vẫn còn nhỏ, ngây thơ hồn nhiên, không biết lừa gạt người khác đâu. Như nàng là một cô nương rất chân thành lương thiện, người hãy khoan dung với nàng nhé. Lời nói vừa dứt, thái hoàng thái hậu suýt thì lên cơn đau tim nói thư quân thành thật cũng có nghĩa là những gì nàng vừa nói đều là sự thật đúng là bao nhiêu năm qua bùi việt đều không gần nữ sắc đến cả cung nữ sưởi ấm giường cũng không có vì vậy thái hoàng thái hậu cũng có chút lo lắng thế nhưng bùi việt văn võ song toàn thông minh dũng cảm bà cũng không thể tùy tiện làm mất thể diện của hắn được vậy nên cũng không dám hỏi thêm sau khi lập hậu Hắn đã tuyên bố với mọi người rằng không một ai có quyền được phép can dự vào chuyện riêng tư và gia thất của hắn. Một thời gian trước, khi việc lập hậu gây sóng gió không ngừng, hàng trăm hàng ngàn sổ sách, tấu sớ như muốn đè sập thư phòng, cũng không hề thấy hắn thay đổi sắc mặt hay xử lý ai. Nhưng dù sao thì việc của hắn cũng đã thành, cho dù là sấm rền gió cuốn hay âm thầm lặng lẽ, hắn đều đạt được mục đích của mình, không có ngoại lệ. Thái hoàng thái hậu cũng không dám nghĩ rằng một hoàng đế xuất chúng như vậy lại bị nghi ngờ trong chuyện này. Không sao, con bé rất ngoan thái hoàng thái hậu dành cho nàng một ánh mắt kiên định bùi việt cũng không để ý nhiều đến chuyện đó nữa mọi người dùng bữa trưa tại cung từ ninh đang ngồi uống trà lưu khuê sai người tới đưa tin nói rằng có một số đơn hàng khẩn cấp từ biên giới tới nên bùi việt cần phải rời đi trước khi đi còn quay lại hỏi thư quân buổi dâng trà chiều nay ta không thể đi cùng nàng nàng đi một mình có được không thư quân vừa là trưởng bối vừa là hoàng hậu thật ra cũng không có gì đáng lo ngại Thư quân vẫn đang mải nghĩ tới chuyện của Thái Hoàng Thái Hậu, sớm đã quên mất chuyện của đám người Bùi Giang Thành, tất nhiên là được rồi, chàng cứ đi làm việc đi, cũng đâu thể ở bên thiếp cả ngày được. Nàng mỉm cười tinh nghịch, còn dựa vào hắn ấn vào lòng bàn tay. Bùi Việt cảm thấy thoải mái hơn, hắn đưa tay lên gãi nhẹ vào sống mũi nàng, sau đó thả tay rồi đứng dậy rời đi. Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng nhìn hai người họ đứng ở cửa, bốn mắt quay sang nhìn nhau. Thái Hoàng Thái Hậu thì bận tâm chuyện viên phòng của Bùi Việt, Thái thượng hoàng thì lo lắng buổi lễ dâng trà chiều nay, sắc mặt của hai người ai nấy đều khó coi. Khi thư quân quay lại, hai lão nhân ra không hẹn mà gặp cùng lúc nở nụ cười, vừa như không có chuyện gì xảy ra. Cũng không biết là thư quân vô tâm vô tư hay vô lo vô nghĩ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định và điềm tĩnh của Bùi Việt, nàng cảm thấy chỉ cần hắn còn ở trên đời, những chuyện khác chẳng có gì cần phải lo lắng. Nàng lại vui vẻ quay lại tiếp tục trò chuyện cùng Thái Hoàng Thái Hậu. Thư quân cũng không biết nên bắt chuyện thế nào, bèn ngồi đan kết cho lão nhân ra xem. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng rất khéo léo, chẳng mấy chốc đã biến sợi dây lụa đỏ trong tay thành một sợi dây kết như ý. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thư quân với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thậm chí còn không khỏi ghen tị. Con người có thể sống được giống như nàng bây giờ cũng là một điều may mắn. Nàng không hay yêu sầu phiền muộn, cũng sẽ không tự đi tìm rắc rối. Thái Thượng Hoàng đợi nàng kết xong dây mới hỏi, một lát nữa sẽ có vài vị vương gia cùng gia quyến vào cung thỉnh an con, con đã chuẩn bị ban thưởng xong chưa? nếu đổi lại là trước đây thái thượng hoàng không bao giờ hỏi tới những chuyện như thế này nhưng ông lo lắng thư quân vô lo vô nghĩ quá sợ không chuẩn bị được chu toàn quả nhiên thư quân mở to đôi mắt tròn long lanh ạ à, nàng hơi ngây người ra rồi như nhớ ra điều gì đó vội liếc nhìn lão ma ma đi cùng mình rồi đáp con chuẩn bị xong cả rồi ạ thái thượng hoàng thấy nàng như vậy thì biết ngay nàng không mấy để tâm tới chuyện này sắc mặt gần như thay đổi lão ma ma trước nay vẫn luôn hầu hạ bùi việt lập tức quỳ xuống tiếp lời khởi bẩm thái thượng hoàng bệ hạ và nương nương đã dặn dò nô tỳ chuẩn bị cho lễ dâng trà rồi ạ à. thái thượng hoàng cười lạnh là bệ hạ nhà ngươi ra lệnh đúng không việc này lẽ ra phải là bên nữ nhân để tâm tới hiển nhiên là bùi việt đã thay thư quân lo liệu mọi việc thư quân cục mắt xấu hổ đừng nói là lễ dâng trà đến cả của hồi môi phần lớn cũng đều là do bùi việt lo liệu thái thượng hoàng xua tay với lão Mama, tỏ ý đã hiểu thư quân nghĩ chắc rằng hôm nay mình đã làm hai vị lão nhân ra không hài lòng nên không còn tâm trạng đan kết nữa chỉ ngồi một chỗ không dám nói gì hệt như một đứa trẻ mới bị mắc lỗi thái hoàng thái hậu bị bộ dạng này của nàng chọc cười không khỏi cười thích thú con đó cũng nên thử nuôi một nữ nhi đi bà nói với thái thượng hoàng thái thượng hoàng nhìn thư quân đôi mắt long lanh ngấn lệ đuôi mắt như phủ đầy xương nàng giống như một tiên nữ không vướng bận khói lửa nhân gian muốn nàng trở thành một hoàng hậu đúng tư cách thì chỉ có nằm mơ hoàng đế đã muốn sủng nàng thì thái thượng hoàng cũng đành chịu lúc nào chẳng có người bận tâm hộ con chỉ đành nhắm mắt làm ngơ thôi ông ngồi ngọ nguậy trên ghế ra vẻ bắt đầu hờn rỗi thái hoàng thái hậu cười không câm không biết thì không phải là trưởng bối rồi thái thượng hoàng bị những lời này thuyết phục bèn ngồi ngay ngắn lại lần này thì ngay cả thư quân cũng thấy buồn cười không lâu sau gia quyến của cả sáu vị vương gia đều tình cờ gặp nhau ở cửa đông hoa ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi vẻ mặt ai nấy đều vô cùng khó tả chỉ có hoài dương vương mặt mày trầm mặc âm thầm đi hẳn lên phía trước mọi người cũng lấy đó mà nối gót theo sau vương phi lâm xuyên vương cùng vương phi hoài dương vương ngày thường vốn không mấy thân thiết thậm chí thỉnh thoảng còn âm thầm đấu đá tự dưng hôm nay bà ta lại tới chạm vào người vương phi hoài dương vương hai người bốn mắt nhìn nhau khổ nỗi lại không thể nói thành lời trưởng tẩu tẩu vẫn luôn là người hành xử theo quy tắc tẩu nghĩ sau này sẽ như thế nào vương phi hoài dương vương nghe xong thì thở dài cũng đã hơn hai tháng kể từ ngày lập hậu Vương Phi Hoài Dương Vương vẫn chưa thể tưởng tượng được nữ tử ngày đó bị bà ta ghét bỏ từ hôn. Nay lại đột nhiên trở thành hoàng hậu, hơn nữa, lại còn trở thành trục lý với mình. Một điều kinh khủng như vậy tại sao lại xảy ra với bà ta? Mặc dù trong lòng đã tức giận đến mức hộc máu nhưng ngoài mặt vẫn phải cố giữ nét đoan trang. Người ta là hoàng hậu, là quân, chúng ta chỉ là thần, quân thần phân biệt thì làm gì còn cách nào khác nữa. Hàm ý là phải biết bổn phận của mình là bề dưới, đừng coi thư quân là trục lý của mình. Vương phi Lâm xuyên Vương không hiểu được đạo lý ấy, chỉ là trong lòng cảm thấy không phục. Tẩu nói xem, nàng ta và bệ hạ gặp nhau khi nào nhỉ? Vừa dứt lời, Vương phi Hoài Dương Vương nhìn thẳng vào mắt bà ta, lẽ nào ngươi vẫn còn chưa hiểu sao? Bà ta mím môi nhìn ánh mắt đờ đẫn của Bùi Ngạn Sinh đang đi cách đó không xa. sắc mặt Vương phi Lâm xuyên Vương đột nhiên thay đổi, bảo sao quẻ bói của nhi tử năm đó kỳ lạ đến vậy? Hoàng đế làm như vậy là đang đoạt thê mà. Vương phi Lâm xuyên Vương đột nhiên cảm thấy mình giống như đang bị dán trên chảo lúc thì nghĩ bản thân mình có lý còn có phần kiêu căng đắc ý lúc sau nghĩ tới thân phận của bùi việt bà ta lại cảm thấy mình giống như một quả cà tím lạnh giá vừa bức rứt vừa ngột ngạt thật quá là đau khổ vương phi hoài dương vương nhìn thấy vẻ mặt không phục của bà ta trong lòng lại cảm thấy dễ chịu một cách khó tả dù sao thì phủ hoài dương vương cũng không cần đến thư quân nhưng phủ lâm xuyên vương thì khác hai người tự dẫm đạp lên đối phương để tìm kiếm sự bất mãn của nhau vương phi lâm xuyên vương suy nghĩ một hồi bất chợt nhớ ra ta chợt hiểu tại sao thành nhi lại bị chèn ép đến mức phải đi đầy rồi hóa ra là do bệ hạ không thích thằng bé nay thì đắc ý vương phi hoài dương vương lập tức căng cứng cả người thôi xong bùi việt còn có thể khoan dung vài phần đối với bùi ngạn sinh nhưng đối với bùi giang thành thì chắc chắn hắn sẽ không nương tay vừa rồi bà ta còn mới dương dương tự đắc trong phút chốc lại biến thành nỗi lo sợ vô kể nếu như bùi việt muốn chèn ép phủ hoài dương vương thì chỉ cần búng nhẹ ngón tay là xong Vương Phi Lâm Xuyên Vương thấy nét sợ hãi trên gương mặt Vương Phi Hoài Dương Vương thì thông thả quay về bên cạnh Vương gia của mình. Vương Phi Hoài Dương Vương không nhịn được nữa, chạy lên phía trước hai ba bước, túm lấy tay áo Hoài Dương Vương, giọng điệu nghe như sắp khóc, Vương gia. Sắc mặt Hoài Dương Vương lạnh tanh, không thèm quay đầu nhìn bà ta, làm sao đấy. Vương Phi lo lắng, Vương gia, ngài phải nghĩ cách đi, chúng ta nên làm gì bây giờ. Bệ hạ, bệ hạ đầy thành nhi đi xung quân là có lý do có phải không? hoài dương vương nghe vậy rất tức giận quay người lại ném cho bà ta một nụ cười chế nhạo giờ ngươi mới nghĩ tới à vương phi thánh chỉ lập hậu đã qua được hai tháng rồi giờ ngươi mới biết mình đang ở trong tình thế gì à vương phi hoài dương vương suýt chút nữa bật khóc thành tiếng mặt dày bước tới siết chặt ống tay áo của vương ra hoài dương vương niệm tình đã đi vào trong cung nên không tiện vứt bỏ bà ta thế nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi vương phi cười khổ thành nhi dù sao cũng là thế tử của ngài Thần Thiếp cũng đã hầu hạ ngài vất vả bao nhiêu năm qua, ngài không thể dương mắt nhìn mẫu tử thần thiếp bị đầy đến mức đường cùng như vậy được, ngài phải giúp chúng thần thiếp." Hoài Dương Vương mệt mỏi thở dài, lắc đầu nói, "Bổn vương còn không tự bảo vệ được mình, lấy đâu ra thời gian quan tâm đến hai người các ngươi." Y nhẹ nhàng đẩy bà ta ra, bước nhanh đi lên cầu đá bạch ngọc hướng về cung Tử Ninh. Thư Chi là người cuối cùng bước vào cung Tử Ninh. Trước đây nàng ta vẫn luôn tự cao tự đại vì đã trở thành trưởng tôn tức của hoàng gia thế nhưng giờ đây lại biến thành trò cười cho thiên hạ hôn sự mà nàng ta hao tâm tổn sức giành giật lại bị người ta khinh thường người đó đã quay lưng lại mà trèo lên cành cao để rồi hôm nay ngồi ở vị trí hoàng hậu thư chi cảm thấy phát bệnh khi nghĩ tới việc phải quỳ xuống trước mặt thư quân cuối cùng cũng vẫn phải nhịn nhục mà bước vào trong điện cho dù vừa rồi ở ngoài có bất mãn đến đâu một khi bước chân vào cung từ ninh ai nấy đều phải cố nở nụ cười mặt may tươi tắn để không khí hài hòa hai vị vương phi cũng là người biết điều khi bước vào đều tươi cười chào hỏi, rất giỏi che giấu cảm xúc. Thái thượng hoàng có phần không phục bản lĩnh của hai nhi tức này, nhưng điều ông lo lắng nhất là Bùi Ngạn Sinh. Bùi Giang Thành thì trốn đến tận Lũng Tây không thấy trở về, Bùi Ngạn Sinh thì vẫn ở kinh thành, vốn tưởng hôm nay y sẽ cáo bệnh để không phải tiến cung, nào ngờ y vẫn tới. Sắc mặt của Bùi Ngạn Sinh rất u ám, ánh mắt đờ đẫn nhưng không hề nhìn ngang liếc dọc, mọi hành vi đều cư xử rất đúng mực. Vương phi Hoài Dương Vương cảm giác như bị ngàn con dao đâm vào tim thế nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ nhiệt tình. Muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng nên đành lôi thư chi ra để lấy lòng thư quân, ra lệnh cho nhi tức phụ của mình, chi nhi, con mau khấu đầu với nương nương đi. Thư chi bình thường cũng được xem là người biết đối nhân xử thế, nhưng hôm nay sắc mặt của nàng ta thực sự có chút khó coi. Dè giặt quỳ xuống trước mặt thư quân, thần phụ khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn tuế, vạn vạn tuế, khấu đầu một cái là xong chứ gì? Thư chi thẩm nghĩ, đáng tiếc là có người không chịu tha cho nàng ta, một nhi tức phụ của nhị phòng dáng vẻ lanh lợi hoạt bát đã nhanh chóng quỳ xuống trước khi thư chi đứng dậy cất giọng nói trong trẻo và cao vút điệt tức phụ thỉnh an thất thẩm thẩm thư chi gọi một nữ nhân trẻ tuổi hơn mình là thẩm thẩm vậy mà nàng ta cũng nói ra được thư chi không khỏi nhìn lén thiếu phụ bên cạnh việc thiếu phụ đó làm chính là cố ý sỉ nhục thư chi ép thư chi gọi thư quân một tiếng thẩm thẩm nàng ta là tỷ tỷ của thư quân ở nương gia nhưng lại trở thành vãn bối của thư quân ở phu gia quyền lực là tối cao Thư chi không thể không cúi đầu dập đầu xuống đất nghẹn ngào điệt tức khấu kiến thầm thầm kỳ thực thư quân còn cảm thấy khó chịu hơn thư chi có điều vừa rồi thái hoàng thái hậu mới căn dặn nàng bất luận là ai thỉnh an đi chăng nữa thì cũng không được liếc ngang liếc dọc hay cười lộ răng ở trong hoàng cung này đóng cửa cung lại thì có thể coi nàng như nữ nhi mà nuôi nấng nhưng khi mở cửa cung ra nàng phải khoác lên mình phong thái của một mẫu nghi thiên hạ vậy nên thư quân chỉ bình thản liếc nhìn rồi nói miễn lễ hai người lùi về phía sau Thư Chi núp ở phía sau, cố ý làm giảm bớt sự tồn tại của mình. Sau đó đến lượt người của Tam Phòng Thịnh An, Vương Phi Lâm Xuyên Vương mặt dày đẩy Nhi Tử Nhi tức khấu đầu với Thư Quân. Bà ta căng thẳng nhìn Bùi Ngạn Sinh, sợ Nhi Tử của mình phạm sai lầm, may thay Bùi Ngạn Sinh cũng không ngẩng đầu lên, thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Nhi Tử biết thân biết phận, Bùi Việt chắc chắn sẽ không làm khó Tam Phòng. Ít ra thì bà ta vẫn còn có mặt mũi hơn Vương Phi Hoài Dương Vương một chút, thậm chí còn buông vài câu nịnh nọt thư quân nhưng nàng cũng không thèm để ý tới. Buổi lễ dâng trà cứ vậy mà kết thúc trong sự gượng gạo. Thái thượng hoàng như ngồi ở trên đống lửa, sớm đã cho người lui ra ngoài hết. Thái hoàng thái hậu thấy mệt, thư quân đỡ lão nhân ra đi nghỉ ngơi rồi rời đi. Nàng rời cung Từ Ninh và đi dọc theo bức tường hoàng cung đi về phía đông, ở góc điện Phụng Thiên đột nhiên xuất hiện một bóng người đi ra từ phía sau bức tường. Là Bùi Ngạn Sinh. Thư quân ngạc nhiên, ma ma và cung nữ phía sau đều lần lượt tiến lên một bước đưa ra ánh mắt cảnh cáo bùi ngạn sinh vẫn nhắm mắt làm ngơ lặng lẽ nhìn thư quân chằm chằm lẩm bẩm muội can tâm tình nguyện sao y có thể chấp nhận mọi thứ nhưng sẽ không thể chấp nhận được nếu như bùi việt ép buộc thư quân thư quân nghe vậy biết là y hiểu lầm vội vàng giải thích không phải đâu thế tử ngài hiểu lầm rồi ta và bệ hạ đã quen biết từ lâu thậm chí còn sớm hơn ngài ngày ta bị từ hôn đã lỡ uống say là bệ hạ đưa ta về phủ khi đó ta còn không biết thân phận của bệ hạ chuyện sau đó không thể giải thích rõ được ngài có thể trách ta là ta phụ lòng ngài không liên quan đến bệ hạ bùi ngạn sinh nước mắt lương tròng cố gắng bật cười thì ra là như vậy vậy muội có ái mộ bệ hạ không có chứ ta rất yêu ngài ấy ánh mắt không biết nói dối thư quân lại càng không giỏi lừa người vậy là đủ rồi bùi ngạn sinh gỡ bỏ được nút thắt trong lòng lùi lại hai bước cúi đầu cung kính hành lễ vừa xoay người đi nước mắt đã tuôn rơi cảm giác mong cầu nhưng không có được gần như nút chửng tâm trí y y càng nghĩ bước chân y càng nhanh hận không thể nhanh chóng thoát khỏi hoàng cung này sự việc này nhanh chóng chuyển đến điện phụng thiên bùi việt không thể dung thứ cho việc bùi ngạn sinh dám gặp riêng thư quân lập tức ban thánh chỉ cử bùi ngạn sinh tới bạc ti tuyển châu thị để học hỏi kinh nghiệm về hàng hải trở về cung khôn ninh thư quân cảm thấy hai chân mình đau nhức không còn chút sức lực nào nàng dựa vào giường la hán mà không thể đứng dậy được hai chân như muốn rụng ra đến nơi dù sao nàng cũng đã phải giữ nguyên một tư thế như vậy rất lâu đến mức mông của nàng cũng cảm thấy đau nhức tới khi bùi việt hồi cung thì thư quân đã ngủ ngon lành lão ma ma nói với bùi việt rằng thư quân cảm thấy không khỏe hắn cũng biết rằng bản thân đã giày vò nàng quá nhiều đêm đó hắn không chạm vào người nàng thân làm hoàng hậu thì không cần phải làm lễ lại mặt nên hắn đã hạ chỉ cho tô thị và thư lan phong vào cung thỉnh an bùi việt lo phu phụ thư lan phong cảm thấy không thoải mái nên không quay lại cung khôn ninh dùng bữa trưa thư lan phong thân là ngoại thần cũng không tiện ở lại lâu dùng xong bữa trưa thì lập tức rời đi để tô thị ở lại trò chuyện cùng nữ nhi thư quân cho công nhân lui xuống hết chỉ để thực dược ở lại canh ngoài cửa nội điện nàng kéo mẫu thân ngồi lên giường ôm lấy tô thị không rời tô thị thấy không còn người ngoài nữa mới bắt đầu hỏi tới vấn đề khiến bà ấy chăn trở suốt hai ngày nay đêm động phòng con vẫn ổn đấy chứ thư quân xấu hổ nhưng vẫn nói với tô thị bệ hạ rất tốt ạ à, chỉ hơi đau một chút thôi tô thị giờ khóc giờ cười nhìn dáng vẻ của thư quân là biết hai người rất hòa hợp bà ấy cảm thấy yên tâm có điều tô thị đúng là mất bò mới lo làm chuồng định nhắc nhở thêm vài câu vừa ngẩng đầu lên đã nghe thấy thư quân đang dựa vào cánh tay mình thủ thủy người yên tâm con sờ qua rồi tô thị gần như câm nín cái gì cơ con sao con lại làm như thế nữa thư quân ngồi thẳng dậy ngây thơ trả lời bệ hạ đã nói rồi mà phu thê muốn thành thực với nhau là phải lần mò nhiều hơn khi nàng chạm vào rõ ràng là hoàng đế vô cùng thoải mái tô thị nóng mặt đỏ bừng trách nàng không được như thế là một cô nương thì phải biết tiết chế con là hoàng hậu đấy không thể lỗ mãng như vậy được thư quân nhớ lại lúc thái hoàng thái hậu thay đổi sắc mặt chẳng nhẽ cũng là do có liên quan tới câu không đau khi ấy chắc là cũng đang trách nàng hành sự quá ngông cuồng nàng xấu hổ ngây thơ hỏi thế thế cha với nương thì như thế nào câu nói này lại khiến tô thị giật mình tô thị nhớ lại thời còn trẻ bà ấy và Thư Lan Phong cũng có lúc phóng túng như vậy. Khi mới thành hôn, nam nhân sức lực dồi dào, một ngày hai lần là còn ít. Nếu đổi lại cách suy nghĩ, chỉ cần tình cảm phu thê bền chặt thì hà cớ gì phải trói buộc vào lễ nghi. Bùi Việt cũng không nạp thêm thê thiếp, nếu thư quân quá nhút nhát hay bảo thủ thì cũng không phải là chuyện tốt. Sau khi nghĩ thông, Tô Thị không dạy dỗ gì thêm về những quan niệm cũ rích đó nữa, âu yếm xoa đầu thư quân. Thôi vậy, đây là chuyện riêng của phu thê các con, hai con tự mình giải quyết thế nhưng thư quân lại nghe hiểu thành mẫu thân đang ngầm cho phép nàng tiếp tục lần mò cùng hoàng đế bùi việt đã hai ngày liên tiếp không động vào người thư quân không lâu sau thư quân đã dồi dào sinh khí thái hoàng thái hậu suy đi tính lại quyết định âm thầm cho bùi việt uống thuốc bổ kể từ ngày đại hôn bùi việt luôn về cung khôn ninh để dùng bữa trưa thuốc bổ cũng được đưa tới vào lúc này tất cả dược liệu đều được ninh thành nước hòa trong cành nhân sâm thoạt nhìn không có dấu hiệu gì khác thường huống hồ thái hoàng thái hậu đã ở trong cung bao nhiêu năm như vậy muốn làm ra mấy chuyện thần không biết quỷ không hay cũng đâu phải là vấn đề buổi sáng thư quân đã dùng điểm tâm nên giờ không cảm thấy đói bèn để bùi việt ăn trước còn nàng thì ở một mình trong thư phòng vẽ tranh bùi việt dùng xong cơm canh rồi đi tới thư phòng tìm nàng thấy thư quân đang chăm chú vẽ tranh không tiện làm phiền hắn ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm một lúc sau quay lại thư phòng thấy thư quân đã ngủ gật trên bàn bùi việt bất lực đành đi tới bên cạnh bàn cúi người từ từ bế nàng lên thư quân theo cánh tay mà tựa vào ngực hắn nắng ban trưa chói trang khiến người ta cảm thấy hơi lười biếng bùi việt cũng không ngoại lệ hắn bế thư quân nằm xuống chiếc ghế mây dưới cửa sổ cả người thư quân mềm nhũn như không có xương mặc kệ cho bùi việt muốn để tư thế nào thì để hắn ôm thư quân vào lòng xoa xoa hai má đỏ ửng của nàng đói không bùi việt sợ nàng tỉnh dậy sẽ thấy đói thư quân vỗ ngực hắn thiếp đói bụng rồi có thể thấy nàng vẫn chưa ngủ sâu người thấy mùi thơm quen thuộc bùi việt bỗng cảm thấy bồn chồn và gần như mất kiên nhẫn hắn chợt nhớ tới bát canh vừa nãy. Đúng lúc này, đôi mắt trong veo sáng ngời của nàng ngước lên nhìn hắn, tà áo nhẹ nhàng bay theo cơn gió từ ngoài cửa sổ, bệ hạ, thiếp đói rồi, chàng cho thiếp ăn có được không? Ngón tay ngọc ngà chạm vào môi hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt say đắm, lười biếng không muốn cử động. Ít hầu của bùi việt khẽ cuộn, đôi mắt sâu thẳm nheo lại, cho nàng ăn. Ừm, nàng nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt rơi trên đáy mắt hắn. Bùi việt ngay lập tức bế thốc nàng lên, đổi tư thế, để nàng trực tiếp ngồi lên người mình nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi nàng lại đây chẫm cho nàng ăn thư quân gần như không thể thở được âm thanh nức nở như vỡ ra từ trong cổ họng lan do ấm ập vào mặt những giọt mồ hôi nhiều vô kể chảy ra ngoài thư quân đang run rẩy nước mắt cũng trào ra nàng khó khăn chống lên lồng ngược hắn bệ hạ xương cánh bướm đong đưa trong gió mặt trời nóng rực ban chưa chiếu lên bệ cửa sổ trông vô cùng chói mắt bùi việt ngồi ngược sáng trên ghế trúc không thấy rõ được vẻ mặt nhưng ít nhất thoạt nhìn cũng không khác bình thường là mấy. Hắn đỡ nàng, muốn chống cho nàng nhưng cái kiểu chống này không phải thứ nàng muốn. Nàng liên tục lắc đầu, nói năng lộn xộn, bệ hạ, thiếp không cần chàng đút, chàng mau thả thiếp ra. Những sợi tóc hỗn loạn bay trong gió, nàng cảm thấy chướng, vô cùng khó chịu, vành mắt đỏ ửng lên trông vô cùng tủi thân. Vẻ mặt bùi việt vẫn chẳng thay đổi, chỉ chậm rãi hỏi nàng, hôm nay nàng làm gì? Thang thuốc kia rất kỳ lạ, thư quân thực sự không giống kiểu người sẽ làm ra chuyện như vậy chỉ là thỉnh thoảng cô nương này lại làm ra việc khiến người khác bất ngờ nên cứ hỏi rõ là tốt nhất thư quân chậm rãi bám lấy vai hắn muốn cách xa hắn một chút mà dường như bùi việt phát hiện ra ý đồ của nàng nên hắn lại ngả người ra sau cứ thế mà thoải mái nằm xuống do đó thư quân cũng theo đó mà ngã xuống thiếu chút nữa là hét toáng lên cô nương đang vừa đói vừa buồn ngủ nhưng giờ đi ngủ là không thể rồi còn cảm giác đói thì lại vì hắn mà ngày càng cảm thấy đói hơn nên đương nhiên cũng chẳng còn sức để mà nói. dáng vẻ của nàng rất mong manh, yếu đuối, đôi mắt long lanh, thử nói điều kiện, thiếp. Thiếp nói cho bệ hạ, bệ hạ sẽ bỏ qua cho thiếp đúng không? Giọng của nàng không giống như đang nói mà là như đang tràn ra, trông yếu đuối, vô cùng đáng thương. Bùi Việt nghe giọng điệu này thấy rất giống quỷ kế của nàng. Đáy mắt hắn hiện lên vẻ bất ngờ, cảm thấy có chút ngoài dự đoán, nàng nói trước đi, nếu chấm thấy hài lòng thì chấm sẽ bỏ qua cho nàng. Thư quân tin lời hắn nói, cố gắng hết sức tập trung nhớ lại sáng nay nàng đã làm những gì. Thiếp không làm gì hết, thiếp chỉ, chỉ theo đồ cho chàng thôi. Còn có, còn có đọc sách, vẽ tranh, nàng lắp bắp nói ra từng chữ. Nàng theo gì, bùi việt thản nhiên hỏi. Thư quân nhớ lại, khuôn mặt càng thêm đỏ, sự nóng nảy khiến nàng càng thấy xấu hổ. Nàng dùng hết sức, cố gắng vịn lên vai hắn, Nước nở nói, làm áo lót cho bệ hạ. Lần trước Dung Ma Ma nói thiếp làm không tốt nên bảo thiếp làm lại. Bùi Việt nghe vậy, ánh mắt bỗng trầm xuống, giọng nói cũng mang theo vẻ oán trách, nàng cũng biết nàng làm không tốt. Cái áo lót kia nàng làm rất chặt, hắn không thể mặc nổi. Tiểu cô nương rất thành thật gật đầu, đôi mắt ngấn lệ, nơm nớp lo sợ, đúng, đúng là không tốt lắm. Bùi Việt vươn tay, tiếp tục vuốt ve khóe môi nàng, vậy bây giờ đã biết chưa? Thư quân xấu hổ không ngẩng đầu lên nổi, nước nở ghé vào lồng ngực hắn muốn cầu xin hắn, hai gò má nóng đến mức có thể mang ra làm lò sưởi biết rồi nàng cắn răng bùi việt ư một tiếng di chuyển phần hạ thân điều chỉnh thành tư thế thoải mái hơn thậm chí hai tay còn gối ra sau đầu nhìn nàng trôi giặt như khúc gỗ mất gốc hành động nhỏ này của hắn thiếu chút nữa đã lấy mạng thư quân nàng nhân lúc hắn buông tay vội vàng cong eo không ngừng giữ chặt hắn khóc lóc xin thà nhưng bùi việt hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho nàng nàng còn làm gì nữa đọc sách đọc sách gì thư quân bị hắn chuyển rời sự chú ý sau một hồi suy nghĩ thì bật thốt xích bích phú bùi việt buồn bực cười khẽ một tiếng phú hay vậy nàng nhớ được bao nhiêu thư quân tủi thân nhìn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hơi nước bệ hạ chàng đây là muốn kiểm tra bài của thiếp sao bùi việt khẽ gật đầu thư quân run rẩy leo lên tự cho là đã tìm được cơ hội sống được vậy bây giờ thiếp đi đọc lại một lần rồi qua về đọc cho chàng nghe rồi tay nàng vịn lấy phần để tay hai bên ghế mây muốn xoay người bùi việt dễ dàng kéo nàng lại tuy hắn không dùng sức nhưng vẫn khiến cho thư quân không cách nào nhúc nhích bây giờ đọc luôn cơ thể không nhúc nhích được nhưng trái tim lại đang phát run thư quân bị bắt lại thì cảm thấy rất ngại ở đây sao ừ cứ vậy mà đọc sao ừ nhưng thiếp đọc không được vậy thì đừng xuống nữa thư quân tức giận từng hắn nhưng cái chừng mắt này hoàn toàn không có chút tính công kích nào mà lại giống như đang liếc mắt đưa tỉnh sau một hồi giằng co bệ hạ có thể cho thiếp một cách đi xuống không ánh mắt bùi việt tối tăm nặng nề nói một cách ẩn ý nàng tự động não đi lúc này thư quân mới chậm rãi hiểu ra hắn nào cần nàng động não mặt trời ngả về tây những tia sáng ngũ sắc phủ lên đám cây cỏ hoa lá trong sân một lớp ánh sáng là lướt đúng vậy trong mắt thư quân tất cả mọi thứ đều là lướt mông lung rõ ràng là một căn phòng ngập mùi sách nhưng giờ lại chỉ còn mùi hương khác nàng thật sự không ngờ bùi việt lại có thể xấu tới mức này nhưng cũng có thể là nàng đã dẫn dắt sự xấu xa trôn sâu trong hắn Nàng muốn ôm cổ hắn nhưng bởi vì chênh lệch chiều cao nên nàng không thể với tới. Nàng giống như một gốc cây không có điểm tựa, như là một con diều bị hắn giật dây. Với chút sức lực còn con của nàng thì sao có thể thỏa mãn được hắn nhưng hắn lại cứ mặc kệ, thậm chí còn có chút hả hê nhìn nàng dãy dụa trong vũng bùn. Khi nàng kiệt sức, Bùi Việt ôm nàng đi vào trong điện. Tấm màn che tung bay, ánh sáng lợn lờ bên ngoài phản chiếu lên cửa sổ lưu ly. Khi thư quân mở mắt ra thì thấy sắc trời đã tối, nàng giơ nắm tay lên muốn nện cho người bên cạnh một cái nhưng lại thấy bên cạnh trống không nàng nhìn quanh khung cảnh trong màn người đã đi giường thì trống không cả một buổi chiều nằm trên giường la hán từ giờ mùi đến giờ thân tròn hai canh giờ nàng tức giận trùng chăn kín người bên tai toàn là những âm thanh vụn vặt vừa rồi sau ba ngày tân hôn những ngoại mệnh phụ cùng với hoàng thân quốc thích liên tiếp tiến cung thỉnh an trưởng công chúa ninh hưng mẫu thân của vương ấu quân đưa theo mấy đứa con dâu trong nhà đến cung khôn ninh bái kiến hoàng hậu cho tới vài ngày trước, thư quân hoàn toàn không quen những ngoại mệnh phụ tới thỉnh an nên nàng ban thưởng một ít tơ lụa dựa trên thân phận phẩm cấp của họ rồi đuổi về. Thỉnh thoảng gặp phải cô nương hợp ý, thư quân còn có thể trò chuyện nhiều hơn vài câu. Vương ấu quân vừa tiến vào, hai cô nương lập tức nhìn nhau. Vương ấu quân thấy thư quân mặc địch y màu xanh điểm suýt hoa mẫu đơn đỏ thẫm, tóc búi kiểu mẫu đơn. Trong ung dung cao quý lộ ra vài phần phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trưởng công chúa thấy con gái thất lễ thì véo mạnh vào lòng bàn tay nàng ấy một cái khiến vương ấu quân bĩu môi tức giận trưởng công chúa với thư quân rất thân thiết bà ấy là người đã nhìn nàng lớn lên từ nhỏ nên đương nhiên là gần gũi với nàng hơn những người khác chỉ có điều là bà ấy không thể phá hỏng quy củ thỉnh an xong thì ngồi xuống gọi nương nương thỉnh thoảng thậm chí còn không nhịn được gọi để tức tuổi của trưởng công chúa còn lớn hơn tô thị một chút mà giờ lại ngang hàng với thư quân nhìn kiểu nào cũng thấy có chút hài hước vợ của vương gia trẻ tuổi cùng với vương ấu quân ngồi bên cạnh che miệng cười trưởng công chúa tức giận mắng trước mặt nương nương mà không hiểu quy củ như vậy cẩn thận bệ hạ quay lại trị tội mấy đứa đấy hai người vội vàng ngậm miệng lại rủ mắt xuống thư quân ở một mình trong cũng có chút buồn bực nảy ra một ý tưởng trưởng công chúa người có thể để vương ấu quân ở lại trong cung hai ngày với ta không đương nhiên vương ấu quân rất nguyện ý ở lại nhưng trưởng công chúa lại thấy đau đầu người với bệ hạ đang tân hôn nếu để ấu quân vào ở có khi bệ hạ lại chê con bé thư quân thoáng đỏ mặt ban ngày ở với ta ban ngày thôi cũng được mà nghe nàng nói vậy tất cả mọi người đều mím môi cười khẽ ban ngày giữ vương ấu quân lại không phải có nghĩa là ban đêm để dành cho bệ hạ sao trưởng công chúa cũng thực sự quý mến thư quân hồn nhiên ngây thơ này từ tận đáy lòng khó trách bệ hạ lại yêu thương nàng tới tận tâm khảm như vậy bà ấy nhịn cười nói nếu nương nương thực sự luyến tiếc con bé thì người cứ giữ con bé lại trò chuyện đợi tối rồi thì đưa con bé xuất cung để con bé ngủ lại thì tuyệt đối không được. Thư quân có chút thất vọng nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Trưởng công chúa tức thời đưa đám nhi tức qua chỗ Thái Hoàng Thái Hậu hỏi thăm nên giờ trong cung khôn ninh chỉ còn thư quân với vương ấu quân. Nhóm thư quân rời đi, lôi kéo tiểu tỉ muội của mình vào bên trong ngồi lên chiếc giường La Hán. Trong căn phòng được đặt đá lạnh vô cùng mát mẻ, trên bàn bày đầy các loại trái cây và điểm tâm, có quả vào của phiên hu, có nho và dưa lưới của Tây Bắc Ung Châu. Còn có quả hồng của thanh tề cùng với quả tuyết liên từ Tây Vực quả nào quả nấy căng mọng mọng nước bày đầy lên đĩa giống như để trưng bày vậy vương ấu quân ngồi xếp bằng trên giường la hán ăn dưa thư quân ngồi đối diện nàng ấy còn thực dược đứng bên cạnh phẩy quạt vương ấu quân ăn xong mấy quả nho thì tự mình lột một quả đút cho thư quân ngoại tôn hiếu kính cữu mẫu sau này phải nhờ cữu mẫu yêu thương rồi huyên thuyên thư quân cắn một miếng nho liếc nàng ấy một cái vương ấu quân cười tủm tỉm ngồi bên cạnh vừa bóc nho cho nàng vừa hỏi Thái Hoàng Thái Hậu với Thái Thượng Hoàng đối xử với muội thế nào? Thái Thượng Hoàng không làm khó muội chứ. Sau khi lập thánh chỉ, Thái Thượng Hoàng ra sức phản đối nhưng thái độ của Hoàng đế vô cùng kiên quyết. Thông qua việc phế tướng và thiết lập nội các, cứng rắn rất mũi triều thần, khiến các triều thần không dám hé răng, bên Thái Thượng Hoàng một cây làm chẳng lên non nên cũng lười đi làm kẻ ác. Không có, hai ngày nay còn tặng cho muội mấy con cua ăn nữa cơ. Thư quân dùng cái kẹp nhỏ gắp một miếng dưa lưới bỏ vào trong miệng vương ấu quân hâm mộ chật chật vài tiếng làm gì có ai không biết ngoại tổ phụ coi cái ao cua kia như mạng thế mà lại cam lòng tặng cho muội ăn có thể thấy được ông ấy thật lòng đối tốt với muội thư quân cười cười vậy còn thái hoàng thái hậu thì sao lão nhân ra không lấy quy củ trong cung ra làm khó muội đấy chứ thư quân giang tay ra tỷ lo lắng quá rồi tuy thái hoàng thái hậu lo muội mềm lòng nhưng vẫn dặn muội không phải gấp cứ từ từ mà làm còn sắp xếp cho muội một vài ma ma với trưởng ấn có thể tin làm trợ thủ cho muội nữa cơ với lại có bệ hạ chống lưng nữa nên làm gì có ai dám gạt muội vậy thì tỷ an tâm rồi vương ấu quân ăn trái cây một lúc rồi không biết nhớ tới gì mà có chút ỉu xìu bắt đầu xuất thần thư quân nhìn nàng ấy cười tỷ sao vậy có tâm sự gì sao vương ấu quân xấu hổ ừ một tiếng phiền não nói cái đó thành lâm hắn ta vậy mà lại tới cầu hôn vẻ mặt thư quân vô cùng kinh ngạc lúc nào vậy là hai ngày sau muội khi kết hôn. Vậy tỷ đã đồng ý rồi sao? Mặt vương ấu quân ỉu xìu, ấp úng nói, tỷ từ chối rồi. Tại sao vậy? Thư quân khó hiểu hỏi. Hai bên má vương ấu quân nóng lên, tỷ với hắn ta, ai ra, tỷ không muốn gả cho hắn. Bản thân vương ấu quân cũng cảm thấy có chút lơ mơ, đầu óc cảm thấy dối bời, tỷ thích kiểu công tử ôn hòa tựa như ngọc. Sao có thể gả cho một nam nhân thu kịch trong quân doanh chứ? Cứ nghĩ tới cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của Thành Lâm, vương ấu quân lại cảm thấy đau đầu thư quân nheo mắt cười do xét nhìn nàng ấy vậy sao nếu tỷ không thích người ta vậy thì tại sao khi ở chùa linh sơn vừa mới nhìn thấy hắn ta thì tỷ đã nhào qua chuyện này thì dù vương ấu quân có nhảy vào sông hoàng hà cũng chẳng rửa sạch tội còn không phải là tỷ đuối lý sao hắn ta cứ bám lấy chuyện đó mãi không buông mà tỷ cũng thật là không hiểu sao lúc đấy đầu óc lại nóng lên làm ra chuyện mất hết liêm sỉ như vậy trời ơi quân quân lúc đó tỷ bị dọa sợ chứ không có ý gì khác đâu tỷ sai rồi ánh mắt thư quân vô cùng chắc chắn tỷ thích hắn ta không thể nào vương ấu quân phủ nhận rất kiên quyết thư quân phân tích nói hành động vô thức của tỷ không lừa được người khác đâu nhớ ngày đó muội đính hôn với bùi giang thành kia chỉ cần ngài ấy tới gần một chút là muội lập tức lui lại sợ ngài ấy tới gần muội ban đầu muội chỉ nghĩ đó là vì ngại nhưng sau này mỗi lần thấy bệ hạ là muội lại không nhịn được mà muốn hôn ngài ấy điều đó có nghĩa là gì có nghĩa là trong thâm tâm muội muốn gần gũi với bệ hạ tỷ đừng tự lừa gạt bản thân tỷ phải nghe theo cảm xúc trong tim mình vương ấu quân nhìn chằm chằm nàng như gặp phải quỷ quân quân thành hoàng hậu song khác hẳn nha như hai người khác vậy thư quân tức giận nhào tới đấm nàng ấy tỷ nói xem muội nói có đúng không vương ấu quân cảm thấy gấp gáp tới khó chịu vò đầu bứt tai ấp úng nói tỷ cần nghĩ một lúc có gì mà phải nghĩ nữa chứ thư quân liên tục trêu gẹo nàng ấy có phải cứ rảnh là tỷ lại nhớ tới hắn không có phải thỉnh thoảng cứ thấy không vui là lại muốn lôi hắn ta ra mắng một trận cho hà dạ không? Rõ ràng người ta chẳng lại gần tỷ nhưng tỷ lại vô duyên vô cớ cứ có chuyện gì là lại đổ lên hắn ta, cứ gặp mặt là như ăn phải pháo nhất định phải tìm hắn ta tranh luận. Mỗi khi gặp phải chuyện gì tủi thân là lại hận không thể đi tìm hắn ta giúp tỷ. Chỉ cần hắn ta nói vài câu tỷ không tốt là tỷ lại vô cùng để ý, có phải thế không? Vương ấu quân ngẩn người, dường như thư quân đang xây trước mặt nàng ấy một bức tường, nàng ấy hoàn toàn không thể vượt qua được nhớ lại ngày ấy thành lâm đến cầu hôn nàng ấy nghe xong thì thấy tức giận muốn đuổi hắn ta đi nhưng hai tay người nam nhân lại chặn ngay khung cửa chân dài thẳng tắp chặn lại đường đi của nàng ấy miệng nhai lá bạc hà rất thơm thật ra nàng tinh nghịch như vậy gả cho người thô kệch như ta không phải hợp lắm sao nếu không thì ai có thể giữ được nàng vương ấu quân bị lời đó chọc tức đến mức ba ngày không ăn cơm nàng ấy nghịch chỗ nào chứ rõ ràng là nàng ấy hoạt bát đáng yêu vương ấu quân càng nghĩ càng thấy tủi thân cái khuôn mặt kia cứ như thiếu nợ á tỷ cứ vậy mà đồng ý với hắn ta luôn thì đúng là hời cho hắn ta mà thư quân nghe ra được ý ẩn sau lời nàng ấy sau khi vương ấu quân nhìn thẳng vào nội tâm mình thì chỉ thấy tức thành lâm cái này thì dễ thôi tỷ cứ giao việc này cho muội muội đánh hắn cho tỷ ánh mắt vương ấu quân lập tức trở nên lấp lánh sáng ngời quân quân đáng yêu muội định xả giận thay tỷ như thế nào vậy thư quân ngoéo tay một cái ý bảo nàng ấy lại gần rồi lặng lẽ thì thầm vài câu Vương ấu quân nghe xong thì che miệng cười như điên, cuối cùng làm ra vẻ xuống giường la hán, quỳ gối thi lễ với thư quân. Tạ ơn nương nương đã cho thần nữ chỗ dựa. Trạng vạng tối ngày đó, thư quân tìm Bùi Việt hỏi thứ tự trực của cẩm y vệ trong nội cung. Bùi Việt thuận miệng đáp, kêu kêu có ý định gì đây? Thư quân mềm mại ngả vào lòng hắn, nhỏ giọng thì thầm, thị vệ của bệ hạ quá ngả ngớn hống hách, thần thiếp muốn xử trị hắn ta thay bệ hạ. Bùi Việt suy nghĩ, tướng sĩ dưới trướng hắn có thể dùng cụ ngả ngớn, không hách để miêu tả mà thư quân lại biết cũng chỉ có thành lâm hắn cũng đại khái đoán được gì đó không lên tiếng chiều ngày hôm sau vừa tới lúc hổ bôn vệ với vũ lâm vệ thay ca thì thành lâm lại ở ngự thư phòng thỉnh an thành lâm vội vàng cúi đầu hành lễ thần thỉnh an nương nương thư quân ung dung cười hỏi bệ hạ đã nghỉ ngơi chưa thành lâm quay đầu nhìn ngự thư phòng một cái đắn đo đáp bệ hạ vừa mới chợp mắt nhưng bệ hạ đã dặn nương nương giá lâm thì bất cứ lúc nào cũng có thể vào Thật ra thư quân hoàn toàn không cần hỏi Thành Lâm thì Thành Lâm vẫn khách sáo trả lời một câu. Thư quân cười như không cười nói, vậy sao, như vậy thì cũng hơi khó, nhưng cũng không phải chuyện gì gấp, có người tới cầu ta chỉ hôn nên giờ mới tới tìm bệ hạ bàn bạc một chút. Thành Lâm nghe thấy chỉ hôn thì tựa như cũng suy tư, ánh mắt liếc trộm tấm thiệp đỏ trong tay thư quân, trong đó hẳn là ra thế tên họ các loại, hắn ta bắt đầu cảm thấy bồn chồn. chẳng hay là người phương nào mà có phúc khí được nương nương tự tay chỉ hôn vậy. Thư quân thơ dài một hơi, còn có thể là ai được chứ không phải là tiểu thư vương ấu quân của phủ đông đình hầu sao thành lâm đột nhiên trầm xuống không nhịn được mà ho khan vài tiếng thư quân lập tức hỏi hắn ta thành tướng quân sao vậy bị cảm sao không có không có không có hắn ta thầm chực vài tiếng đầu rất đau hắn ta cũng chẳng phải kẻ ngốc vất vả lắm mới gặp được thư quân một lần nếu thư quân thực sự chỉ hôn cho vương ấu quân thì hắn ta có mà kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng hay thế là hắn ta thành khẩn chắp tay bẩm nương nương thần mến mộ vương cô nương đã lâu cũng muốn cưới về làm thê tử thư quân làm bộ giật mình ô nói như vậy có nghĩa là hôm nay phải thêm tên húy của thành tướng quân vào trong thiệp đỏ này sao quả nhiên bên trong không có tên hắn nhất thời thành lâm không biết hiện tại trong lòng mình là cảm giác gì tiểu nha đầu kia không ưa hắn đến như vậy sao hắn ta như bị đặt trên đống lửa không biết phải đáp lại thế nào nếu cứ mặc cho thư quân vào trong nghị thân với hoàng đế thì cũng chưa chắc đã chọn hắn ta nương nương thần thật lòng muốn lấy vương cô nương thiệp này. Thành Lâm nhìn tấm thiệp trong tay thư quân vài lần, ngụ ý là không cần đưa những người khác vào. Thư quân nở nụ cười, ô, hôm qua ta nghe ý của trưởng công chúa, thành tướng quân làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Nếu là vì ngày hôm đó ở chùa Linh Sơn, vương ấu quân nhất thời sơ xuất làm ra chuyện vượt quá khuôn phép thì thành tướng quân không cần để trong lòng đâu. Tính tình ấu quân có chút tinh nghịch, thỉnh thoảng mắc chút lỗi thì cũng có thể tha thứ. Ta thấy rất có thể trong lòng tỷ ấy cảm thấy thành tướng quân chững chạc nên coi ngài thành huynh trưởng của tỷ ấy. Thành tướng quân ngài nói xem có phải vậy không? Từng lời nàng nói như đâm thẳng vào tim thành lâm. Như này làm gì phải tới nhị thân cho vương ấu quân? Rõ ràng là tới trị tội hắn ta thì có. Thành lâm hiểu rõ mấu chốt ở đâu nên đương nhiên là thừa nhận sai lầm của mình và cầu xin tha thứ. Thư quân không lập tức đồng ý với hắn ta. Thành tướng quân từng giúp đỡ ta nên hôm nay ta sẽ tạm thời cho tướng quân chút mặt mũi này. Chỉ là, nếu Âu Quân không đồng ý thì ta cũng không thể làm chậm trễ chuyện của tỷ ấy được. Thành Lâm vội vàng đáp vâng. Cả ngày nay, Thành Lâm luôn phải trực với cảm giác thấp thỏm khó chịu, cứ nghĩ mãi phải làm thế nào mới có thể dỗ dành được vị tiểu tổ tông kia. Ban đêm canh hai, Thành Lâm chẳng có thời gian hồi phủ nghỉ ngơi mà mang theo chút rượu chạy tới vương gia. Đông Đình Hầu với trưởng công chúa đã đi nghỉ ngơi từ sớm, chỉ còn mỗi thư phòng của tứ thiếu gia là còn sáng đèn nên người hầu chỉ có thể dẫn Thành Lâm tới chỗ của tứ thiếu gia tứ thiếu gia đã biết chuyện thành lâm tới cửa cầu hôn nhưng bị từ chối thành lâm là ngự tiền thị vệ có rất nhiều công trạng nhưng tiếc là trong nhà không có phụ mẫu không có gia thế luận thân phận thì hoàn toàn không xứng với vương ấu quân thật ra không phải tứ thiếu gia ghét bỏ thành lâm chỉ là bất luận thế nào cũng phải được vương ấu quân cho phép nhìn con người như con ma men trước mặt ở lì lại vương gia mãi không đi thì cũng cảm thấy tả môn tứ thiếu gia bảo người hầu lặng lẽ hỏi ý kiến của vương ấu quân vương ấu quân chỉ cho hai chữ đuổi đi tứ thiếu gia cũng không thể thực sự đuổi người đi được hỏi hắn ta có muốn tới khách viện nghỉ ngơi không thành lâm say khướt móc trong lòng ngực ra một túi giấy dầu mọc bánh bột ngô ta không có ý gì khác chỉ là khi đi trên phố bán hàng rong thì đột nhiên nhớ tới hồi nhỏ tiểu thư thích ăn bánh rán hành thế là ta mang quà không hiểu sao trong lòng tứ thiếu gia cảm thấy có chút chua xót nên giữ hắn ta lại hôm sau trời còn chưa sáng thành lâm đã rời đi tuy nhiên khi vương ấu quân dậy hắn ta rất đúng giờ đưa bánh canh ở phố đồng la cho nàng ấy Vương ấu quân trông mà thèm, thiếu chút nữa là đã mềm lòng. Thành Lâm cũng không gấp, cứ lúc nào rảnh là lại tới vương phủ chờ, thỉnh thoảng còn có thể gặp được hầu ra rồi bày binh bố trận với lão nhân ra. Bản lĩnh của Thành Lâm được dày công tôi luyện mà lão hầu ra lại nhiều năm không lên chiến trường nên có chút dao động, thế là bảo Thành Lâm so với mình hai chiêu. Thành Lâm dựa vào bản lĩnh nước ấm nấu ếch xanh, thành công nhận được sự tán thành của phụ mẫu vương thị. Không có phụ mẫu, tuy có chút đơn bạc nhưng cũng có chỗ tốt, không có ai thúc giục con, cả đằng nội lẫn đằng ngoại đều do con làm chủ, con xem, tự do tự tại thoải mái biết bao nhiêu. Vương Ấu Quân nghe vậy thì cũng mềm lòng, đồng ý chuyện hôn sự này. Hôn kỳ được định vào ngày mùng 8 tháng 9, dù sao Thành Lâm cũng là quan mới trong triều, lại được thành thượng cùng với hoàng hậu tứ hôn, rất có thể diện. Thế là hắn ta dưới sự chúc mừng của văn võ toàn triều, nở mặt nở mũi rước nàng ấy về dinh. Vất vả lắm mới chịu được đến lúc khách nhân tán hết đi, Thành Lâm uống đến say khướt trở về hậu viện hắn ta uống trước một chén canh giải rượu, lại tới phòng tắm thay quần áo đánh răng rửa mặt rồi mới trở lại phòng tân hôn. Tấm màn lụa đỏ rủ xuống, che đi phong cảnh trên chiếc giường la hán, chỉ thấy được bóng dáng yểu điệu, thướt tha. Hắn ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, ít hầu lăn lộn, phu nhân. Chỉ thấy một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn vươn ra từ bên trong. Chàng giao hết chìa khóa nhà khi với sổ sách ra đây, nếu không thì đừng có lên giường. Thành lâm lòng bàn tay mềm mại, trắng như tuyết, trong lòng run rẩy lúc này đừng nói là sổ sách chìa khóa lấy cả mạng ra cho nàng ấy còn được hắn ta vừa bảo quản gia đi lấy chìa khóa sổ sách tới vừa cởi đai lưng bổ nhào lên giường vương ấu quân cũng biết chút võ nàng ấy nhanh nhẹn lặn qua bên cạnh né được thành lâm thành lâm vồ hụt thì kinh ngạc nhìn nàng ấy thì chỉ thấy mỹ nhân mặc đồ ngủ trắng nõn xinh đẹp động lòng người đang tựa trong góc vẫy vẫy tay với hắn ta thành lâm thăm dò nắm lấy tay nàng vương ấu quân lại nghiêng người tránh đi chỉ có một khoảnh nhỏ nếu thành lâm muốn bắt được nàng ấy thì cũng chỉ dễ như trở bàn tay nhưng hắn ta nguyện ý chơi với nàng ấy đợi đến khi nàng hết sức mệt rồi thì chính là dê trong miệng cộp thành lâm không mưu mô như bùi việt vất vả lắm mới cưới được vợ chỉ ham vui nên nhất thời không biết chừng mực dày vò vương ấu quân đến không xuống nổi giường hôm sau vương ấu quân theo thói quen vào cung tạ ơn hoàng hậu nàng ấy ôm cánh tay thư quân khóc đến chết đi sống lại tỉ muốn hòa ly cả đêm qua chỉ thấy đau thôi cái tên khốn nạn kia mạnh tay mạnh chân phổi của ta cũng sắp bị hắn đâm thủng luôn rồi. Thư quân giờ khóc giờ cười, hòa ly chắc chắn là không thể rồi. Thư quân tìm hoàng đế quyết định, hoàng đế nghe xong thì vẻ mặt rất khó tả. Cuối cùng quyết định phái hết nhóm ma ma công công tịnh sự phòng ban đầu chuẩn bị cho đại hôn đế hậu nhưng lại chẳng có tác dụng gì hết qua phủ tướng quân. Phu thê hai người mỗi người một viện, một người đối mặt với ba vị công công còn một người bị ba vị ma ma vây quanh, bắt đầu dốc lòng dạy bảo chuyện phòng thê. Một là phải tiến hành theo trình tự, hai là không được túng dục hại thân tóm lại là những công nhân không có chỗ phát huy khả năng dùng hết toàn bộ kiến thức trong cung lên cặp phu thê mới cưới này thành lâm biết đêm qua bản thân đuối lý uống có chút rượu mà đã mất hết chừng mực nên hôm nay cố ý đền bù lúc lên giường thì bèn thành thành thật thật nằm xuống trước hắn ta gối lên vỏ gối thân hình rắn giỏi cao lớn nằm yên bất động giống như mãnh thú đã được thuần hóa dịu dàng ngoan ngoãn nhìn vương ấu quân tối nay ta chỉ nằm thôi mặc nàng dày vò nàng cứ trả lại hết những đau đớn đêm qua lại cho ta là được vương ấu quân ta tin chàng mới là lạ ấy gió thu khẽ thổi rèm lụa đỏ nhẹ bay vương ấu quân bắt chước tư thế vừa rồi của thành lâm thoải mái nằm xuống môi nàng ấy không tô son cũng đỏ lông mày không vẽ cũng dài đôi mắt trong trẻo nhìn nam nhân ở phía trên nàng ấy không dám nhìn nhiều thật ra là nàng ấy chỉ thua khoản thể lực chứ không thua khí thế đêm qua thành lâm nhìn nàng ấy chăm chú thế nào tối nay vương ấu quân sẽ nhìn lại như vậy Nàng ấy biết rõ mặt nam nhân này rất dày, khuôn mặt hắn ta lạnh lùng, mồ hôi lấm tấm, ánh mắt âm trầm như dã thú yên lặng nhìn nàng ấy. Vương ấu quân trột dạ, nhưng vẫn trách cứ, lại nhanh rồi, chậm một chút. Vì vậy thành lâm chậm lại. Được, chậm thì chậm, hắn ta nghiến răng, một giọt mồ hôi trượt từ xương quay hàm căng cứng rơi xuống ngực vương ấu quân. Nàng ấy định đưa tay ra lau đi, nhưng đã thấy nam nhân không biết xấu hổ kia liếm sạch. Vương ấu quân thở hổn hển Nàng ấy thật sự rất muốn mắng một câu vô liêm sỉ, nhưng nghĩ lại lời dạy của mama, đây là chuyện phu thê, vì vậy nàng ấy chỉ có thể chịu đựng. Thế nhưng Vương Ấu Quân vẫn tức giận nên chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, mắt không thấy lòng không phiền. Thành Lâm đạt được ý đồ nên đắc ý cười, khóe môi nhếch lên mà không nói lời nào. Một lúc sau, Thành Lâm có hơi khó chịu, "Phu nhân, chúng ta trò chuyện nhé." Đôi mắt lạnh lùng sắc bén của Vương Ấu Quân liếc hắn ta, "Trò chuyện? Lúc này mà trò chuyện sao?" cho dù thiếp không tập trung thì cũng không có sức để nói chuyện với chàng thành lâm nghe xong câu này thì không biết nên khóc hay cười cuối cùng hắn ta cho vương ấu quân một lý do không thể từ chối nếu nàng không nói chuyện với ta thì ta không chậm lại được vương ấu quân chúng ta nói chuyện đi nàng ấy quay mặt lại chàng muốn nói cái gì nói về nguyên nhân tại sao trước đây nàng từ chối lời cầu hôn của ta lúc này thành lâm trịnh trọng lạ thường nếu không phải bây giờ không đúng lúc thì sắc mặt hắn ta hiện giờ có hơi đáng sợ vương ấu quân thấy vẻ mặt hắn ta thì sợ hắn ta sẽ tìm cách trả thù nàng ấy động đậy cơ thể nhưng vô ích giọng nàng ấy khàn khàn lúc đó tính cách của chàng thế nào cứ như thiếp không lấy chàng thì không thể lấy ai khác vậy thành lâm nhíu mày ta như vậy sao không thì sao vương ấu quân tức giận kể lại những gì thành lâm đã nói thành lâm không còn gì để nói nữa hắn ta giơ tay lau mồ hôi trên trán trong lúc bận rộn rồi thở dài là do ta sai nhưng nàng không hiểu được là nam nhân mà lòng dạ sâu xa cho nên mới muốn thể hiện bản thân theo cách này. Thực ra là do ta quá để ý đến nàng, sợ nàng không cần ta. Vương ấu quân chớp mắt một cái, không hiểu sao trong lòng lại thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa tin tưởng, thật sao. Một người mạnh mẽ như con báo giống thành lâm, bình thường uy phong lẫm liệt, nhìn ai cũng không vừa mắt, thật sự không giống người như vậy. Thành lâm nói, có câu nói ngoài cứng trong mềm, nàng có biết không? Vương ấu quân trợn tròn mắt lên, giả vờ đáng thương. Thành Lâm yêu nhất dáng vẻ xinh đẹp này của nàng ấy, một luồng nhiệt nóng bỏng dâng trào trong lồng ngực, hắn ta không kiềm chế được ôm nàng ấy vào lòng, mạnh mẽ hôn nàng ấy. Vương Ấu Quân đau đớn hét lên. Thành Lâm vội vàng dừng lại, Vương Ấu Quân như con cá mắc cạn nằm trên thớt, dễ dụ đánh hắn ta mấy cái, bàn tay trắng nõn vung lên rồi rơi xuống. Cuối cùng, nàng ấy cũng không đánh Thành Lâm, nàng ấy kiệt sức mệt mỏi nên đành cam chịu nằm yên. Thành Lâm sợ lại làm nàng ấy tức giận nên khống chế tiết tấu lại. Một lúc sau, Vương ấu quân cảm thấy hơi khó chịu, bất giác nói, nhanh lên chút. Cái gì? Thành lâm tưởng mình nghe nhầm, nàng nói lại đi. Lần này Vương ấu quân mất kiên nhẫn, hờn dỗi nói, thiếp bảo chàng nhanh lên. Trong lòng Thành lâm run rẩy, là do nàng nói đấy. Sau này đừng có trách ta. Hôm sau khi trời vừa sáng, Vương ấu quân đang trong chăn, rõ ràng đã tỉnh lại nhưng nàng ấy không dám mở mắt ra. Kiếp trước nàng ấy đã gây nên tội gì mà kiếp này nàng ấy lại gặp phải con sói hung ác, tàn nhẫn như ăn thịt người như vậy nhưng so với đêm tân hôn thì đêm qua nàng ấy càng thấy ngượng ngùng hơn nàng ấy không ngờ mình lại có một mặt như vậy vương ấu quân không những muốn hắn ta nhanh lên mà đến tiếng rên tiếng kêu kia bây giờ nghĩ lại cũng đủ khiến cho nàng ấy muốn nhảy lên mái nhà xấu hổ quá ngoài chuyện này thì còn thêm sự ngọt ngào mới lạ khó diễn tả như thể nàng ấy đã tìm được một chiếc hộp bí mật đột nhiên phát hiện ra trong đó đầy trang sức khiến nàng ấy vừa vui mừng vừa hoang mang vương ấu quân ôm tâm trạng phức tạp lật người qua đụng vào cánh tay rắn chắc như sắt kia khiến sắc mặt nàng ấy trở nên lạnh lùng nàng ấy không nhìn hắn ta mà chỉ khẽ trách mắng sao chàng còn ở đây thành lâm đã tỉnh rồi nhớ lại đêm qua vương ấu quân giận dỗi nói sẽ giết hắn ta thì thành lâm vừa tỉnh dậy đã lo lắng căng thẳng nhìn tân nương của mình vốn dĩ hắn ta cũng muốn rời đi đợi nàng ấy nguôi giận rồi trở về nhưng nam nhân dám làm phải dám chịu nếu hắn ta rời đi thì nàng ấy chút giận vào ai cùng lắm thì bị vương ấu quân đánh với công phu mèo cào yếu ớt của nàng ấy thì làm gì được hắn ta chứ vì vậy thành lâm chờ đợi kết quả hắn ta chờ mãi chờ được một câu như vậy tâm trạng thành lâm rất phức tạp chắc không phải nàng ấy đang ủ mưu gì chứ dù sao đêm qua hắn ta thể hiện cũng không tốt lắm bệ hạ cho ta nghỉ ngơi ba ngày nếu ta không ở đây thì ở đâu được vương ấu quân không nói được gì chỉ có thể nằm xoay người lại thành lâm thấy nàng ấy im lặng thì cẩn thận hỏi nàng còn đau không không hỏi thì không sao nhưng hắn ta vừa hỏi thì vương ấu quân đã nổi ra gà khắp người. Chàng nói xem, nàng ấy không vui mà hung dữ nhìn hắn ta. Thấy nàng ấy vẫn mạnh mẽ, oai phong như mọi khi thì thành lâm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi vén chân lên, giang hai cánh tay ra, vậy ta bế nàng đi tắm nhé. Thiếp cũng không phải trẻ con, còn chưa nói xong thì vương ấu quân đã nhìn thấy lưng hổ với vòng eo rắn chắc của nam nhân, nàng ấy lập tức nhớ đến dáng vẻ đầm đìa mồ hôi đêm qua. Hai má dần đỏ bừng lên, nâng chiếc cằm xinh đẹp lên, sau này chàng đều hầu hạ thiếp như vậy sao thành lâm ôm nàng ấy vào lòng bế nàng ấy ra khỏi giường nàng nói đến loại hầu hạ này sao vương ấu quân biết mình lại trúng bẫy của hắn ta nên ôm lấy vai hắn ta cắn thật mạnh xuống sau đó lại cắn yết hầu hắn ta thành lâm suýt chút nữa quỳ xuống cô nãi nãi ta thua rồi mấy ngày sau thư quân mời vương ấu quân vào cung hỏi thăm kết quả của ma ma lúc này nàng ấy có hơi xấu hổ không có gì rất tốt thư quân cười cong cả lưng ngã xuống chiếc giường la hán thậm chí còn đưa chân ra chọc vương ấu quân nàng ấy cũng hơi hoang mang chắc chắn là có người phái con báo đó đến thư quân mỉm cười vẫn là ấu quân tỉ tỉ giỏi biết cách dạy dỗ người khác vương ấu quân nhìn nàng tiểu cữu mẫu nói gì vậy ta không giống muội hoàng thượng không cần muội học mấy cái đó đâu thư quân ngượng ngùng cười như đóa hoa khi vương ấu quân thấy nàng như vậy thì rất tò mò đẩy chiếc hộp nhỏ ra rồi đi đến nằm xuống bên cạnh thư quân thì thầm thư quân nghe một hồi thì hai má đỏ bừng ai dạy tỷ cái này vậy? Vương ấu quân ho khan, không phải ma ma trong cung của muội sao? Thư quân mỉm cười. Hai nữ tử lười biếng nằm một lát, vương ấu quân vòng tay qua eo nàng, sờ cái bụng phẳng của nàng. Đã gần bốn tháng từ khi muội vào cung rồi, sao bụng muội vẫn chưa có gì vậy? Thư quân sờ bụng dưới, khẽ cười, hoàng thượng nói không vội. Vương ấu quân ngầm hiểu, nói, đương nhiên cữu cữu không vội rồi. Nàng ấy cũng từng nói chuyện này với Thành Lâm, ý của thành lâm là hắn ta không muốn vội vàng sinh con khi vừa bắt đầu cuộc sống tươi đẹp nhưng triều thần vội đó thật sao thư quân chớp chớp mắt gần đây tháng nào nàng cũng ra khỏi cung đi thăm tô thị và thư lan phong thế nhưng nàng chưa từng nghe phụ mẫu thúc giục cũng không thấy thái hoàng thái hậu và thái thượng hoàng nói gì tại sao tỷ lại nói vậy vương ấu quân cười khổ nói muội không biết đó thôi phụ thân ta chưa từng hỏi thăm chuyện mọi người xung quanh nhưng ngày ta thành hôn Ông ấy lại không lo lắng chuyện hôn lễ của tiểu nữ nhi mà đột nhiên cảm thán một câu. Cái gì mà đại hôn của đế hậu đã gần 4 tháng rồi, đến nay vẫn chưa có tin vui nào. Chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của thư quân. Lúc đầu nàng nghĩ hoàng cung là một lồng giam nhưng hiện giờ nó lại trở thành tiên cảnh của nàng. Mỗi ngày nàng đều tự do vô tư, hoặc là trò chuyện với thái hoàng thái hậu hoặc là ra vườn hái hoa. Thỉnh thoảng cũng có thái phi đến thăm nàng, tặng nàng một ít đồ theo thùa, nàng lương thiện, Ai đối xử tốt với nàng một thì nàng sẽ đối xử tốt gấp đôi, chủ động đến cung của Thái OHI thăm hỏi. Thường xuyên qua lại, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Có rất nhiều cung nhân, người có tay nghề giỏi càng nhiều hơn, không có phi tử khác tranh giành đấu đá. Đương nhiên những cung nhân này đều hầu hạ một mình nàng. Có người giỏi trồng hoa, có người giỏi hóa trang, có người nấu ăn ngon, có người biết xoa bóp, ngày nào nàng cũng nhàn rỗi vô cùng. Hoàng cung rộng lớn, hầu hết các thái phi đều cùng thái thượng hoàng đến hồ Thái Dịch ở cả cung này đều là của nàng đến mùa đông ấm áp khi vào mùa hè mát mẻ ngày ngày nhàn nhã vui vẻ nàng đã hoàn toàn thay đổi gần như quên mất trước đây nàng từng sợ hoàng cung như thế nào bây giờ nghĩ lại sao thái hoàng thái hậu và thái thượng hoàng không sốt ruột chứ chỉ là không tiện hỏi thăm thôi sau khi vương ấu quân rời đi thư quân gọi ma ma của tịnh sự phòng đến hỏi nữ nhân mang thai cần chú ý điều gì ma ma rất hiểu chuyện này và dạy cho thư quân rất nhiều điều cần thiết thư quân nhận ra có rất nhiều cách để mang thai không đúng, nếu vào hai ngày dễ thụ thai trong kỳ kinh nguyệt thì tại sao hoàng đế lại hiếm khi ở lại với nàng vào thời gian này? Thư quân rất buồn. Buổi tối Bùi Việt trở về, nàng tủi thân hỏi hắn. Sao chàng lại làm như vậy? Bùi Việt cũng không ngờ bị thư quân biết được. Hắn ôm lấy nữ tử mềm mại thơm ngát vào lòng, nhìn khuôn mặt xinh xắn, thanh tú của nàng. Kiêu kiêu. nàng còn nhỏ, năm nay mới 17 tuổi, ta không muốn nàng mang thai quá sớm, để một hai năm nữa chúng ta sinh con nhé. Một mặt, Thư quân cảm động vì tình cảm của hắn, mặt khác nàng lại cảm thấy chua xót muốn khóc. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Thượng Hoàng và các triều thần đều sốt ruột, chàng cũng không còn trẻ, chúng ta không thể đợi lâu nữa. Nam nhân tuấn tú nghe thấy cụm từ không còn trẻ thì ánh mắt trở nên u ám, đầu ngón tay chậm rãi miết khóe môi nàng. Nàng chê chẫm già hả? Tim thư quân đập thình thịch, không phải, chàng hiểu lầm rồi, sao chàng lại già được? Thiếp chỉ nói nếu chàng không có con cái thì triều thần sẽ lo lắng, như vậy không tốt cho xã tắc nàng nghĩ rằng mình có thể đã xúc phạm hắn hai tay thư quân nâng khuôn mặt hắn lên hôn hắn hoàng thượng đừng hiểu lầm thiếp thiếp không có ý đó chẳng lẽ thiếp còn không biết chàng tốt thế nào sao ánh mắt bùi việt vẫn thâm thúy như trước nói nàng lòng tham không đáy thư quân sốt ruột vì vậy nóng vội gấp gáp nói tại thiếp ăn nói vụng về khiến chàng không vui chàng trừng phạt thiếp đi bắt nạt thiếp cũng được bùi việt bị nàng làm cho tức đến bật cười chậm rãi ôm bế nàng lên thư quân ôm chặt cổ hắn nhìn thấy ý cười dịu dàng trong mắt hắn, cuối cùng trong lòng không khó chịu nữa. Nhưng khi thấy Bùi Việt ôm nàng đến bàn trang điểm thì lập tức nhớ đến những bài dạy của mama dạy cho. Hai ngày nữa đến kinh nguyệt, người nên nghỉ ngơi trước đi, đến cuối tháng thích hợp thụ thai, ngài sẽ chung phòng với hoàng thượng. Suy nghĩ giữa việc đắc tội trưởng phu với thụ thai thành công, thư quân bạo dạn rời khỏi vòng tay hắn. Bệ, bệ hạ, đột nhiên thiếp nhớ ra hôm nay không được khỏe, thiếp có thể rút lại những gì vừa nói được không? Bùi Việt vững vàng ôm nàng vào lòng, dứt khoát nói không được nàng nhìn thấy đáy mắt hắn ngày càng đậm màu dục vọng thư quân biết lúc này hắn khó mà từ bỏ cái đó đêm nay thiếp có thể cho hoàng thượng nhưng cuối tháng này hoàng thượng có thể cho thiếp không hơi thở của bùi việt chậm lại hắn không đáp lại ngay lập tức lúc này thư quân đã bị hắn đặt lên bàn trang điểm chỉ cách dưới đất một khoảng thư quân buông cổ hắn ra vươn hai tay ra sau trống lên bàn muốn thoát khỏi sự kìm hãm của hắn bùi việt nhìn nàng nở nụ cười nhạt cô nương Nàng đúng là đồ ngốc. Ngày 16 tháng 9, thư quân vác theo túi lớn trốn khỏi hoàng cung. Cung xa rộng rãi chất đầy dương hòm của nàng, tâm trạng thư quân không tốt lắm, ngay cả thực dược và linh linh cũng phải đi theo ra ngoài. Thư quân mệt mỏi nằm trên đệm mềm mại, lúc nhắm mắt lại thì đầu ong ong lên, hộp trang sức đều rơi xuống đất. Hắn sâu xa bắt nàng nhìn vào gương đồng, tận mắt thấy hắn không chế nàng trong tay. Từ bàn trang điểm đến bàn trà, từ thư phòng đến giường la hán, thậm chí cả bàn trà cao bên bệ cửa sổ đến khi thư quân vừa mở mắt ra khắp nơi đều là hình ảnh quấn quýt của hai người nàng không biết phải làm sao chỉ có thể thu dọn đồ đạc trốn ra khỏi cung một thời gian có lẽ tháng này hắn không đồng ý cho nàng nên nàng sẽ bỏ mặc hắn để cho hắn ở một mình trong phòng chống trải xem tháng sau hắn có đồng ý với nàng không đã nửa tháng trôi qua từ lúc thư quân rời khỏi cung tô thị không ngờ nàng về sớm như vậy từ khi tô thị thành nhạc mẫu của hoàng đế thì bái thiếp liên tục được gửi đến nhà nhưng bà ấy không muốn khoe khoang trước mặt mọi người và cũng lười gặp mặt nên lấy lý do bị bệnh mà từ chối dù sao cũng có một số người không thể từ chối được chẳng hạn như trưởng công chúa của đông đình hầu phủ trưởng công chúa và con dâu trưởng với mấy vị quan lại họ hàng trong chiều tập trung ngồi uống trà với tô thị nói về chuyện con nối dõi của đế hậu tháng trước ngự sử đại nhân của đô sát viện đã thì thầm bên tai hoàng thượng một câu sắc mặt hoàng thượng lập tức thay đổi nói cái gì mà ai muốn nói gì thì nói với trẫm ai dám đi nói lung tung trước mặt hoàng hậu thì sẽ bị cắt lưỡi bệ hạ thật sự rất thương nương nương đúng vậy nương nương quá may mắn tô thị nghe nữ quyến của mấy trọng thần kẻ sướng người họa thì lập tức hiểu ý đồ của họ muốn bà ấy thúc giục hoàng hậu tô thị mỉm cười trấn an khi nào rảnh ta sẽ vào cung xem thử các vị phu nhân gửi lời tới các đại nhân giúp ta cứ giao việc này cho ta ngoại trừ bà ấy thì không ai làm được việc này nữa các phu nhân lập tức yên tâm trưởng công chúa cũng chịu áp lực rất lớn dẫn nữ quyến của các đại thần đến gặp mặt thấy tô thị phóng khoáng như vậy thì rất vui mừng được rồi nói chuyện lâu như thế đã đến lúc thư phu nhân nghỉ ngơi rồi đang chuẩn bị đứng lên ra về thì đột nhiên thấy thiện ma ma vội vàng chạy từ ngoài hành lang vào sắc mặt lo lắng phu nhân nương nương phụng giá đến đang ở bên ngoài nhưng lại không chịu đi ra sắc mặt tô thị thay đổi nôn nóng đứng lên sao lại như vậy trưởng công chúa và những người khác lo lắng cùng nhau đi ra ngoài mau đi nghênh đón thiện ma ma Tô thị và trưởng công chúa đi đằng trước, vừa đi vừa giải thích, nô tỳ nghe thực dược nói, nương nương nôn mấy lần trong xe ngựa, chắc là đường đi sóc này. Bà ấy vừa nói xong, trưởng công chúa và những người khác nhìn nhau. Có thể là đường đi sóc này cũng có thể là vì chuyện khác. Trong lòng Tô thị hiểu rõ, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, kiên định nói, từ nhỏ quân nhi đã không quen đi đường gập ghềnh, chắc chắn là vì việc này. Nếu không mang thai cũng có lý do này giải thích. Các vị phu nhân đều tinh ý, đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong đó ai cũng phụ họa theo mỗi lần ta ngồi xe ngựa cũng nôn vài lần mãi đến khi nhiều tuổi mới đỡ mọi người vừa nói vừa vội vàng đi ra ngoài bên ngoài phát ra âm thanh đồng loạt dập đầu thư quân được thực dược và linh linh đỡ nên mới miễn cưỡng bước ra ngoài nàng cố chịu cơn cồn cào trong bụng vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt các phu nhân miễn lễ trong lúc đó đại phu nhân và nhị phu nhân cũng đỡ lão thái thái bước ra thư quân chỉ nhìn sơ một lần cũng không nói gì thêm trưởng công chúa và tô thị bước lên trước thế chỗ thực dược và linh linh cùng thư quân đi vào trong mấy phu nhân còn lại cũng hơi do dự rồi mặt dày mà bước theo đi đến bậc cửa lão thái thái nhìn thấy thư quân định đi đến tam phòng nghĩ đến sảnh trong tam phòng rất nhỏ muốn tỏ lòng tốt nên thuận miệng nói nương nương quay về thăm nhà có rất nhiều mệnh phụ ở đây hay là đến chính điện của sảnh lưu ly để nghỉ ngơi tô thị liếc mắt với lão thái thái hiểu ý của bà ta bà ấy nhìn về phía thư quân thư quân nôn đến nỗi đầu óc mơ hồ vẻ mặt hơi mờ mịt không hề suy nghĩ trả lời, tổ mẫu nghĩ nhiều rồi, cơ thể ta không thoải mái, chỉ muốn nằm thôi. Lão thái thái không dám nói thêm, nhóm người của trưởng công chúa cũng hiểu nội tình của thư gia, chỉ khách sáo cười với lão thái thái một chút rồi đi theo vào sảnh hạnh hoa của tam phòng. Lão thái thái và hai con dâu nhìn bóng người dần dần đi xa, vẻ mặt phức tạp. Thật ra lão thái thái không muốn tham gia cùng nhưng cũng không muốn thất lễ nên hỏi phu nhân phương thị, đại lão gia nên làm gì bây giờ? Nhị phu nhân liếc nhìn bằng ánh mắt nghiêm nghị bây giờ bà ta cũng ngại với người trong phủ này vì đã đắc tội với hai bên. Người hầu không ưa bà ta, nên bà ta phải đành chờ vài năm để con trai thành tài. Nhưng bỗng nhiên thư quân lại bay lên thành hoàng hậu đương triều, ép bà ta trở thành con kiến đang vùng vẫy để sinh tồn. Mang thai mà làm quá như vậy. Nhị phu nhân không muốn đi. Vẻ mặt của đại phu nhân còn khá bình tĩnh, nhiều phu nhân của quan lại đang ở đây. Chúng ta không đi thì không hợp quy tắc. Lão thái thái hơi bực mình, vẫn không muốn đến tam phòng mặc dù thư quân sẽ đi ngay nhưng có rất nhiều cung nhân đến lão ma ma sợ thư ra làm phiền nàng nên đưa tất cả cung nhân đắc lực thường hầu hạ nàng đến đây có không dưới 20 người gồm người hầu đi ngủ người hầu thức ăn và cả hầu y phục hơn nữa sảnh hạnh hoa vốn đã rất nhỏ đến nhóm nữ quyến đó còn không chứa nổi thư quân vừa bước vào cửa đã che miệng nôn may là cung nhân lanh lẹ và mang chậu nhổ lên kịp thời trưởng công chúa nhìn thấy vậy rất lo lắng quay đầu đề nghị tô thị phu nhân triệu chứng nôn của nương nương không nhẹ có cần mời thái y không? Nếu là do xe trồng trành thì bây giờ đã xuống xe ngựa rồi, không thể vẫn nôn như này. Tô thị cũng không dám quyết định, vừa vỗ lưng cho thư quân vừa nói, nương nương, con có muốn mời thái y đến không? Tô thị không dám làm sai quy tắc trước mặt người ngoài. Thư quân nôn xong thì rửa tay rửa mặt, chống tay lên cửa rồi đứng thẳng lại, nhìn thấy gương mặt lo lắng các vị phu nhân thì cười, xin lỗi vì để các phu nhân lo lắng, người đâu, mời thái y. Mọi người cười và đi vào chính điện. Ngồi xuống theo thứ tự tôn ti. Sau khi ngồi xuống, thư quân cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thực dược còn nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện, dựa vào sở thích hàng ngày của nàng rồi mang trà đại hồng bào tới. Đến khi phu nhân của quan lễ bộ nhìn thấy, thì thở dài một tiếng. Tô thị liếc nhìn bà ấy một cái thì hiểu được bà ấy đang lo lắng điều gì, nhìn thực dược và lắc đầu, vừa nôn xong mà uống trà thì không tốt cho dạ dày, uống nước ấm thôi là được rồi. Thiện ma ma tay chân lanh lẹ, lập tức mang một chén nước ấm đến đưa cho nữ quan hầu thức ăn thử trước rồi mới đưa cho thư quân thư quân chầm chậm uống vài ngụm rồi đưa cho cung nhân ngước mắt lên và nhìn thấy các vị phu nhân rất căng thẳng và mong đợi nàng cười nhẹ và nói các phu nhân đừng lo có thì tốt mà không có cũng chẳng cần căng thẳng trong lòng bổn cung và thánh thượng hiểu rõ chuyện đó được nói rõ trong lòng mọi người cũng thả lỏng vài phần phu nhân của quan lễ bộ cầm khăn lau nơi khóe mắt miệng cười nói nương nương huệ chất lan tâm là phúc phần của thần dân nhưng mà vị kia trong nhà thần phụ luôn nghĩ đến hai vị đế hậu, hôm nay thần phụ đã bị ghét bỏ rồi nên đến để ăn vạ một chút. Thư quân nghe xong thì thấy buồn cười cũng rất cảm động, nào có, mọi người quan tâm ta thì ta rất cảm kích, sao lại ghét chứ? Các phu nhân nghe vậy thì cảm động vô cùng, nương nương có thể thông cảm cho nỗi khổ này là phúc khí của chúng thần phụ. Hoàng đế đã gần 30 nhưng chưa có cốt nhục nỗi dõi, cuộc sống của chúng thần tử luôn luôn bất an. Lúc trước trong cung còn lộ ra tin đồn là hoàng đế không có ý định lập phi làm lòng các triều thần càng thêm bất an, không nhịn được nên khuyên vài câu không phải nên bị hoàng đế quát cho một trận. Đó là tội can thiệp vào việc nhà đế vương, các đại thần đều lo lắng đến nỗi bạc đầu. Hy vọng của các quan văn võ trong triều đều đặt trên bụng của thư quân, nên mới có tình trạng các vị phu nhân chậm chạp không đi như hôm nay. Sảnh chính đã đầy người ngồi, cả ba người là lão thái thái và nhi tức của thư gia chỉ có thể ngồi ở mái hiên, Tô thị đến chào hỏi cho có lệ rồi quay về sảnh chính để tiếp khách viện thái y cách thư ra hơi xa nên không thể tới ngay được tô thị khách sáo mời các vị phu nhân dùng bữa trưa bảo thiện ma ma chuẩn bị một cái bàn dài và xếp bài cho các phu nhân mọi người cũng không dám lỗ mãng thư quân ngồi ở vị trí chủ tọa ra hiệu nói đánh đi đánh đi để ta học hỏi một chút sau này không bị lép vế khi chơi cùng với công nhân trong cùng mọi người chiều theo ý nàng giờ tị năm khắc thị vệ quất roi thúc ngựa chạy về cung mời thái y đồng thời đưa tin đến điện văn hòa chỉ lên chiều vào ngày rằm và ngày mùng 1, thời gian còn lại Bùi Việt đều lên chiều ở điện Văn Hoa, các quan văn võ có việc cần tấu đều đến đây là xếp hàng theo thứ tự để vào điện. Kỳ thi mùa thu vừa kết thúc, hai vị quan trưởng của Lễ bộ và Lại bộ đang đứng ở đây để đưa danh sách người thi đậu cho Bùi Việt xem qua. Lại bộ Thượng thư nói đến việc tổng tuyển cử trong mùa thu, trong lời nói thể hiện sự lo lắng về việc này nên Liễu Lễ bộ Thượng thư cho một lời khuyên. Người đó đóng cửa lại, bản thân và hai vị quan thị lang đến hậu viện ở treo một tấm biển rõ ràng trước của chính, ghi là tuyển người làm văn thư là được thôi. Lại bộ thượng thư cười khổ, nói thì đơn giản nhưng làm thì khó. Bùi Việt vừa lật xem danh sách vừa nói, sao lại khó khăn. Chấm cho ngươi một bệ binh từ cẩm y vệ để canh cửa cho lại bộ, như vậy ai dám đến nhờ vả. Liễu lão thượng thư cũng phụ hoa theo, đúng vậy, nửa tháng này các ngươi đều ở nha thự, không đi đâu hết. Nói là ý chỉ của bệ hạ thì ai dám đến nhờ làm hộ, ai dám trách ngươi lại bộ thượng thư suy nghĩ rồi thấy ý kiến này cũng hợp lý nói vậy thì sau giờ ngọ thần sẽ dâng một tấu chương cho người người cấp cho thần một vệ binh từ cẩm y vệ bùi việt ừ một tiếng lúc này ánh sáng ngoài của đột nhiên tối sầm bóng dáng của lận tuần sải bước tiến vào hắn ta đến trước mặt bùi việt rồi quỳ gối hành lễ nói bệ hạ thư phủ truyền tin đến nói rằng sáng nay khi nương nương về phủ thăm nhà thì bị nôn trên đường đi bây giờ mời ba vị thái y từ viện thái y qua đó thần đến để bẩm tin cho người lời vừa dứt thì các ánh mắt trong điện đều nhìn về phía này hai vị triều thần phấn khích đứng lên bùi việt nghe vậy thì vẻ mặt thay đổi hắn không phải là thanh niên non trẻ nên biết điều này có nghĩa là gì muốn đợi hai năm là thật mong con cũng là thật chỉ là muốn bảo vệ sức khỏe của thư quân nhưng nếu con thật sự đến bùi việt nắm lại bàn tay lại bình tĩnh đứng lên sau đó nhìn hai vị quan đã ngẩn ra mọi người tiếp tục bàn luận ở đây chấm đi một chút rồi quay lại hắn vội vén tấm phủ gối màu vàng lên và bước ra ngoài Liễu thượng thư nhìn hắn bước ra khỏi cửa, sau đó nhìn về phía lại bộ thượng thư, nói, vậy là sao? Lại bộ thượng thư trẻ hơn nhiều so với liễu thượng thư có tròm dâu bạc, suy tư một chút rồi vội vàng hô lên, ây ra, lão thượng thư, sao gì chứ, nghĩa là có thể nương nương đang mang thai đó. Đột nhiên, liễu thượng thư hít sâu một hơi, vội nắm tay lại bộ thượng thư, trầm giọng nói, đi, đến thư ra với ta. Lại bộ thượng thư không to gan như ông ấy, nên khi ông ấy kéo đi thì hơi do dự, làm vậy. Có được không? Lỡ như Bệ hạ trách tội thì sao? Lão thượng thư liếc mắt một cái, nói, sao lại trách tội? Có lẽ lúc đó Bệ hạ sẽ rất vui, không chừng còn thưởng cho chúng ta đó. Nhưng mà, nếu không như mong đợi, Bệ hạ tức giận thì chúng ta sẽ chịu trận thì sao? Lão thượng thư không thèm nhìn bộ dáng lo trước lo sau của ông ta, lầm bầm, quốc mẫu có bệnh nhẹ, thân tử quan tâm một chút cũng là chuyện danh chính ngôn thuận mà. Lại bộ thượng thư đã bị thuyết phục, vội cử thị vệ đi gọi xe ngựa để đến thư gia một nhóm đại thần đang chờ trước điện văn hoa nhìn thấy hoàng đế và hai vị lão thần lần lượt chạy ra thì biết có việc quan trọng hộ bộ thị lang đang đứng đầu bèn âm thầm đưa cho nội thị gác của một nén bạc xảy ra chuyện gì nội thị gác cửa vẫn chưa nhận được lệnh là không được nói chuyện này ra ngoài hơn nữa vị hộ bộ thị lang này cũng là người được hoàng đế tin tưởng nên nói thẳng ra hình như nương nương có thai bệ hạ muốn đến thư gia để thăm hộ bộ thị lang nghe thấy thì bị dọa giật mình đây là chuyện tốt của cả triều Chẳng trách Lễ Bộ Thượng thư và Lại Bộ Thượng thư âm thầm đi gấp như vậy, chắc là muốn tranh thủ để lấy lòng đế hậu một chút, không được, ông ta cũng phải đi cùng. Ông ta vỗ tay áo, ung dung rời đi. Bình thường hộ Bộ Thị Lang và hộ Bộ Thượng thư cũng khá hòa hợp, trong nhóm người đứng đợi cũng có người của hộ Bộ Thượng thư. Vị Lang trung này thấy tình hình hơi lạ nên vội chạy về nha môn của hộ bộ, vì quá gấp nên không nói đến ngọn nguồn mà chỉ nói, "Ngài Thượng thư, ngài nhanh lên, không biết đã xảy ra chuyện gì mà bệ hạ vội rời hỏi điện Văn Hoa rồi." sau đó thì đến liễu thượng thư và lại bộ thượng thư cũng âm thầm đi sau đó tả thị lang của chúng ta cũng đi luôn mặc dù hạ quan không rõ nguyên nhân nhưng cảm thấy việc này rất quan trọng sao ngài có thể vắng mặt được hộ bộ thượng thư nghe thấy vậy thì vẻ mặt trầm xuống vội vàng đội mũ quan lên đi ngươi đi cùng ta khắp khu quan thự đều loạn hết cả lên mọi người nhìn nhau có vài người ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra có vài người thì nghe phong phanh là hoàng hậu có thai nếu đến đợi ở cửa nhà thư ra thì sẽ tạo ấn tượng tốt với đế hậu không ai muốn đánh mất cơ hội ai cũng chạy đến thư ra như một đàn ong vỡ tổ liễu lão thượng thư rất tâm cơ sau khi ra khỏi khu quan thự thì nói với người đánh xe nhất định là bệ hạ đã đi đường chính chúng ta đi vòng qua đường hẻm nhỏ để đi phía sau bệ hạ đồng thời cử người đến quốc tử giám để báo tin cho thư lan phong và mời thư quốc trượng về phủ gấp miệng thì nói không sao nhưng trong lòng ông ấy vẫn lo lắng lỡ như xảy ra chuyện không may thì có thể lấy chuyện mời thư lan phong để làm bia đỡ lại bộ thượng thư nhìn lão thượng thư bằng ánh mắt bội phục hai người lên xe ngựa đi đến thư ra một cách bình ổn như lão thượng thư nói sai rồi bùi việt chưa đi vào đường chính trong lòng hắn mong sớm được gặp kiều kiều nên đã hướng cho ngựa đi vào hẻm nhỏ khi thiên tử đi ra ngoài thì cầm y vệ đi theo hộ giá nếu đi một mạch thì rất nhanh nhưng lại gặp phiền toái ở góc đường đây là một đôi phu phụ già đồng dụng trong nhà bị người ta chiếm hết nữ nhi trẻ tuổi cũng bị người ta cướp đi vì cùng đường nên cầm cố toàn bộ tài sản để lên kinh cáo trạng ban đầu định gõ chống đặng văn nhưng nộp đơn kiện được hai tháng lại không có động tĩnh đôi phu phụ này đã nản lòng chỉ ăn ngủ đầu đường xó chợ mãi khi nhìn thấy ở phía xa là một hình bóng màu vàng đang phóng ngựa đến như một vị thần thì đôi phu phụ kia lại ngẩn người ra dù có ngốc cũng biết được chỉ có thiên tử mới mặc đồ màu vàng và phóng ngựa như bay trong kinh thành như vây không ai khác ngoài thiên tử không biết dũng khí từ đâu mà bà lão lại ôm lấy niềm tin cuối cùng lao mình xuống đường và khóc lớn thảo dân bị oan thỉnh thanh thượng phân xử Bùi Việt luôn liêm chính thương dân, nhìn thấy cảnh này thì kéo dây cương, lắng nghe điều mà đôi phu phụ già muốn cáo trạng. Vẻ mặt hắn rất khó coi, ra lệnh cho một tên thị vệ đưa hai vị lão nhân đến viện đô sát. Lần này làm chậm trễ 20 phút, đến khi Bùi Việt đến cửa thư gia thì thấy bậc thang trước môn đình đã có rất nhiều người đứng đợi, đều là các quan văn võ trong triều. Mọi người nhìn nhau, đối mặt với nhau, không dám ngẩng đầu. Tình cảnh rất ngại ngùng, nếu không biết còn tưởng triều đình đã đổi họ. Mọi người tới thượng triều ở thư gia người cầm đầu là liễu thượng thư liễu thượng thư nhìn thấy ánh mắt u ám của bùi việt rồi im lặng vuốt chán nhưng ông ấy cũng rất bất ngờ khi ông ấy và lại bộ thượng thư tới thì các đại thần trong triều cũng tới rất đông đủ bộ dáng như đến đây vì tin nhảm việc hoàng hậu có thai hay không còn chưa xác định mà triều thần đã gấp đến mức này bùi việt sợ người khác cười chê tình hình này rất khó giải quyết bùi việt đứng ngơ ngác ở dưới bậc thang một hồi lâu buộc bản thân kiềm chế sự tức giận vẻ mặt u ám bước lên bậc thang các triều thần đều cười và nhường đường bùi việt đi ngang qua liễu thượng thư lão thượng thư ngại ngùng vén tay áo lên hỏi sao ngài lại đến muộn như vậy đã xuất phát từ sớm mà bùi việt chỉ thấy mấy người này nói năng vô lý nghiến răng nghiến lợi nói chờ chẫm ra xử lý các người mọi người lập tức ngậm miệng im lặng quỳ xuống hoàng đế nói ra lời tàn nhẫn như vậy nhưng mọi người vẫn ở đó dù sao cũng đã đến rồi nếu gặp chuyện rồi bỏ chạy mới chọc giận thánh thượng nếu là chuyện vui thì mọi người được vui lây nếu ngược lại trời có sập xuống thì các lão thần cũng đứng đợi ở của trong phủ có nhiều qua nhất phẩm như vậy thì không thể để mọi người đứng đợi bên ngoài sau khi hoàng đế đi vào thì nhị lão ra và thiếu gia trong nhà đi ra tiếp khách các triều thần đều nhớ câu nói của hoàng đế chỉ nói bọn ta chỉ đứng đây thôi vì thánh thượng bảo bọn ta đứng đây thật ra là do bọn họ không dám bước vào một lúc sau thì thư lan phong quay về nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng đến vậy thì suýt nữa bị sặc nước bọt chuyện gì thế Liễu Thượng Thư và lại bộ Thượng Thư nhìn thấy ông ấy thì vui vẻ hơn hẳn. Bia đỡ đạn đến rồi. Mỗi người một bên kéo ông ấy đi vào trong. Ở đây đông người quá. Vào trong nghe một chút đi. Sẽ chính xác hơn nó. Hai người vội đưa ông ấy vào. Trong sân nhộn nhịp như mở tiệc. Bùi Việt vào sảnh hạnh hoa. Các mệnh phụ đều lui ra ngoài viện. Thái y đang bắt mạch cho thư quân. Ngoại trừ ba vị thái y còn có tô thị, linh linh và thực dược. Thư quân đang nằm trên giường la hán. Trên ngực có phủ một cái thảm mềm. Bùi Việt ngồi bên cạnh và nắm tay nàng, hỏi Thái Y, mạch tượng sao rồi. Các mệnh phụ nghe được lời nói của Thái Y qua cánh cửa khép hờ. Bẩm bệ hạ, mạch tượng của nương nương rất giống hoạt mạch, nhưng thắng còn nhỏ nên chưa thể kết luận. Ba vị Thái Y này là ba người Thái Y già và có tiếng tăm nhất trong viện Thái Y, tay nghề chuẩn mạch rất chính xác. Nếu đã nói như vậy thì đã chắc chắn bảy tám phần, nhưng vẫn phòng ngừa tình huống bất ngờ để lưu lại đường sống. Trong lòng bùi Việt cũng hơi kích động nhưng hắn đè nén lại, cố kiềm chế mà nhìn kiều thê của mình thư quân thì có vẻ thong thả chỉ cười nhẹ bệ hạ thần thiếp vừa nhớ ra lẽ ra nguyệt sự phải đến từ hôm qua nếu còn muộn thêm hai ngày thì đã khác rồi cô nương ngốc khác cái chứ đại phu cũng có lúc nhầm lẫn mà nàng đừng để trong lòng chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt bùi việt nói với giọng bình tĩnh thư quân nghịch ngợm dùng ngón út chọc vào lòng bàn tay hắn nàng cảm nhận được bùi việt không bình tĩnh như vẻ bề ngoài hắn hơi hoảng hốt sao lại hoảng hốt có lẽ là sợ không như mong đợi hoa thái y cũng ở đây hỏi thư quân hai ngày nay tinh thần nương nương có mệt mỏi không thư quân suy nghĩ một chút nhưng không xác định được thực dược vội tiếp lời có ạ à. vừa dứt lời thì thấy ánh mặt của mọi người dồn lên người nàng ấy thực dược nhận ra bản thân đã lỡ lời thì vội quỳ xuống thỉnh tội nô tỳ lỡ lời thỉnh bệ hạ thứ tội ngươi nói đi bùi việt xoa tay áo bây giờ không phải lúc xoa đo việc thất lễ hay không thực dược vội vàng đáp bình thường tinh thần của nương nương rất tốt nhưng gần đây mỗi khi đến giờ tị thì tinh thần xa sút muốn ngủ thêm nửa canh giờ trước đây thì sau giờ ngọ đã ngủ đủ rồi ban đêm ngủ rất trễ thời gian gần đây thì ngược lại ban ngày phải ngủ vài giấc đến đêm lại rất buồn ngủ vậy khẩu vị thì sao hình như ăn nhiều hơn so với lúc trước hoa thái y chậm rãi gật đầu chắc là hỉ mạch bỗng nhiên bùi việt nhớ lại hôm qua làm thư quân cực khổ như vậy không lẽ mạch tượng không rõ ràng là do hắn làm ảnh hưởng đến con trái tim như chảo dầu nóng nóng gian khó chịu hắn hạ giọng nói hoa thái y ở lại các người khác lui ra ngoài tô thị vội dắt người lui ra lúc đi ra sân trong của sảnh hạnh hoa đầy người trong đó có ba thượng thư đương triều của lễ bộ lại bộ và hộ bộ ba người thấy thái y bước ra thì cất giọng hỏi nương nương có hỉ mạch đúng không người giỏi nhất về phụ khoa là lưu thái y cười nói có lẽ các triều thần nhìn nhau và vỗ tay cười đại hôn của hoàng đế và con cái nỗi dõi đều là chức trách của lễ bộ Liễu lão thượng thư xúc động rơi lệ. Từ khi hoàng đế 15 tuổi ông ấy đã mong, đến bây giờ đã mong chờ suốt 13 năm, lão thần đã sắp về hưu, cuối cùng cũng có mặt mũi rồi. Con người là vậy, sau khi vượt qua chướng ngại này lại nhìn đến chướng ngại tiếp theo. Sau khi xác nhận đã có thai thì mong chờ sinh ra một thái tử. Một lát sau, Hoa lão thái y bước ra với khuôn mặt tươi cười, trong lòng mọi người càng thêm chắc chắn, sôi nổi chúc mừng phu phụ thư lan phòng, đang giờ chính ngọ, mặt trời lên cao. Bàn tiệc của thư gia đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng vì đế hậu chưa lên tiếng nên không ai dám rời khỏi. Trong lúc bọn họ đang chờ thì nghe thấy giọng nói dỗ dành của Bùi Việt, "Hôm qua là chấm sai, nếu Kiều Kiều muốn tính sổ thì trầm tùy nàng xử lý. Nhưng bây giờ nàng đang mang thai, chấm không muốn nàng ở bên ngoài, nàng cứ nghỉ ngơi một lát đi rồi chấm đón nàng về cung, được không?" "Không được." Giọng nói của vị hoàng hậu trẻ tuổi không có chút uy nghiêm nào của một vị quốc mẫu, ngược lại còn có giọng điệu hờn dỗi. Thiếp vừa về tới còn chưa uống được ngụm trà, Chàng càng bảo thiếp đi thì thiếp càng không đi. Thiếp rất mệt, thật sự không muốn say xe một lần nữa, cứ nghỉ ngơi trong phủ vài ngày đã. Bùi Việt lại không thể ở thư gia cùng thư quân, bây giờ hắn không muốn rời xa nàng chút nào, sợ nàng có chuyện gì rồi buồn bã. Kiều kiều sinh, kiều kiều ngoan, nhà của nàng chỉ to như lòng bàn tay, chấm muốn xoay người cũng không được. Hơn nữa, các triều thần còn đợi ở bên ngoài đó, nàng không trở về cùng chấm thì chấm mất mặt với bọn họ đó. Các triều thần bên ngoài cảm thấy hơi ngại ngùng đây là vị quân vương anh minh sát phạt quyết đoán đó sao thư lan phong nghe thấy trước một chữ kiều kiều sau một chữ kiều kiều thì nổi gai óc cảm thấy hụt hẫng giọng điệu dỗ dành này giống với ông ấy sao sau này ông ấy không dám gọi hai chữ kiều kiều này nữa cuối cùng thư quân được bùi việt vừa dỗ vừa lừa đón về hoàng cung năm ngày sau thái y thỉnh mạch cho thư quân trong cung khôn ninh hoạt mạch rõ ràng xác định là đã mang thai thái hoàng thái hậu và thái thượng hoàng đều yên tâm mỉm cười ngoại trừ hôm ấy rời cung nôn mửa một trận mấy ngày liên tiếp thư quân đều ăn ngon ngủ ngon nàng thầm nghĩ thì ra mang thai đơn giản như vậy vừa lên chức mẫu thân chuyện gì cũng mới mẻ đối với nàng nàng hào hứng chuẩn bị siêm y cho hài tử theo hổ bông đan túi phúc cung nhân đều chiều lòng nàng bận rộn tối mày tối mặt ba tháng đầu sợ thai tượng bất ổn toàn bộ hoàng cung vừa vui mừng vừa đề phòng thái thượng hoàng lo lắng cho thai nhi nên đích thân dặn dò nội đình 24 mươi nha môn nên hầu hạ hoàng hậu như thế nào chỉ cần là nơi mà hoàng hậu đi ngang qua thì phải cắt sạch cành khô, chó mèo các thứ đều bắt đi hết, chỉ sợ làm kinh động nàng. Ngay cả bùi Việt cũng không thể thong dong như bình thường, ba ngày cứ phải trở về thăm nàng mấy lần, nếu không có việc quan trọng gì thì dứt khoát ở lại cung khô ninh xem thư quân theo hoa. Thư quân khéo tay, đích thân theo một cái yếm sư tử đỏ ao cho hài tử, dùng vài lụa đỏ mềm mại nhất, cầm trong tay cực kỳ mềm mị. Trước khi gả chồng, trong nhà không mấy dư giả, thư quân thường xuyên may một ít đồ dùng bán cho người khác, Bây giờ chút tay nghề ấy cũng được nàng luyện tập lại để may đồ cho hài tử. Cuộc sống an ổn như vậy chỉ kéo dài được 6 ngày. Sáng thứ bảy ngủ dậy, thư quân bỗng ghé vào mép giường bạt bộ nôn thốc nôn tháo, hơi nóng trên người đều tập trung trên đầu, ngay cả nước mắt cũng tuôn ra, quá khó chịu. Thư quân cố gắng kìm nén, có lẽ chờ đến chiều sẽ ổn thôi nhưng sự thật là bữa sáng ăn canh hầm tổ yến. Trứng chiên rau theo mùa, cháo tôm tươi dưa lê đều nôn ra hết, khiến cung nhân vô cùng lo lắng. Thư quân mệt mỏi nằm nửa ngày, đến buổi chiều miễn cưỡng ăn được một chút sau đó lại mơ màng ngủ thiếp đi bùi việt bận việc xong thì quay về thăm nàng hôm qua khuôn mặt này rõ ràng vẫn còn mịn màng hồng hào hôm nay đã nhật nhạt như sáp cứ như biến thành một người khác bùi việt cũng rất lo âu tranh thủ lúc thư quân nghỉ tạm hắn triệu tập các thái y thảo luận đối sách đừng nhìn các thái y am hiểu y thuật nhưng khi gặp phải nôn ngén họ thật sự không có cách nào hữu hiệu trước kia thái thượng hoàng không quan tâm tới chuyện phi tần nôn ngén chỉ cho rằng đây là giai đoạn cần thiết mà nữ tử mang thai cần trải qua. Bùi Việt lại không tán thành, cùng các thái y thảo luận suốt đêm mới có phương án đối phó. Dùng thuốc 3 ngày, quả nhiên tình trạng nôn ngén giảm bớt rất nhiều, chỉ có điều còn chưa đỡ được 10 ngày thì tác dụng của đơn thuốc giảm xuống, thư quân lại lâm vào tình trạng ăn cái gì nôn cái đấy. Nàng được Bùi Việt nuông chiều 4 tháng, dưỡng cả người trâu tròn ngọc sáng, mới nửa tháng trôi qua mà đã gầy lại như ban đầu. Vòng eo mảnh mai đến nỗi Bùi Việt không dám đụng vào, cứ như thể chỉ cần chạm vào sẽ bẻ gãy eo nàng. Một ngày chiều hội, bách quan thấy sắc mặt của Bùi Việt rất khó coi, vẻ mặt cũng không tập trung như ngày xưa, bèn hỏi, bệ hạ đang phiền não chuyện gì. Chi bằng nói ra để chúng thần phân ưu giúp ngài. Bùi Việt thật sự không khách sáo, nói thẳng với mọi người, hoàng hậu bị nôn ngén, thứ gì cũng không ăn được, gây dọc đi nhiều, chấm ăn không ngon ngủ không yên. Nghe vậy, chúng thần nhìn nhau cười, hoàng đế mới làm phụ thân lần đầu nên không có kinh nghiệm, chút vấn đề ấy có đáng là bao. Bệ hạ đừng sốt ruột, chờ lão thân về nhà hỏi thăm bà nương trong nhà, nhờ bà ấy góp ý xem sao. Thân cũng về nhà hỏi thăm, tiếp thu ý kiến của đám đông, tóm lại sẽ có cách giải quyết. Quốc mẫu quốc mẫu, không phải chỉ đơn giản là danh hiệu mà thôi, chuyện của hoàng gia chính là chuyện của triều đình. Sau khi rời khỏi khu quan thự, các đại nhân lần lượt hồi phủ, tìm thê tử mẫu thân nhà mình để lĩnh giáo phương pháp trị nôn ngén. Nếu là người bình thường, các phu nhân nhất định sẽ cười khẩy một tiếng, chẳng phải chỉ là mang thai thôi sao, cần gì phải làm kinh động mọi người. Nhưng nếu người này là hoàng hậu trong cung thì có nghĩa là đã đến lúc để mọi người thể hiện. Mệnh phụ ngoài hoàng cung, cùng với các thái phi trong hậu cung nhau nhau lấy ra bản lĩnh đặc biệt của mình. Có người làm ô mai kính dâng cho hoàng hậu, có người chế viên hương sa lục quân, có người làm đủ loại rượu trái cây. Phải công nhận là mỗi ngày đổi đủ các món ăn, quả nhiên thư quân ăn nhiều hơn một chút. Bùi Việt vỗ tay cười, vẫn là bách quan có cách giải quyết. Nhờ kinh hiến trong cung ngoài cung, thư quân chịu đựng qua ba tháng đầu thái hoàng thái hậu cười nói hai tử này ăn cơm trăm nhà mà lớn lên ba tháng sau thư quân không tiếp tục nôn ngén lượng cơm dần dần tăng lên chẳng qua hơi quá mức bùi việt rất lo lắng chẳng qua thấy cô nương gầy gò ốm yếu bưng bát ăn từng miếng từng miếng như thể đói lắm rồi sao hắn nỡ nhẫn tâm ngăn cản nàng cứ thế ăn suốt nửa tháng cân nặng bị sụt giảm ban đầu đều trở về như cũ ngay cả bụng bầu cũng bắt đầu nhô lên bùi việt rất vui mừng vừa qua trừ tịch bước sang năm mới năm đầu tiên đế hậu thành hôn bách quan vào cung chúc mừng thư quân đã bước vào giai đoạn giữa của thai kỳ hành động thuận tiện hơn sắc mặt cũng hồng hào bèn ra mặt tiếp đón bách quan triều bái giữa bữa tiệc thư quân muốn đi vệ sinh nên rời ghế trước sau khi thụ thai tần suất đi vệ sinh của nàng cao hơn bình thường một chút trong cung nhân thọ có đặt cái bô nhưng nơi này người đến người đi thư quân cũng không buồn lắm nên định về cung khôn ninh nghỉ ngơi một lát từ hậu điện của cung nhân thọ ra ngoài sẽ bước vào một vườn hoa men theo con đường lót đá trong vườn hoa này thì có thể đi qua cửa hồng đèn lồng cung đình được treo trên mái hiên ánh đèn sáng ngời trừ tịch năm nay không có tuyết rơi mặt đất vẫn sạch sẽ nơi này vốn là vườn đào nhưng mùa này chỉ còn lại cành cây khô héo chỉ có mấy gốc mai đỏ mọc đan sen trong vườn mùi thơm lan tỏa khắp vườn vừa từ hành lang trang trí bước xuống bậc thang nàng bỗng thấy một bóng người lóe lên trong vườn đào ngay sau đó vang lên giọng nói quen thuộc chàng làm gì vậy sao chàng to gan vậy vật cũ của nàng ta sao chàng có thể tự tiện mang trên người đây là giọng nói thư chi xe lẫn vừa kinh hãi vừa sốt ruột đã lâu thư quân chưa từng thấy vị tỷ tỷ này nhất thời không phân biệt được cẩn thận phân biệt một chút mới hiểu chẳng lẽ nàng này chỉ mình sắc mặt thư quân hơi trầm xuống thực dược nhìn nàng dùng ánh mắt xin chỉ thị có nên lên tiếng hay không thư quân lắc đầu nghe thêm một chút xem hai vợ chồng họ rốt cuộc muốn làm gì một nam tử cao gầy đứng đằng sau bóng cây loang lổ hắn ta mặc một bộ lễ phục thế tử đỏ thẫm một tay chắp sau lưng tay còn lại chiều về phía thư chi như đang đòi thứ gì đó nàng trả lại cho ta thứ này là bảo bối của ta bảo bối thư chi cười lạnh trào phúng chàng làm vậy quả thực là đang tìm chết chàng muốn chết thì đừng kéo theo ta chết chung bùi giang thành khẽ hừ một tiếng ánh mắt không kiên nhẫn nàng biết cái gì ta mang thứ này đi gặp hoàng hậu để nhờ hoàng hậu cầu tình với bệ hạ thuyên chuyển ta về kinh thành nàng có biết ta ở ung châu kia uống bao nhiêu gió tây bắc không gió ở đó cứ như lưỡi dao chém vào cổ ta. Thư chi, nàng ở kinh thành mặc váy gấm ăn cao lương cả ngày, nàng sẽ không hiểu được nỗi khó xử của ta. Thư chi hơi kinh ngạc, không ngờ trượng phu cầm túi thơm này là vì lẽ đó. Trần chờ trong chốc lát, nàng ta ngấn lệ nói, quá mạo hiểm, bệ hạ che chở nàng ta như vậy. Một khi ngài ấy biết chuyện này thì chàng sẽ không có kết cục tốt đâu. Ta không dành bận tâm tới chuyện đó, đôi mắt bùi giang thành hiện lên đỏ ngầu, giật lấy túi thơm trên tay Thư Chi, đang định nhét vào đai lưng thì bỗng thấy ánh đèn dưới bậc thang đằng trước. Dựa theo nghi thức xuất hành của hoàng hậu, cung nhân xếp thành trước sau hai hàng, ngay ngắn chỉnh tề bảo vệ người kia ở giữa. Khi đối diện với ánh mắt của thư quân, mí mắt Bùi Giang Thành khẽ run rẩy. Đã lâu rồi hắn ta chưa gặp nàng, vẫn còn nhớ hồi mới định thân, nàng như một nụ hoa chớm nở, đẹp không gì sánh bằng. Người trước mặt này cũng đẹp, chỉ có điều ánh mắt diễm lệ kinh người, mang theo vẻ lạnh nhạt không thể bỏ qua. Thấy thư quân, sắc mặt thư chi thoáng chốc thay đổi sợ đến nỗi đầu gối mềm nhũn nương nương bùi giang thành lại không hề sợ hãi ngược lại còn thảy túi vải đeo trên eo cười nói với thư quân xem ra là ông trời muốn tác thành cho ta ta đang định đi tìm thẩm thẩm thì đã thấy thẩm thẩm rồi thẩm thẩm à người còn có một món đồ cũ ở chỗ ta chỉ cần người thuyết phục hoàng thúc gọi ta về kinh thành ta sẽ trả lại nó cho người chúng ta cũng thanh toán xong cuối cùng hắn ta cố ý hạ thấp giọng nói mang theo mờ ám chắc hẳn người sẽ không muốn hoàng thúc biết người từng tự tay theo túi thơm tặng cho ta đâu nhỉ nghe câu này thực dược tức giận đến nỗi sắc mặt tái mét càn rỡ ai cho ngươi lá gan dám nói chuyện với hoàng hậu như vậy nàng ấy lo lắng đỡ thư quân khẽ khuyên nhủ chủ tử người đừng tức giận cẩn thận động thai khí lúc trước từ hôn nàng ấy đã kiểm tra đồ thêu đúng là thiếu một chiếc túi thơm sau này nàng ấy đến vương phủ hỏi thăm họ nói là không cẩn thận đốt rồi nên nàng ấy cũng không để bụng không ngờ hôm nay lại chờ ở đây trong lòng thực dược hoảng sợ sợ hoàng đế sẽ vì chuyện này mà xa cách thư quân sắc mặt thư quân vẫn không thay đổi cứ như đang nhìn thằng hề nhảy nhót trong lòng cũng rất bình tĩnh đúng ta đã từng định thân với ngươi chuyện này cả triều đều biết không việc gì phải che giấu ngươi cũng được túi thơm cũng thế đều là phế vật bị ta vứt bỏ đừng nói lúc này ngươi đưa đến trước mặt ta cho dù ngươi đưa đến chỗ bệ hạ ta cũng sẽ chẳng buồn chớp mắt một cái thư quân nói được thì làm được lạnh nhạt ra lệnh cho nữ quan bên cạnh đi mời bệ hạ đến đây cứ nói thế tử hoài dương vương có túi thơm muốn dâng tặng sắc mặt bùi giang thành trầm xuống đây có còn là tiểu cô nương khúm núm nghe lời chỉ hướng đông không dám đi hướng tây như trước kia không thấy nữ quan chuẩn bị xoay người thư chi sốt ruột đến nỗi quỳ xuống nương nương tha mạng thư chi quỳ bò về phía trước nước mắt đầm điều van xin tam muội muội mong người hãy nể tình chúng ta cùng dòng máu mà tha cho chàng ấy tha cho ta được không ta sai rồi lúc trước ta không nên cướp hôn sự của người là ta đáng chết nàng ta tự tát mình một cái thật mạnh nước nở nói ta hối hận rồi ta tự tạo nghiệt cho mình nay chính mình phải nuốt quả đắng ta không oán trách ai chỉ mong muội muội khoan hồng người là hoàng hậu chỉ cần vươn một ngón tay thì có thể bóp chết chúng ta xin đừng chấp nhặt với chúng ta hu 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 thư chi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nọ mình sẽ quỳ trước mặt thư quân vứt bỏ hết tôn nghiêm để van xin thư quân nhíu mày lùi về sau một bước thực sự đứng bên cạnh trào phúng năm xưa thế tử phu nhân hoành hành ngang ngược có nghĩ rằng ngươi và chủ tử nhà ta là người cùng dòng máu không thư chi biết mình đuối lý dập đầu xuống đất khóc không thành tiếng thấy thế tử của mình hèn mọn như vậy bùi giang thành cũng cảm thấy mất mặt hắn ta tức giận nhìn chằm chằm thư quân ta không tin ta không tin người dám nói cho hoàng thúc thư quân không muốn nhiều lời với hắn ta nháy mắt ra hiệu cho tiểu nội thị bên cạnh hai tiểu thái giám bước ra từ đằng sau một trái một phải kiềm chế bùi giang thành bắt hắn ta quỳ xuống đất bùi giang thành thạnh quá thành giận định há miệng mắng chửi hai người lại nhét một cục bông vào miệng hắn ta khiến hắn ta không thể nói được thư quân không tiếp tục nhìn hai vợ chồng họ mà men theo con đường lót đá đi đến cửa hồng bùi giang thành và thư chi bị nội thị áp giải đến trước mặt bùi việt lúc đó bùi việt vừa bước ra từ đại điện đang ngồi nghỉ chân trong chắc điện hỏi thư quân đi đâu cung nhân vừa bẩm báo xong thì thấy cung nhân bên cạnh hoàng hậu đến đây Nội thị kể lại quá trình vụ việc cho Bùi Việt. Bùi Việt nhìn thoáng qua Bùi Giang Thành và Thư Chi nơm nớp lo sợ cách một tấm bình phong. Hai vợ chồng đều bị trói lại, bị nhét cục bông vào miệng, bị đè đầu xuống đất, gần như không thể nhúc nhích. Bùi Việt uống chút rượu, đang có hứng thú, không muốn bị hai người này làm cho cột hứng, chỉ xua tay nói, truyền chỉ. Thế tử Hoài Dương Vương và phu nhân làm kinh động phượng giá, lột tước bãi quan, trục xuất kinh thành. Tin tức truyền ra, Vương Phi Hoài Dương Vương ngất xỉu tại chỗ, Hoài Dương Vương cũng sợ hãi, từ những hàng chữ cũng đoán được là nhi tử của mình gây sự. Về quý phủ, y tức giận cầm roi đánh hắn ta, vừa đánh vừa khóc, cuối cùng chỉ hận mình chiều con sinh hư. Để tránh chọc giận Bùi Việt, y sai người đưa nhi tử và nhi tức rời khỏi kinh thành ngay trong đêm hôm đó. Mặc dù chỉ toàn nói những lời nhẫn tâm nhưng trong lòng rất đau đớn, âm thầm phái người chăm sóc vợ chồng nhi tử. Sau này, vợ chồng Bùi Giang thành sống trong thị trấn nhỏ cách ngoại ô kinh thành 40 dặm, không có tước vị không có chức quan chỉ sống dựa vào sự tiếp tế của vương phủ bỗng nhiên ngã xuống từ chỗ cao hai vợ chồng sao có thể chấp nhận được cả ngày cãi cọ sau này vương phi đổ bệnh lý chắc phi quản lý vương phủ ngân lượng đưa đến ngoại ô càng ngày càng ít hai vợ chồng như chó nhà có tang chịu hết cực khổ đây là chuyện xảy ra sau này bên này sau khi rời khỏi trừ tịch yến bùi việt tắm rửa sạch sẽ rồi trở về đông chắc điện cung khôn ninh trong điện đốt địa long vô cùng ấm áp hắn chỉ mặc một bộ trung y minh hoàng hắn ngửi mùi trên người mình loang thoáng bay mùi rượu bèn đứng cách thư quân một khoảng không dám lại gần hơi ủ rũ nhìn thê tử nằm trên giường bạt bộ Chấm đã tắm hai lần mà hình như vẫn có mùi thư quân mặc áo ngủ đỏ thẫm trên áo thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng tóc đã xõa xuống gần hết không còn dáng vẻ đoan trang xinh đẹp như lúc ở cung nhân thọ lộ vẻ hoạt bát đáng yêu như tiểu cô nương nàng cười vẫy tay thiếp có chê chàng đâu mau lại đây nghe vậy trong lòng bùi việt hơi nóng lên thê tử trẻ tuổi quá xinh đẹp, đôi mắt hạnh kia như ngập nước, nàng nằm trong nệm chăn khiến thân thể của nàng trông càng nhỏ nhắn. Bùi Việt cố gắng kìm nén, lại quay về bên lư hương đồng mạ vàng khảm ngọc lam sau bình phong để chấm huân hương thêm một lát. Thư quân lại không thể chờ được nữa, làm nũng, thiếp sắp ngủ rồi. Bùi Việt không tiếp tục do dự mà nhanh chóng đến bên cạnh nàng, buông rèm giường xuống cho nàng, sau đó tựa lưng vào gối, để thư quân nằm vào lòng mình. Thư quân nghiêng người ôm vòng eo cường tráng của hắn, nhắm mắt ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn khẽ lẩm bẩm một tiếng bệ hạ hửng chàng giận à thư quân khẽ hỏi bùi việt cười khẩy một tiếng thờ ơ nói tên tiểu tử vô liêm sỉ đó vẫn chưa đáng để trẫm tức giận Chấm đã trục xuất chúng ra khỏi kinh thành sau này sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa thư quân không đồng tình với kết cục của thư chi nàng dụi đầu lên cổ hắn khẽ ửng một tiếng trông cứ như chú mèo con bùi việt không khỏi ngứa ngáy trong lòng kể từ khi thư quân mang thai Bùi Việt không còn chạm vào nàng, mấy tháng nay chỉ bận tâm thân thể của nàng nên không có thời gian rảnh suy nghĩ chuyện khác. Dạo gần đây thấy thư quân ăn ngon ngủ khỏe, trong lòng yên tâm, hắn không khỏi nảy sinh ý nghĩ kiều diễm trong lòng, chẳng qua ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu hắn đã tắt ngóm, bị hắn dằn xuống. Hắn không phải nam tử trẻ tuổi sốc nổi, biết rõ điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Nhưng vừa nghĩ đến đây, một bàn tay bỗng vút ve thân thể hắn, vút ve một lát, nàng chợt dừng lại. Bùi Việt cứ như dây đàn bị gảy khan giọng hỏi nàng làm gì vậy không có gì thư quân ưng một tiếng chẳng qua là đã lâu không vuốt ve nên hơi muốn nghe câu nói của nàng bùi việt như bị xét đánh muốn nàng tiếp tục vuốt ve nhưng lại không dám cho nàng vuốt ve tiếp lý chi chiến thắng dục vọng bùi việt lập tức nằm xuống giường thư quân cũng tìm được tư thế thoải mái hơn yêu đương với nam nhân trưởng thành thật tốt hắn sẽ không tùy ý phỏng đoán cũng sẽ không suy nghĩ miên man thậm chí biết cách bảo vệ nàng nghĩ vậy không biết từ khi nào nàng đã đặt ngón tay lên bụng hắn vẽ vòng tròn trên cơ bụng săn chắc của hắn không biết vẽ được bao lâu giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên trên đỉnh đầu của nàng muốn chơi thì nhanh lên đừng thử thách lòng kiên nhẫn của trẫm thư quân nửa người của nàng bò ra từ chăn nhìn khuôn mặt đanh thép của đế vương đây là bệ hạ nói đấy nhé lát nữa đừng hối hận bùi việt thầm nghĩ e rằng người hối hận là nàng mới đúng lát sau không ai hối hận thời gian trôi qua nhanh sau dịp cuối năm là đến 2 tháng cuối xuân, bụng của thư quân đã rất to. Thái y sợ thai nhi quá lớn nên bắt đầu hạn chế thức ăn của thư quân. Không chỉ vậy, xương mu của thư quân bắt đầu đau đớn, ban đêm hầu như không thể ngủ ngon giấc. Dung nhan kiều diễm của tiểu cô nương bị tra tấn đến nỗi sắc mặt vàng vọt, đôi khi nàng thật sự không chịu được nên tựa vào lòng bùi Việt khóc nức nở. Bùi Việt còn khó chịu hơn nàng, mỗi buổi chiều, sau khi dỗ dành thư quân nằm xuống, hắn nhìn cái bụng bầu to của nàng, trong lòng rất căng thẳng. Ban đầu nàng rất gầy, bụng không có một chút mỡ thừa bây giờ da bụng mỏng của nàng lại bị căng phồng lên to như quả bí đỏ bùi việt rất sợ hãi mỗi khi đặt tay lên bụng thứ mà hắn cảm nhận được không phải là đứa trẻ đang sống bên trong mà là nỗi vất vả của thư quân tiểu cô nương mặc dù yếu ớt nhưng cũng rất dũng cảm chỉ cần là chuyện mà thái y dặn dò nàng sẽ không bao giờ đùn đẩy cho dù không chịu nổi cũng sẽ cắn răng làm thử không muốn ăn cũng ép mình phải ăn thấy thế bùi việt lòng đau như cắt hắn chưa bao giờ biết mang thai một đứa bé lại vất vả cỡ này, vậy lúc sinh đứa bé thì sao? Dân gian thường nói, nữ nhân sinh hài tử như bước nửa bàn chân vào quỷ môn quan. Càng đến gần ngày sinh nở, bùi việt càng bất an, thậm chí lúc thượng chiều cũng sẽ tâm thần hoảng hốt, thường xuyên liếc nhìn về phía cửa, sợ người của cung khôn ninh sẽ chạy đến đây bẩm báo. Hắn sợ thư quân sẽ xảy ra chuyện. Nỗi thấp thỏm này không phải là không có nguyên do. Cho dù đến giai đoạn cuối của thai kỳ, thư quân đã khống chế ăn uống nhưng thai nhi vẫn quá lớn, suốt đêm không thể ngủ ngon giấc, tinh thần trở nên tiểu tụy. Bùi Việt Hạ chỉ đón tô thị vào cung, lúc đau đớn chịu không nổi. Thư Quân ghé vào lòng mẫu thân khóc nước nở, nương. Lúc trước người sinh con cũng khổ cực lắm phải không? Thấy nữ nhi chịu khổ, tô thị rơi nước mắt như mưa. Không khổ, nương không khổ. Con không biết lúc sinh ra con, nương vui vẻ cỡ nào đâu. Kiều kiều, con đừng sợ. Thân thể của nương yếu đuối hơn con mà vẫn có thể sinh hạ con, con sẽ không sao đâu. Thư Quân vẫn rất khó chịu gần như không có sức đứng dậy. Nhưng bà đỡ nói hiện tại đầu của thai nhi vẫn chưa quay xuống, nàng phải nghĩ cách đi lại nhiều hơn để đầu của hài tử quay xuống. Thế là thư quân đỡ vòng eo nhức mỏi, chậm chạp bước đi trong cung điện. Nàng rất đói bụng nhưng thái y không chịu cho nàng ăn nhiều, lúc này cứ như có hàng trăm con sâu đang gặm nhấm trong dạ dày của nàng. Nhìn cái gì cũng muốn cắn một miếng, mệt mỏi thì đi ngủ, đói đến nỗi tỉnh dậy thì tùy ý cầm bánh ngọt trái cây chung quanh nhét vào miệng. Bùi Việt ngồi bên cạnh vừa lau khóe môi cho nàng, vừa đỡ eo nàng giúp nàng ngồi dậy. Có một khoảnh khắc, hắn hối hận vì đã làm nàng mang thai. Rõ ràng trước kia là một tiểu cô nương sung sướng hoạt bát, bây giờ lại bị dày vò đến nỗi người không ra người ngộm không ra ngộm, thậm chí muốn ăn một miếng cơm cũng không được. Chờ thư quân ngủ say, Bùi Việt gọi Hoa Thái Y đến cung điện, chẫm muốn ngươi khẳng định một câu, nếu thai nhi của hoàng hậu quá lớn, ngươi có cách nào giữ được sự an toàn cho hoàng hậu không? Một khi hai mẹ con lâm vào tình trạng nguy kịch, hắn đã chuẩn bị tinh thần giữ mẹ bỏ con. Chỉ có điều lúc này hắn chỉ có thể giữ suy nghĩ ấy trong bụng, không tiện nói với bất cứ người nào. Đừng xem hiện tại triều thần và thái thượng hoàng cực kỳ cương triều thư quân mà nghĩ rằng họ thật sự yêu thương nàng. Trước mặt con nối dõi, tính mạng của nữ tử hệt như con kiến. Hắn không dám chắc nếu hắn không yêu thư quân thì có khi nào cũng sẽ làm ra sự lựa chọn tương tự hay không. Nhưng hiện tại nhìn đôi mắt như xương sớm của tiểu cô nương, vành mắt đỏ hoe, vẻ mặt tiểu tụy. Dựa dẫm hắn như cọng rơm cứu mạng, trong lòng hắn chỉ còn một ý nghĩ, tuyệt đối không thể khiến nàng xảy ra chuyện. Hoa Thái Y đã phụng dưỡng Bùi Việt nhiều năm, gần như đánh hơi được huyền cơ từ lời nói của hắn. Một đế vương lại vì thê tử mà làm đến nước này, với tư cách là Thái Y, ông ta cực kỳ rúng động. Bệ hạ, nếu không còn cách nào khác, thần sẽ rạch bụng lấy con. Lần đầu tiên Bùi Việt nghe đến phương pháp này, không khỏi cả kinh, trầm giọng hỏi, rạch bụng lấy con. Vâng, Hoa Thái Y đáp, dân gian đã từng có tiền lệ, chẳng giấu gì ngài. 30 năm trước lúc hành tẩu giang hồ, thần từng giúp một phụ nhân khó sinh rạch bụng lấy con chỉ cần nghĩ đến bụng của thư quân sẽ bị rạch một đường trái tim bùi việt lại siết chặt giọng nói chua chát rồi sao nữa mẫu tử có bình an không hoa thái y gật đầu coi như thuận lợi chỉ có điều từ nay về sau để lại vết sẹo trên bụng phụ nhân vô cùng xấu xí bùi việt nhắm mắt lại đến lúc đó chỉ cần giữ được tính mạng của thư quân hắn cần gì phải so đo một vết sẹo hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi hít sâu một hơi cứ quyết định như vậy đi ngươi hãy chuẩn bị chu đáo hãy nhớ hết thảy đều phải đặt hoàng hậu lên hàng đầu hoa thái y bình tĩnh đáp vâng sáng sớm ngày mùng một tháng 5, thư quân tựa lưng vào giường uống hết một bát súp bỗng nghe thấy một tiếng đùng vang lên từ bụng mình khiến nàng sợ ngây người chuyện gì xảy ra vậy trong lòng bắt đầu hoảng hốt thực dược và tô thị ở bên cạnh hầu hạ nàng thấy vậy thì lập tức đi gọi thái y đồng thời nhanh chóng thông báo tin tức cho tiền triều bùi việt đang thượng triều sớm nghe cung nhân bẩm báo trái tim hắn nhất thời trùng xuống hắn bình tĩnh nhìn lướt qua trừ thần đứng khắp cung điện thầm nghĩ nếu bây giờ mình tung tin này ra ngoài thì với thủ đoạn của đám cáo già này nhất định sẽ nghĩ cách vào cung chờ sinh nở hắn không thể khiến bất cứ kẻ nào nhúng tay vào quyết định của mình thế là bình tĩnh nói cung hoàng hậu thông báo sáng sớm nàng ấy lại bắt đầu nôn ngén đang phát giận cáo kỉnh trẫm không yên tâm cho lắm muốn đến đó xem thử chiều hội hôm nay tạm thời dừng lại ngày mai tiếp tục dứt lời hắn bước ra điện phụng thiên nhanh chóng chạy về phía cung khôn ninh các đại thần lần lượt trở về khu công sở chỉ có liễu lão thượng thư nhạy bén nhận thấy có gì đó sai sai ông ấy giữ lại thượng thư lại bộ và thượng thư hộ bộ sắp sửa rời đi lão phu loáng thoáng nghe nói thai nhi trong bụng hoàng hậu quá lớn có dấu hiệu khó sinh tính ngày thì cũng chỉ hơn nửa tháng là đến kỳ sinh nở không phải là không có khả năng sinh sớm để bảo đảm ổn thỏa chúng ta vào cung ngay bây giờ liễu thượng thư vừa dứt lời thượng thư lại bộ và thượng thư hộ bộ đều đưa mắt nhìn nhau hiểu rõ ý của ông ấy Bùi Việt yêu thương hoàng hậu, lỡ xảy ra chuyện, Bùi Việt sẽ bỏ con giữ mẹ. Nhưng đây không phải là điều mà triều thần muốn nhìn thấy. Mặc dù họ đồng tình với hoàng hậu nhưng họ càng coi trọng Giang Sơn xã tắc. Mấy người cùng nhau dâng sổ gấp đến ti lễ giám, yêu cầu vào cung thăm Thái Thượng Hoàng. Bùi Việt đã sớm đề phòng họ nên tất nhiên là không đồng ý để đối phó với triều thần. Thậm chí hắn còn hạ một đạo ám chỉ, không cho Thái Thượng Hoàng vào cung. Liễu Thượng Thư chờ đã lâu mà không có ý chỉ trả lời, lập tức biết ngay sách lược của Bùi Việt không khỏi sốt ruột rời cung, dục ngựa chạy đến cung vạn thọ. Bùi Việt không rảnh quan tâm tới những thứ khác, bởi vì tiếng đùng mà thư quân nghe được là tiếng nước ối vỡ. Nước ối vừa vỡ, nàng bắt đầu đau bụng dữ dội, co thắt từng cơn. Ban đầu nàng còn có thể chịu được nhưng đến sau này, nàng gần như cắn nát môi dưới. Phòng sinh được thiết lập tại hậu điện cung khôn ninh, bà đỡ có kinh nghiệm khắp kinh thành đều chờ sẵn ở đây, hơn một nửa thái y trong thái y viện cũng chờ mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Ba người hoa thái y, lưu thái y, Trương Thái Y vào phòng sinh hầu hạ. Bùi Việt không kiêng rẻ máu me trong phòng sinh, lập tức đến bên cạnh thư quân. Hắn ôm thê tử lên để nàng tựa vào lòng mình, Tô Thị đứng bên cạnh cùng thực dược, nắm bàn tay trắng bệch vô lực của nữ nhi, im lặng rơi nước mắt. Tiếng kêu khóc tràn ngập khắp phòng sinh. Từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, hai tử vẫn không có dấu hiệu trượt xuống. Mấy lần thư quân hôn mê bất tỉnh, tiếng khóc của nàng từ ban đầu to khỏe, dần dần đến sau này trở nên mong manh. Bùi Việt bị mất giọng mấy lần, suýt nữa tưởng rằng mình sắp mất nàng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy một ngày lại dày vò đến mức này, lâu dài cứ như sẽ không bao giờ kết thúc. Cảm giác hồi hộp thấp thỏm và bất an ấy như che trời lấp biển bao phủ chung quanh hắn. Hắn bất lực ôm thê tử ốm yếu của mình, đôi mắt đỏ ngầu, hung ác quát lên, hoa thái y, hoàng hậu không cầm cự được, mau rạch bụng cứu nàng ấy. Hoa thái y đã chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng. Ông ta sắn tay áo nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, trời vừa tảng sáng, Tiên nắng đầu tiên đã ló dạng nơi chân trời phía đông, trời sắp sáng rồi. Ngay khi lão thái y bình tĩnh nhấc chân lên thì bỗng tiếng hô của bà đỡ truyền ra từ sau rèm tre ra rồi. Đầu của hai tử ra rồi, bệ hạ, ngài chờ thêm một lát. Nương nương dùng sức, cố gắng dặn thật mạnh thêm lần nữa. Hai tử sắp ra rồi. Bầu không khí nặng nề trong phòng sinh thoáng chốc như sống dậy. Thư quân không còn ý thức, cứ như chìm trong bùn lầy, không biết mình có dùng sức hay không. Mãi đến cuối cùng nàng cảm nhận được một dòng nước ấm chảy ra từ bụng dưới ngay sau đó tiếng hoan hô vang lên trong phòng sinh chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ là một hoàng tử bẩm bệ hạ là hoàng tử bà đỡ cắt cuống rốn rồi bế đứa bé với tiếng khóc to khỏe cho bùi việt xem bùi việt không có hứng thú với đứa trẻ cả người bẩn thỉu này hắn còn chưa hoàn hồn từ nỗi căng thẳng vừa rồi chỉ hít sâu một hơi cố gắng làm cho mình trông có vẻ bình tĩnh hoàng hậu không sao chứ đúng lúc này một bà đỡ khác quỳ dưới tấm đệm đỏ bỗng kinh ngạc kêu lên, "Vẫn còn, bệ hạ, trong bụng nương nương vẫn còn một đứa trẻ khác." Tất cả mọi người chấn động, chẳng trách bụng của nàng lại to vượt mức bình thường, thì ra là thai song sinh. Mọi người không khỏi vui vẻ, ngay sau đó nỗi sợ hãi bỗng ập đến. Bùi Việt không rảnh thở ra một hơi, vội vàng ra lệnh cho thái y tiến vào bắt mạch, sau đó đích thân đút một bát canh cho thư quân. Mọi người tiếp tục bận rộn, tầm mắt thư quân trở nên mơ hồ, mặc cho bà đỡ xoa bụng mình nàng hô hấp dựa theo bản năng. Nửa canh giờ sau khi tiểu hoàng tử sinh ra, tiểu công chúa cũng cất tiếng khóc chào đời trong nắng sớm mờ ảo. Tin tức hoàng hậu hạ sinh một cặp song sinh truyền khắp triều dã, chúng thần vui mừng khôn xiết, coi là dấu hiệu điểm lành. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Bùi Việt vẫn mặc bộ long bào đã bị thư quân kéo đến nỗi nhăn nhúm, sững sờ ôm thê tử đã ngủ thiếp trong lòng mình. Đế vương tung hoành chiến trường mười mấy năm, giờ đây ở chỗ mà người bên cạnh không nhìn thấy, ánh mắt lại lóe lên hơi nước hắn tận mắt chứng kiến một cô nương hoạt bát yếu ớt dạo quanh quỷ muôn quan một chuyến trong một khoảng thời gian rất dài sau khi hài tử sinh ra cảm giác sợ hãi ấy vẫn sẽ không tan biến để chăm sóc thư quân ở cữ bùi việt giao việc triều chính cho nội các hầu như bầu bạn bên cạnh thê tử mỗi thời mỗi khác sợ hài tử làm ồn thư quân nên hắn chuyển hai hài tử sang hậu điện giao cho tô thị và mama trong cung chăm sóc thư quân vừa làm mẫu thân nên nhớ thương hài tử cứ khăng khăng phải bế hài tử Bùi Việt chỉ kêu cung nhân bế đến trước mặt nàng để nàng xem mấy lần, hơn nữa đa phần đều là lúc hài tử đang ngủ. Nhìn khuôn mặt đỏ rực đầy lông tơ của đứa trẻ, trái tim thư quân như tan chảy. Nàng tò mò nói, bệ hạ, đây có thật là hài nhi mà thiếp sinh ra không? Bùi Việt cười ha ha, tất nhiên rồi, chấm tận mắt chứng kiến nàng sinh ra chúng mà, chẳng lẽ còn giả được sao? Nhưng thiếp vẫn không thể tin nổi, thư quân vẫn cảm thấy thật khó tin, chỉ trong chớp mắt, thế mà nàng lại trở thành mẫu thân của hai đứa trẻ trẫm cũng không thể tin được quân nhi của ta lại dũng cảm đến thế hai từ ngủ rất say sưa hai tay nắm thật chặt lông mi thật dài cụp xuống thành hình quạt hai đứa bé đều được quấn tã lót giống hệt nhau ngay cả tư thế ngủ cũng giống y hệt thư quân nhất thời buồn rầu rốt cuộc đứa nào là nhi tử đứa nào là nữ nhi bùi việt cũng cực kỳ yêu thương hai đứa trẻ hắn chạm vào gò má của chúng chỉ vào một đứa trẻ có đôi mắt mềm mại hơn nói đây là công chúa của chúng ta lại chỉ vào đứa trẻ có vẻ mặt bình tĩnh hơn nói đây là thái tử của chúng ta ngay tiểu hoàng tử chào đời bùi việt hạ chỉ sắc phong nhi tử là hoàng thái tử nữ nhi là công chúa ninh thạc thư quân nhếch miệng cười thiếp thật sự không phân biệt được nàng khẽ hôn hai đứa bé sau đó để ma ma bế chúng rời đi thời gian ở cữ bùi việt không cho thư quân hao tâm tốn sức rất nhiều lúc đích thân lau chùi thân thể cho nàng ban đầu thư quân rất ngượng nghịu có phải thiếp rất xấu không sau khi sinh con tướng mạo của nữ nhân sẽ không được như ban đầu. Bùi Việt vừa lau vết thương bị rách cho nàng, vừa đau lòng dỗ dành nàng. đúng vậy, nếu nàng không ở cữ đàng hoàng thì sẽ biến dạng đấy. nghe vậy, thư quân mới hạ quyết tâm mặc kệ hai đứa bé, thoải mái nằm trên giường nghỉ hơi. sau khi uống thuốc chữa ác lộ, chỉ 5 ngày sau, thân thể của nàng đã sạch sẽ, chỉ có điều bộ ngực bị căng tràn quá mức. có mama thông sữa dùng thủ pháp cực kỳ tốt để giúp nàng massage thông sữa, thi thoảng cũng sẽ bế hài tử đến đây giúp đỡ một chút. Bùi Việt không có ý định cho nàng nuôi con bằng sữa mẹ, sợ sẽ làm tổn thương khí huyết của nàng, thư quân cũng không cưỡng cầu. Gia đình bình thường ở cữ 30 ngày, Hoa Thái Y đề nghị thư quân ở cữ 45 ngày, thư quân nghe lời. Năm đó, chính vì Tô Thị bị chọc tức trong lúc ở cữ nên rong huyết không ngừng, thân thể bị tổn thương, thế nên lần này thư quân cực kỳ cẩn thận, ăn ngon ngủ kỹ. Hoa Thái Y dạy nàng phương pháp tập thể hình, thư quân cũng chậm rãi làm theo. 45 ngày trôi qua, khí sắc của nàng gần như khôi phục bình thường, Bắt đầu làm nũng với Bùi Việt. Bùi Việt cực kỳ thích dáng vẻ nàng của nàng, giờ nàng đã làm mẫu thân rồi, sao vẫn còn nghịch ngợm vậy? Thư Quân không thành thật, thiếp muốn mà, bệ hạ. Bùi Việt không dung túng nàng, cứ thế nhẫn nại qua 3 tháng. Chờ thân thể của Thư Quân hoàn toàn hồi phục, hắn mới dám chạm vào nàng. Để tránh không thụ thai tiếp, hắn âm thầm tốn không ít công sức. Tiểu công chúa cực kỳ hợp ý với Tô thị, 3 tháng qua ngày ngày đêm đêm khăng khăng đòi phải có ngoại tổ mẫu ở bên cạnh với chịu ngủ. Tô Thị lo mình ở lại hoàng cung quá lâu sẽ bị chỉ trích, Bùi Việt lại hào phóng phất tay, người cứ ở lại trong cung, không ai dám lắm miệng đâu. Thành thật mà nói, Tô Thị ở quý phủ cũng không có ai trò chuyện cùng. Ngoại trừ trượng phu, toàn bộ thư gia không có một người chi tâm với bà ấy, người có quan hệ máu mủ với bà ấy đều ở trong hoàng cung. Bà ấy càng chăm càng thương tiểu ngoại tôn nữ, cũng hy vọng có thể giúp thư quân một phen. Thư quân bèn gọi Thư Lan Phong vào cung bầu bạn với mẫu thân nhưng Thư Lan Phong lại sĩ diện, thi thoảng đến đây mà không dám ngủ qua đêm cứ thế chạy qua chạy lại từ nhà và hoàng cung gặp tô thị điều bất ngờ là ông ấy càng chạy thì thân thể càng ngày càng khỏe khoắn không còn dáng vẻ yếu đuối đến nỗi đi được mấy bước đã thở hồn hển như trước kia nếu nhi tốt số lần mang thai này đã có cả nhi lẫn nữ sau này không sinh thêm cũng được khi hài nhi tròn ba tuổi thái hoàng thái hậu và thái thượng hoàng lần lượt qua đời hai tang lễ cộng lại bùi việt và thư quân phải chịu tang ba năm chờ đến khi hết kỳ chịu tang Hai tử đã 6 tuổi. Tiểu thái tử bất kể là tính cách hay ngoại hình đều giống hệt Bùi Việt, tiểu công chúa ban đầu cũng giống phụ thân, sau này càng lớn càng giống thư quân. Đến năm 6 tuổi, cô bé đã có dáng dấp của tiểu mỹ nhân, nhất là đôi mắt tròn xoe ngập nước như trái nho, tràn đầy linh khí. Ngoại hình của cô bé giống thư quân nhưng tính cách lại khác một trời một vực, vừa mới 6 tuổi đã biết đánh giá thiếu niên trong kinh, thấy ai xinh đẹp còn lại gần tặng vòng hoa. Các thiếu niên của thế gia trong kinh đều coi đây là vinh dự. Cũng có một số người cho rằng công chúa quá bướng bỉnh, không muốn câu kết làm bậy với cô bé. Người này chính là thành cẩm thế tử của phủ tướng quân, lớn hơn tiểu công chúa một tuổi. Đừng nhìn thành cẩm mạnh miệng nhưng cậu bé cũng chỉ được cái mạnh miệng mà thôi. Mỗi khi tiểu công chúa nhét một bó hoa cho mình, cậu bé sẽ nín thở đến nỗi khuôn mặt tím tái, trong lòng tức giận nhưng không dám không tuân theo. Ngoại hình của cậu bé này vừa tuấn tú vừa xinh đẹp, cực kỳ dễ bắt nạt. Tiểu công chúa ăn cơm chăm nhà lớn lên, hôm nay ở lại phủ đệ của thần tử này ngày mai lại sang nhà kia ăn cơm còn nhỏ tuổi đã biết rõ mồn một, một về kinh thành thế ra tay nghề của đầu bếp nhà ai như thế nào tiểu tổ tông này có thể nói rõ ràng mạch lạc tính cách của cô bé khiến bùi việt rất nhức đầu ngược lại là có phong thái rất giống thái thượng hoàng đến dịp săn bắn mùa thu mỗi năm một lần bởi vì chịu tang nên suốt ba năm bùi việt và thư quân không đến hành cung vừa hết tang bách quan khẩn cấp thu xếp hành trình một nửa triều thần ở lại tọa trấn kinh thành nửa còn lại bãi giá Tây Sơn. Mỗi ngày, Tấu Trương sẽ được đưa qua đưa lại giữa hành cung và kinh thành, sẽ không chậm trễ chính vụ. Hoàng Thái tử 6 tuổi, vóc dáng rất cao, từ nhỏ được bùi Việt dạy dỗ nên văn võ song toàn. Cậu bé tay cầm cung tên bằng bạc, được các thiếu niên ở kinh thành vây quanh tiến vào rừng săn thú. Tiểu công chúa cũng không chịu thua, kéo theo thành cẩm vẻ mặt không tình nguyện đi theo đằng sau. Trời sáng không khí trong lòng, hầu hết người trong hành cung đều giải tán, chỉ còn đế hậu ở lại điện càn khôn. Thư quân thay một bộ kình trang màu xanh lam, mặc một chiếc áo giáp được chế tạo riêng cho nàng, thắt một chiếc thắt lưng bằng da hươu. Bùi Việt thay hành trang, đích thân sửa lại cổ áo cho nàng. Thư quân búi lăng vân kế, mái tóc giày đen nhánh được búi lên thật cao, để lộ chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Bùi Việt dắt tay thê tử rời khỏi hành cung, men theo con đường sau núi đi lên đỉnh núi. Hai người tay nắm tay men theo con đường ánh sáng loang lổ, thi thoảng sẽ có chồi non lướt qua cổ của nàng màu xanh như ngọc ấy đắm chìm trong ánh sáng khiến cả người nàng trông xinh đẹp đến nỗi không chân thật hai vợ chồng không nhanh không chậm leo núi nói là đi săn bắn nhưng lại không hề sốt ruột người hầu chỉ đi theo từ xa chứ không dám đến gần cả đỉnh núi yên áng lặng gió dường như chỉ có hai người bọn họ bùi việt dẫn nàng đi đến tổ chim trên đỉnh núi chỉ vào một cây tùng xanh cao lớn cách đó không xa cái cây này là do chấm tự tay trồng năm 15 tuổi nay đã cao lớn chừng này thư quân đưa mắt nhìn quanh gió thổi cành lá lắc lư từng luồng từng luồng lướt qua lòng bàn chân. Cây tùng xanh cao đến 10 trượng ấy tựa như một ngọn đèn hải đăng trong núi, sừng sững tại chỗ, cũng như bản thân Bùi Việt, 15 tuổi, thư quân chớp mắt, nên đón ánh nắng tươi đẹp, nàng cười nói, "Bệ hạ, thiếp rất tò mò, 15 tuổi thì chàng nên định thân cưới thê mới đúng chứ nhỉ? Tại sao lại bị chậm trễ nhiều năm?" Nàng đã từng hỏi vương ấu quân chuyện này, theo thời gian như thoi đưa, nàng càng muốn nghe chính miệng Bùi Việt giải thích. Nàng muốn biết vì duyên cớ gì mà nàng lại không bỏ lỡ nam nhân này. Hồi ấy à, khóe môi bùi việt hơi mím chặt, đứng sau lưng nàng chắn gió thổi từ đằng sau cho nàng, cùng nàng dõi mắt nhìn về phương xa. Ta cũng từng nghĩ đến chuyện cưới một quý nữ phù hợp với tiêu chuẩn thế gia làm thê. Nàng ấy sẽ nuôi dạy con cái, quản lý hậu cung giúp ta, còn ta sẽ toàn tâm toàn ý lo liệu việc triều chính. Nhưng chọn tới chọn lui, ta cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Thiếu cái gì? Thư quân nhích lại gần lồng ngực của hắn, đứng gần hắn hơn. Từng đôi mắt ấy, một là bình tĩnh không gợn sóng, thoạt nhìn lòng dạ rất sâu, hai là tràn ngập tính kế và lợi ích, chấm chỉ nhìn thoáng qua đã thấy rõ ràng. Chấm từng thấy những đôi mắt tương tự như vậy trong hậu cung vô số lần, có lẽ mỗi người mỗi vẻ, muôn hình vạn trạng nhưng lại có một điểm tương đồng, điểm gì, không thể lọt vào mắt chấm. Thư quân cười khẽ, vươn tay gãi cầm hắn, vậy thì thiếp có tài gì đức gì mà có thể lọt vào mắt bệ hạ. Chẳng lẽ bệ hạ bị thiếp hôn một cái rồi bám lấy thiếp luôn? Bùi Việt bỗng ngừng thở, dường như có một ngọn lửa rực rỡ đang bùng cháy dưới đáy mắt sâu thẳm, cả đời chấm đều chiến đấu với mông ngột phía bắc. Ma Di phía nam, đông đánh giặc oa, tây chiếm xuyên tạng, có thể coi là oai phong một cõi, vô số người chết dưới tay chẫm, lòng dạ của chẫm rất cứng cỏi. Mỗi khi nửa đêm nghe tiếng gió, một mình một thân nằm trong điện Phụng Thiên, chẫm lại nghĩ rằng có lẽ cả đời chấm sẽ mãi chỉ là cô gia quả nhân, bởi vì chỗ nào trên người chẫm cũng cứng rắn. Thấy một nữ hài nhi như hoa như ngọc, mềm mại xinh đẹp, ánh mắt sạch sẽ đến độ có thể nhìn thấu tâm hồn như nàng. Chấm lại nghĩ nếu có thể đặt sự mềm mại của nàng lên trái tim chấm thì cũng có thể giúp chấm nến trải cảm giác nóng ruột nóng gan của chốn trần gian này. Nghe vậy, vành mắt thư quân chợt đỏ hoe, quay đầu chui vào lòng hắn, bệ hạ. Cô nương vẫn vụng về nhiệt tình như thổi mới gặp, kéo vạt áo của hắn, lau nước mắt vào lòng hắn, nói, thiếp vừa gặp thất lang lần đầu tiên đã thích chàng rồi. Phải không, bùi việt ôm cô nương âu yếm vào lòng, nhìn mùa thu dần dần lan tỏa nơi xa, lá cây đều ngả sang màu vàng óng, nàng gọi ta là gì? Trong lòng thư quân nóng hôi hổi, xấu hổ cục mi, khẽ nỉ non, thất lang. Bùi Việt nhắm mắt lại, một luồng gió núi thổi vào cổ họng của hắn, hắn hít sâu một hơi, quân nhi, nàng không biết được đâu, kể từ khi gặp được nàng, chấm không dám tùy tiện giết người nữa. Nếu là trước kia, Bùi Giang Thành đã sớm không còn chỗ táng thân nhưng chấm yêu thương nàng, yêu thương đến nỗi sợ nàng đến bên chấm sẽ phải chịu khổ vì sát nghiệp của chấm. Chấm muốn tích phúc cho nàng, làm việc thiện giúp nàng để đổi lấy một đời yên bình cho nàng. Vành mắt thư quân đỏ hoe, nhón chân ôm vòng qua cổ hắn, nghẹn ngào, thất lang. Nàng không cần nói gì cả, chỉ gọi một tiếng thất lang đã đủ để phá vỡ trái tim cứng rắn của hắn, khiến hắn cam nguyện tan xương nát thịt vì nàng. Đừng khóc nữa, chấm dẫn nàng ra ngoài chơi không phải là để làm nàng khóc. Bùi Việt chậm rãi ôm nàng, an ủi nàng một lát rồi kéo nàng ra từ lòng mình, chỉ vào đỉnh núi khác, nhìn xem, chỗ đó có một tổ chim, chấm từng nuôi mấy con ngân tước ở đây. Vậy à, thành hôn nhiều năm, tính cách ngây thơ hồn nhiên của thư quân vẫn chưa từng thay đổi, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, vậy thì để thiếp nhìn xem. Thư quân đang định chạy đi, khoan đã, Bùi Việt bỗng kéo nàng lại, trên tóc nàng bị dính lá khô. Hắn nâng tay cắm một đóa hoa dại màu hồng mà mình âm thầm hái trên đường lên mái tóc của nàng, sau đó buông tay nhìn nàng rời đi. Thư quân đỡ cửa sổ gỗ, cẩn thận nhìn vào bên trong quả nhiên thấy một chú chim có bộ lông vũ lộng lẫy nhiều màu đang đậu trong tổ nàng quay đầu phấn khởi vẫy tay gọi hoàng đế ý cười trong mắt như sắp tràn ra cánh hoa màu hồng ngả lên đuôi mắt của nàng quả thật có thể nói là xinh đẹp như phù dung người còn đẹp hơn hoa chuyện đã kết thúc cảm ơn các bạn đã yêu quý và ủng hộ